chương 730, Thái Huyền bát quái đồ. Đám người chọc nghi đại hán phía dưới cũng có vẻ lo lắng, bọn họ trong lòng biết tu sĩ họ mã nếu đem quyển trục này ra đối địch thì không thể không có dấu hiệu gì, không thể một chút tác dụng cũng không có. Quả nhiên, tại trung tâm biển lửa tu sĩ họ mã hai tay bắt quyết, quyển trục trước người hình ảnh xoay ngang lên một chút rồi tiếp theo bạch quang chấp động, cuồng phong nổi lên, một đạo bạch phong trụ từ bát quái đổ phóng lên cao, khuếch tán ra hơn 10 trượng bốn phía. Biển lửa quanh thân bị phong trụ lấy thế như trẻ che tiến lên, trong nháy mắt biển lửa đã bị thu nhỏ lại hơn non nửa. Hơn nữa tu sĩ họ Mã gầm lên giận dữ rồi một đạo ngân hồng từ trong phong trụ bắn nhanh ra, thẳng hướng quật rượu đối diện đánh tới mà không thèm để ý tới hỏa giao trên đầu. Xem ra tu sĩ họ Mã biết rõ là chỉ cần kích thương quật rượu thì sẽ làm cho hỏa giao vốn tâm thần tương thông tự nhiên uy lực giảm đi. Quật rượu mặt không chút thay đổi, khóe miệng mím lại, dương tay lên. Một thanh phi đao màu đỏ từ lòng bàn tay bắn ra, hóa thành một đạo hồng quang nghênh đón ngân hồng phi đao này trong suốt đỏ đậm, quang mang chói mắt. trong nháy mắt ngân cản ngân hồng lại rồi giữa không trung giao đấu. nhất thời hồng quang ngân mang đan vào nhau khó phân. trong lúc nhất thời khó có thể phân hạ cao thấp. quật diệu thấy cảnh này trong mắt hàn quang chợt lóe, hai tay vừa lộn trong tay quang hoa sáng người xuất hiện lưỡng diện hồng tiểu phiên. đem tiểu phiên hướng lên không trung phất một cái phạch một tiếng. phiên kỳ đón gió phồng to lên đến hơn một trường. tiếng chú ngữ trầm thấp khó hiểu từ miệng quật diệu truyền ra phiên kỳ quanh thân hồng quang đại phóng đồng thời từ phiên diện bắn ra lưỡng đạo hỏa trụ thô to cùng với hỏa giao trên đỉnh đầu ngưng tụ hội hợp. Đại phiến hỏa vân nhất thời như ẩn như hiện bắt đầu ngưng tụ hiện hình. Đi, tiếng chú ngữ của quật diệu dừng lại, hắn há mồm bắn ra một đoàn hồng sắc tinh khí lên trên người hỏa giao trên đầu tu sĩ họ mã. Hỏa giao tinh thần đại chấn, lắc đầu vẫy đuôi ngâm một tiếng dài rồi một đầu tiến vào trong hỏa vân. Hỏa vân đỏ rực bốc lên quay cuồng, một lát sau bỗng nhiên kịch liệt thu nhỏ lại. Hàn Lập phía dưới thấy cảnh này thì hai mắt khép hờ, trong mắt có lam mang chấp động. Thông qua thanh minh linh nhãn thần thông, hắn kinh ngạc phát hiện ra đầu hỏa dao nọ đang trốn ở trong hỏa vân há mồm biên cuồng hấp thụ hỏa vân tứ phía. Trong chớp mắt hỏa vân đã bị hỏa dao này cắn nuốt không còn một mảnh, theo đó thân hình hỏa dao kịch liệt bành trướng giống như quả bóng bơm hơi chỉ trong chốc lát to lên đến hơn 10 trượng, đầu to như một gian phòng lớn. Răng nanh lòi ra trông dữ tợn đáng sợ, mà lúc này, Bạch Cự Phong đối diện bao vây hỏa vân cũng biến mất không còn một mảnh, hiện ra lão giả tiên phong đạo cốt. Tu sĩ họ Mã hai tay cầm lấy bản bát quái đồ nọ, lạnh lùng nhìn hình thể lớn đến dọa người của hỏa giao liếc mắt một cái, không nói gì cầm quyển trục trong tay hướng lên trên ném đi. Vật ấy hóa thành một đạo sáng mở bay thẳng lên trời cao, trong nháy mắt chui vào tầng mây trên trời cao biến mất không thấy đâu, phảng phất như bay ra ngoài vũ trụ. Quật Diệu thấy tình hình này giật mình ngẩn ra, nhưng chỉ trần chờ một chút thì trên đầu hắn xuất hiện một trận linh khí dị thường ba động. Theo sau ngũ sắc linh quang nhẹ nhẹ từ trên trời giáng xuống, rồi một cái bát quái đổ vô cùng khổng lồ bỗng xuất hiện trong ánh hà quang đem phương viên hơn 10 trượng bao phủ vào, không chút khách khí hướng xuống phía dưới hạ xuống. Quật diệu sắc mặt đại biến, không suy nghĩ nhiều đưa tay điểm chỉ vào trên hỏa dao. Cự dao lập tức dương phồng cổ há miệng, một đạo hồng quang từ trong miệng điên cuồng phun ra đánh vào đáy bát quái đồ cự đại trận đồ nhẹ nhàng thôn vệ đạo hồng quang rồi như không có chuyện gì tiếp tục hạ xuống. Thấy cảnh này quật rượu sắc mặt trắng bệch, hai tay trà sát rồi đột nhiên dương lên, vô số khỏa hỏa cầu to cỡ đầu nắm tay từ lòng bàn tay bắn ra, ào ạt bắn lên phía trời cao. Chứng kiến một màn này, hàn lập trong lòng vừa động. Không phải dùng phù bảo phát ra hỏa đạn thuật mà là bằng tự thân tu vi đồng thời thuấn phát ra hỏa cầu. Xem ra linh thuật của pháp sĩ thật đúng là có chút bất đồng, hơn xa so với phổ thông ngũ hành đạo thuật nhất là khi áp dụng trong thực chiến. Ngay lúc Hàn Lập đang âm thầm suy nghĩ thì đông đảo hỏa cầu giống như lưu tinh đánh tới cự đại trận đồ nhưng không có tác dụng chút nào. Cự đại bát quái đồ không bị ảnh hưởng mà còn hạ xuống với tốc độ nhanh vô cùng đem quật rượu và hỏa dao quây vào trong. Nhất thời song phương tu sĩ pháp sĩ đang xem cuộc chiến chỉ thấy một cái cự đại trận đồ trên không trung chậm rãi chuyển động ra thì cũng không có cách quan sát được cử động của quật rượu. Công kích thành công nhưng tu sĩ họ mã cũng không có bởi vậy mà lộ ra vẻ vui mừng, ngược lại thần sắc âm trầm khoanh chân ngồi xuống, hai tay bắt quyết, lập tức trên người hiện lên như bạch chi quang lưu chuyển lưu ly, đại phóng ra tia sáng kỳ dị. Cùng lúc đó, cự đại trận đồ hô ứng hà quang nổi lên, đồng thời bên trong vang lên một trận âm thanh bạo liệt như sấm sét. Bát quái đồ bắt đầu chờ tối chợt sáng, linh quang chấp động. Thiên khốc tiên sinh, quật thượng sư ở bên trong liệu có chuyện gì không? nếu có nguy hiểm thì chúng ta không nên tuân thủ cái gì một trọi một trực tiếp đồng loạt tiến lên đem quật thượng sư từ bên trong cứu ra tên nguyên anh tu sĩ này còn có thể có loại cổ bảo cổ quái này thật sự là không ngờ pháp sĩ cao gầy chứng kiến màn này trên mặt lộ ra một điểm lo lắng quay đầu hướng hắc bảo nhân bên cạnh khách khí hỏi ha ha không cần lo lắng thượng cổ tu sĩ luyện chế được thái huyền bát quái đồ này cố nhiên là cổ bảo cực kỳ lợi hại nhưng gã tu sĩ sử dụng bảo vật này còn chưa chính thức nắm giữ được cách dùng chẳng qua là bát quái đồ linh lực cường đại nên có thể mạnh mẽ vây địch như thế mà nói thì không làm gì được quật đạo hữu bao lâu nữa đâu hơn nữa phương pháp cố sức thúc giục trận đồ này tự nhiên tiêu hao pháp lực cũng không ít người này thật đúng là cực kỳ ngu xuẩn nhưng cũng khó trách địa phương hẻo lánh như thế này có mấy người chân chính biết được cách sử dụng loại cổ bảo chân quý như thế hắc bảo nhân thấp giọng cười quái dị vài tiếng rồi hàm hàm hồ hồ nói trong lời nói lại tràn ngập ý khinh thường đối với thiên nam tu sĩ nghe hắc bảo nhân nói như thế pháp sĩ cao gầy nọ trong lòng cũng yên tâm không ít, hủy bỏ ý định chỉ huy đám pháp sĩ phía sau tiến lên. Cùng lúc này, trên mặt đám người chọc mi đại hán đang quan chiến hiện lên vẻ vừa vui mừng vừa lo lắng. Ngay khi nhìn thấy bát quái đồ nọ đem pháp sĩ đối phương vây khốn, bọn họ quả thực cũng hưng phấn một chút. Nhưng sau khi thấy trong trận đồ thỉnh thoảng truyền ra tiếng nổ mạnh cùng việc tu sĩ họ mã sắc mặt ngưng trọng ở một bên ngồi xếp bằng làm phép thì mới biết được trận đấu pháp này chưa kết thúc, trong lòng thoáng thất vọng mà lão giả bản thân cũng âm thầm kêu khổ không ngừng. Bảo vật này hắn mới vừa lấy được không lâu, trước đây chỉ dùng đối phó với kết đan kỳ tu sĩ. Người nào một khi bị nhốt vào trong bảo vật này thì không hề có sức phản kháng, mặc cho hắn thúc giục một số cấm chế trong trận đồ đem người nhất nhất diệt sát. Mà vị quật diệu pháp sĩ này bị nhốt vào trong trận đồ lại có thể dựa vào tự thân thần thông tạm thời ngăn trở lôi hỏa công kích, đồng thời còn không ngừng thúc giục cự đại hỏa giao điện cuồng tấn công trận đồ cấm chế thế nên hắn buộc lòng phải duy trì việc liên tục bổ sung linh lực để củng cố trận đồ bầu trời nhất thời bình tĩnh trở lại trừ ánh hà quang của cự đại trận đồ và tiếng oanh minh mơ hồ truyền ra thì bên ngò ai nhất thời lạnh ngắt như tờ đám người chọc mi đại hán trên mặt vẻ lo lắng ngày càng nặng nề hàn lập đứng ở một bên ngẩng đầu nhìn bầu trời mặt không chút thay đổi nhưng trong đầu lại cùng ngân nguyệt nói chuyện với nhau vị mã đạo hữu này thật sự là phí phạm của trời cứ liều mạng thúc giục thái huyền bát quái đổ như vậy phải biết rằng uy lực chân chính của nó tuyệt không có dưới tử vân đấu cổ bảo. Ngân Nguyệt trong miệng chẹp chẹp không thôi, dường như vì trận đồ nọ bị sử dụng không đúng cách mà cảm thấy đáng tiếc. Thái huyền bát quái đồ, người biết cổ bảo này, hàn lập nét mặt đờ đẫn nhưng âm thầm truyền âm hỏi. Đương nhiên, bát quái đồ này cũng là cổ bảo nổi tiếng thời thượng cổ, chẳng qua bảo vật này hình như chỉ là nhất hiện thô chế hạ phẩm. Nếu không thì cho dù không có cách nào phát huy uy lực chân chính của bát quái đồ thì cũng đủ để đem đối phương giam lại rồi giết chết chính thức thượng phẩm bát quái đồ pháp lực có tiêu hao cũng không lớn như thế. Ngân Nguyệt trả lời rất nhanh, thô chế hạ phẩm mà thanh thế đã kinh người như thế thì không biết chính thức thượng phẩm trận đồ thì như thế nào. Chẳng qua, người đã nói uy lực không dưới tử vân đấu cổ bảo, chẳng lẽ kiện cổ bảo này phải có pháp quyết gì thúc giục mới được hay sao? Hàn Lập trong lòng trần chờ hỏi một câu, tử vân đấu thì không có phiền toái như thế, chỉ cần rót linh lực vào là có thể sử dụng, hơn nữa cấm chế ngọc dương chân hỏa trên đó chỉ cần nghiền ngẫm mấy lần là cũng có thể nắm giữ được ngân nguyệt khẽ cười trả lời nghe nói thế hàn lập im lặng không có nói thêm cái gì ánh mắt chấp động vài cái rồi một lần nữa nhìn lên không trung nhưng chỉ nhìn thoáng qua hắn lập tức nhướng mày thầm kêu không hay một tiếng nổ kinh thiên động địa từ trong trận đồ truyền ra bát quái đồ trên không trung đột nhiên vặn vẹo chấp động không thôi theo đó vô số đạo xích hồng quang trụ hướng bốn phương tám hướng bắn ra cả trận đồ trong nháy mắt bị xé rách thành trăm ngàn mảnh. Mọi người đang quan chiến nhìn thấy mà giật mình, từ trận đồ vang lên tiếng nổ âm u u. Một đoàn liệt hỏa từ đó bắn nhanh ra, trực tiếp bay lên cao hơn 10 triệu mới tắt, trong đó hiện ra quật rượu mặt đỏ như máu, dưới chân dẫm lên hỏa dao, không biết khi nào đã lùi về phía sau mấy trượng, vẻ mặt vô tình. Bên kia, tu sĩ họ mã tình hình cũng không tốt, sắc mặt xám trắng, hai mắt vô thần. Nhưng lão giả cắn răng đưa tay hướng đến trận đồ rách nát nọ ngoắc một cái, Bát quái đồ bị tàn phá chợt lóe lên ánh hà quang bay đi. Một lát sau, trận đồ một lần nữa hóa thành quyển trục rơi xuống trong tay. Chương 731, Thiên sát chân ma công. Sau khi Mã lão giả liếc mắt nhìn họa trục, sắc mặt liền vô cùng tái mét. Vật trong tay xuất hiện rất nhiều lỗ thủng, tựa như tấm lưới, rõ ràng đã bị hư hại đến nỗi không thể hư hại thêm được nữa. Đáng tiếc, nếu quật rượu đạo hữu không vội thoát ra, cũng không vận dụng hỏa linh nguyên lực, ở bên trong trồng đỡ trong chốc lát mà nói thì tám chín phần là pháp lực tu sĩ nọ sẽ giảm đi, sẽ chủ động triệt hồi trận đồ. Lúc này quật rượu đạo hữu cũng đã hao tổn không ít nguyên khí, hai người người nào cũng không thể chiếm được thượng phong nữa. hắc bào nhân có chút tiếc hận nói, pháp sĩ cao gầy nó nghe vậy sửng sốt, sau khi nhìn xuống xem một chút, trên mặt lộ vẻ có sở ngộ. Sắc mặt lão giả họ mã chuyển đổi lúc xanh lúc trắng nhiều lần, không nỡ vứt bỏ quyển trục trong tay, sau khi thu vào trong túi chữ vật, liền hung tợn hướng quật rượu đối diện chừng mắt. Quật diệu thấy ánh mắt như thế của lão giả, hư lạnh một tiếng, chân đạp hỏa dao bên dưới, hỏa diễm trên người một lần nữa cuồn cuồn lên, hồng quang lại hiện ra. Quật thượng sư, dừng tay, đấu pháp lần này, hai người như thế nào cũng chỉ có thể ngang tay mà thôi. Bây giờ pháp lực hai người cũng tiêu hao quá nhiều, nếu lại tái đấu, cũng sẽ không có kết quả gì. Pháp sĩ cao gầy đột nhiên tại không trung lớn tiếng mở miệng ngăn cản cử động của quật diệu sau đó lại nhìn đại hán chọc nghi, Ý tứ lời nói này cũng là nói cho Đại Hán Trọc Nghi và tu sĩ Thiên Nam nghe. Trọc Nghi Đại Hán nghe vậy có chút ngoài ý muốn, nhưng sau khi cùng cốc xong bổ liếc mắt một cái, liền gật đầu đồng ý. Được rồi, trận này vậy cho qua đi. Nghe lời nói của pháp sĩ cao gầy cùng Đại Hán Trọc Nghi, lão giả họ Mã mặc dù không cam lòng, cũng biết nếu đấu tiếp chỉ là phí công mà thôi. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bay độn quay về. Trong lòng quật rượu đối diện cũng buồn bực, đem hỏa giao thu lại, hận hận bay trở về không trung. Khi lão giả họ mã trở lại, đại hán chọc nghi an ủi vài câu, cuối cùng mới làm cho thần sắc lão giả hơi có chút hòa hoãn. Nhưng vào lúc này, pháp sĩ bên kia, hắc bào nhân cùng lão giả cao gầy thấp giọng nói thầm vài câu, kết quả hắc bào nhân lại khinh phiêu hạ xuống, dừng lại tại chỗ mới vừa giao chiến, sau đó ánh mắt âm trầm hướng chúng tu sĩ quét tới. Lúc này đối thủ các ngươi là ta, nói trước, trận này là không chết không thôi, không cần ảo tưởng có người đột nhiên ngăn cản. Hắc bào nhân khàn khàn hàm hồ nói, vẻ khinh miệt trong mắt chợt lóe qua. Lời nói cuồng vọng của Hắc Bào Nhân hiển nhiên làm cho đại hán chọc nghi cùng cốc song bổ biến sắc, mặt lộ ra vẻ tức giận, nhưng hai người thật không dám mạo muội nhảy ra ứng chiến. Dù sao bọn họ biết, thời gian trước chết trận hai gã tu sĩ Nguyên Anh đều là chết trong tay loại pháp sĩ xa lạ này. Cho dù bọn họ có tự phụ đi nữa, nhưng chuyện liên quan đến cái mạng nhỏ cũng không khỏi trần chừ Để ta đấu với hắn, Hàn Lập đột nhiên mở miệng nói, đạo hữu muốn đi, Hàn đạo hữu hãy cẩn thận một chút, nếu có chuyện gì bất ổn, ba người chúng ta sẽ ra tay cứu giúp. Đại hán chọc mi thấy Hàn lập chủ động yêu cầu xuất chiến, đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau đó trong lòng liền thở vào một hơi, nhưng biểu hiện ra miệng lại là dặn dò kỹ lưỡng. Hàn lập nghe vậy thản nhiên cười, không nói cái gì. Thanh quang trên người lưu chuyển, hóa thân thành một đạo thanh hồng hướng lên trời bay đi. Trong nháy mắt, đạo thanh hồng đã đến gần hắc bảo nhân, quang hoa nội liếm, hai tay hàn lập chắp sau lưng đứng tại chỗ, nét mặt không chút biểu tình. Ánh mắt hắc bào nhân chấp động, đánh giá hàn lập từ trên xuống dưới một lần, con mắt cũng bắt biến từ màu đen sang màu xanh, có vẻ cực kỳ yêu dị. Ánh mắt hàn lập co rụt lại, đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Ngươi là yêu hay quỷ? Ha ha, ngươi cảm thấy lão phu không giống người sao? Hắc bào nhân đối diện nghe hàn lập nói vậy, cũng không có tức giận mà ngược lại cười lạnh một tiếng nói. Cùng lúc đó, trên người toát ra một đám hắc khí, có tiếng quỷ khóc nổi lên. Trong lúc nhất thời âm phong nổi lên, giống như là quỷ vực. Nguyên lai là người, vậy cũng tốt, xem ra ngươi là tà tu tu luyện yêu quỷ chi đạo. Hàn lập nhẹ nôn một hơi, thân sắc không thay đổi nói. Hừ, tiểu bối, ngươi đứng nói nhảm nữa. Không cần dò xét chi tiết về bản thân ta, chờ lão phu diệt ngươi, ngươi cũng sẽ không còn tâm tư thắc mắc gì nữa. hắc bào nhân khàn khàn nói, đồng thời hắc khí trên người tăng vọt, thân ảnh trong hắc khí như có như không lão phu không có kiên nhẫn cùng ngươi nói nhảm, bây giờ liền đem mạng nhỏ giao ra đây. Hắc bào nhân tại trong hắc khí âm hiểm cười một trận, hai tay bắt quyết, hình thể một lần nữa lại tăng vọt, từ vóc người bình thường biến thành một cự hán thân cao hai trượng. Mặc dù do âm khí ngân cản nên xem không rõ lắm, nhưng có thể thấy quần áo bị hắc bào nhân phá nát, đầu mơ hồ mọc ra hai sừng, miệng phun răng nanh. Trách không được, có không ít tu sĩ cho rằng mấy pháp sĩ xa lạ này toàn bộ đều là loài khác biến thành làm quang trong mắt hàn lập chợt lẽ, bộ dáng hung dữ của cự hán đã được thu vào trong mắt rõ ràng. Đây là, sau khi hàn lập thấy rõ bộ dáng yêu ma khi cự hán biến hình, lần đầu tiên trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Bộ dáng ma hóa của cự hán này, dĩ nhiên khi cùng lục đạo truyền nhân giao thủ ngày đó, thì triển ra một huyễn ảnh trong lục cực chân ma công giống nhau như đúc. Các hạ cùng lục đạo cực thánh có quan hệ gì? Lục đạo cực thánh gì? Đừng tưởng rằng hồ ngôn loạn ngữ là có thể trì hoãn thời gian. Nhận lấy cái chết đi. Cự hán đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau đó nhe răng cười nói, theo sau đó hắc khí trong tay đột nhiên vung lên. Một thứ mơ mơ hồ hồ bay thẳng đến Hàn Lập, sau khi xuất ra hắc khí, hắc quang chợt lóe lên nhưng lại tiêu thất trong hư không. Thấy tình hình này, sắc mặt Hàn Lập âm trầm xuống, thân hình bỗng nhiên ngã ra, bắn về phía sau mấy trượng. Cùng lúc đó, tại chỗ vốn đang đứng xuất hiện một quỷ trảo màu xanh lục thật lớn quét qua. Kết quả hiển nhiên là đánh vào khoảng không. Ô, cự hán yêu ma thấy một kích thất bại, ngoài ý muốn lên tiếng. Quả nhiên không sai, mặc dù ngươi tu luyện không phải là công pháp quỷ tu, nhưng thủ đoạn công kích lại rất giống với quỷ tu. Nếu thực có người đem ngươi biến thành quỷ tu, sợ rằng trả giá không ít. Hàn Lập nhìn quỷ thủ kia, thản nhiên nói. Vừa nghe lời ấy của Hàn Lập, thân hình cự hán trong hắc khí bị kiềm hãm, lạnh lùng nhìn Hàn Lập chầm chầm không nói gì. Nhưng vào lúc này, Hàn Lập nhẹ nhàng nhíu mày, thân hình thoáng một cái liền di chuyển mấy trượng, kết quả quỷ trảo màu xanh lại xuất hiện, vô thanh vô tức chụp qua chỗ nãy. Lần này cự hán trong quỷ khí cũng không tiếp tục kiên nhẫn, mở miệng hỏi. Ngươi có khả năng hai lần tránh khỏi công kích liên tiếp của quỷ trảo, chẳng lẽ trước kia ngươi đã gặp qua quỷ tu chân chính? Lời nói của cự hán rốt cục lộ ra một tia quan tâm. Đương nhiên gặp qua, nếu không tại hạ như thế nào có thể dễ dàng tránh thoát. Hàn lập nữa thật nữa giả cười khẽ trả lời. Hừ, kiến thức các hạ quả thật rộng lớn, bất quá cũng chẳng sao, cho dù là biết công pháp ma đạo ta sử dụng thì sao chứ? Dưới 10 phần uy lực của thiên sát chân ma công hôm nay của ta, sau một khắc sẽ là giờ chết của ngươi. Cự hàn âm âm nói, bộ dáng tựa như cũng không định nói thêm cái gì nữa, đột nhiên ngửa đầu hét to. Tiếng huyết gió chói tai nổi lên, tựa như có thể xuyên kim phá thạch. Hàn lập thấy vậy, vẻ thong rong trên mặt dần dần thối lui, thay bằng một tia ngưng trọng. Lúc này, hắc khí đối diện cấp tốc quay tròn, một cổ ma khí kinh người cường đại bộc phát ra, tiếp theo một cái bóng đen từ trong hắc phong bắn ra, mang theo huyến ảnh trùng trùng, trong chớp mắt tới trước người Hàn Lập. Hai tay bóng đen vừa động, một đôi chảo ảnh màu đen đem Hàn Lập bao vây trong đó, ý định bằng vào một đôi lợi chảo, đem Hàn Lập cắt thành một đống thịt nát. Hàn Lập hít sâu một hơi, sắc mặt cổ quái không né không tránh, ngược lại hướng hai tay lên trên trà sát. Tiếng sấm bất chợt khởi lên, hé ra điện võng màu vàng nhạt di động trên đỉnh đầu Hàn Lập, không hề sợ hãi đón nhận ảnh chảo. Bóng đen thấy vậy trong lòng ngẩn ra, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều lợi chảo không chút khách khí hung hăng chộp xuống tại trong mắt hắn có lẽ bình thường thì công pháp ma đạo có thể bị công pháp lôi thuộc tình khắc chế một chút nhưng đối với thiên sát chân ma công của hắn hôm nay thì ma công bình thường há có thể so sánh cho dù là lôi điện thì căn bản cũng không cách nào tổn thương mảy may người này trước mắt tựa hồ biết được vài thứ làm cho hắn cực kỳ không thoải mái nên muốn lập tức giết chết suy nghĩ trong lòng bóng đen chưa kết thúc đột nhiên cảm thấy đôi lợi chảo của mình nóng lên theo sau là một cảm giác đau nhức khó có thể hình dung từ trên lợi chảo truyền đến, tiếp theo kim quang trước mắt liền phóng lớn ra, kim sắc điện hồ nọ hiển nhiên đã phá tan chảo ảnh, lại hướng trên đầu chụp xuống. Kim sắc điện hồ, không đúng, thứ này hình như đã nghe nói qua từ nơi nào, chẳng lẽ là. Khi kim võng thật lớn đem bóng đen không kịp phòng ngự bao lại, bóng đen mới bỗng nhiên nhớ tới lời đồn có liên quan đến kim sắc điện hồ, Thứ này không phải là một trong những thứ mà năm đó khi được truyền ma công thì trưởng lão truyền công luôn dặn dò qua đó là thiên sát chân ma công tối kiêng kỵ sao? Mà hắn từ khi tu luyện ma công này, tại cùng cấp hiếm khi gặp đối thủ, dĩ nhiên nhất thời quên mất việc này. Sắc mặt bóng đen tím tái, kinh hãi run sợ, tựa như sắp thất thủ. Lúc này không chút nghĩ ngợi hét lớn một tiếng, thân hình vốn to lớn đột nhiên trong tiếng bạo vang liền kịch liệt thu nhỏ lại, trong nháy mắt biến thành một gã lùn cao ba thước nhằm kéo dài thời gian trước khi tiếp xúc với kim võng. Tranh thủ một chút thời gian này, một tiếng phành truyền lại. Trong lúc thân thể lùn tịt co rút lại, sau đó bạo liệt ra, hóa thành vô số mảnh tơ nhỏ màu đen phát sáng, hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh đi. chương 732, song vĩ xà, hàn quang trong mắt hàn lập chợt lóe hai tay trong phút chốc rung lên thao túng kim sắc điện hồ, kim quang bất chợt bắn ra, điện võng bạo vỡ. Vô số điện hồ được bắn ra, điện quang vóng dày đặc hơn lúc trước khoảng 3 phần bỗng nhiên xuất hiện, trong nháy mắt lại kịch liệt co rút. Theo đó, hắc Tì sau khi bắn ra hiển nhiên đều bị đụng vào kim hồ. Một tiếng soạt vang lên, dưới thống kích của kim hồ, hắc Tì tại trong võng bắt đầu hóa thành vô số luồng khói đen, cùng lúc có tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng truyền ra, cực kỳ thê lương. Sau đó hắc ti một lần nữa lui trở về trung tâm của kim võng, tụ lại hóa thành một đứa con nít đen thui yêu dị phát sáng, vẻ mặt hoàn toàn kinh hãi. Sau đó nó há mồm, một cổ âm khí đen như mực từ trong miệng phun ra, đem nó bao lại tầng tầng lớp lớp, liều mạng ngăn cản ích tà thần lôi đang đến gần. Thần sắc hàn lập lạnh lùng, khóe miệng hiện lên vẻ châm chọc, kim hồ bỗng nhiên biến lớn hơn ba phần, điện hồ chói mắt, khiến người ta khó có thể nhìn thẳng. Tiếng kêu thảm thiết trong điện quang lại phát lên, rồi dần dần nhỏ đi trong tiếng sấm, một lát sau liền biến mất vô thanh vô tức. Thấy cảnh này, trong lòng hàn lập thở ra một hơi, kim hồ co rút lại, bao bọc lấy một cái túi chữ vật màu đen đem lại trên tay sau đó hắn nâng tay nhìn trời liếc mắt một cái mặt không chút thay đổi thanh quang lại phát ra hóa thành một đạo thanh hồng bay vụt về từ lúc hàn lập cùng hắc bào nhân nói vài câu cho đến lúc hàn lập phóng ích tà thần lui ra tiêu diệt đối thủ cả quá trình cũng chỉ trong trước mắt chẳng những đám người đại hán chọc mi và lão giả họ mãi nhìn trợn mắt há mồm mà ngay cả hai gã mộ lan đại thượng sư pháp sĩ cao gầy cùng quật rượu phía trên cũng đồng dạng bốn mắt nhìn nhau hết thảy đều không thể tin chuyện xảy ra trước mắt nên biết rằng tu sĩ thiên nam không biết được chi tiết về hắc bảo nhân nhưng bọn hắn thì lại biết được bảy tám phần tu sĩ thần bí này là đến từ bàng đại đế quốc bên kia thảo nguyên mộ lan mặc dù không biết vì sao bọn họ đến thảo nguyên mộ lan cũng cùng thần sư trong tam đại bộ lạc đạt thành điều kiện gì đó ra tay tương trợ nhưng không hề nghi ngờ vô luận là công pháp hay thần thông cũng đều hơn xa tu sĩ cung cấp trong tu tiên giới thiên nam thậm chí khi giao chiến chưa chính thức bắt đầu thì đã có hai gã tu sĩ Nguyên Anh Thiên Nam trước sau bị bọn họ tiêu diệt, làm cho hai vị mộ lan đại thượng sư đối với vị hắc Bảo Nhân có chút tin phục. Mà trận đấu pháp thứ hai này, sở dĩ cho hắc Bảo Nhân ra trận, cũng là do cảm thấy tu sĩ Nguyên Anh ở chỗ cấm chế đại trận này có chút hơi nhiều. Tốt nhất là xuất kỳ bất ý trước tiên tiêu diệt hoặc làm trọng thương một người rồi nói sau. Nhưng ai biết được, đối phương đưa ra một thanh niên nhìn tu vi có vẻ bình thường, thế nhưng đã nhanh chóng đem tu sĩ hắc Bảo tiêu diệt gọn, thậm chí ngay cả Nguyên Anh cũng không thể chạy thoát. Điều này khiến cho hai người thất kinh, pháp sĩ cao gầy cùng quật rượu rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, sau khi kinh hãi nhìn nhau liếc mắt một cái, nét mặt hiện lên vẻ trần chờ, không biết là nên tiếp tục phái người khiêu chiến, hay là dứt khoát chỉ huy pháp sĩ phía sau đồng loạt tiến lên. Đúng lúc này, trong tai hai người đột nhiên truyền đến tiếng nói như có như không. Hôm nay dự khí đã giảm, tạm thời lui bước, ngày mai chúng ta trở lại, đến lúc đó, nói không chừng trận này sẽ hắc hắc. Về cái chết của thiên khốc sợ rằng có chút phiền toái, nhưng ta sẽ giải thích với các thần sư một chút. Thanh âm nọ không biết là nam hay nữ, nhưng trong khẩu khí ngầm chứa ba phần ra lệnh. Pháp sĩ cao gầy cùng quật rượu nghe được lời ấy, mặc dù ngẩn ra, nhưng không nói hai lời lập tức y theo mà làm, hướng chúng tu sĩ lớn tiếng ra lệnh. Chúng pháp sĩ phía sau sau khi giao động một trận, nhưng cũng không ai dị nghị, các đội từ trước đến sau đều chậm rãi thối lui. Hai gã đại thượng sư này hiển nhiên là đoạn hậu. Chỉ là trước khi bay đi, sắc mặt hai người âm trầm nhìn đám tu sĩ vài lần, đặc biệt hung hăng chừng mắt nhìn Hàn Lập một chút, sau đó mới xoay người bước đi. Chúng ta không đuổi giết theo sao? Cốc song bồ nhìn đại quân pháp sĩ đi xa, có chút không quá xác định hỏi. Được rồi, mặc dù người mộ lan bại lui, nhưng mấy người chúng ta mà tiến lên, nếu không cẩn thận có thể bị vây khốn trở lại. Hay là cứ dựa vào đại trận, phòng thủ cho tốt. Thiên âm huyến hóa trận tại Hoàng Long Sơn chúng ta cũng không dễ phá như vậy. Cho dù người mộ lan có thể đến, pháp sĩ nếu không tăng thêm gấp dưới, thì đừng mơ tưởng đến chuyện này. Đại hán chọc nghi thoáng trầm ngâm một chút, lắc đầu nói. Chỉ là khi nói lời này, đồng thời hắn cũng không nhịn được quay đầu hướng hàn lập lướt mắt một cái. Bởi vì một màn diệt sát hắc bào nhân của hàn lập rất ngoài dự liệu của chúng tu sĩ, nên kết quả sau khi bay độn trở về, chúng tu sĩ nhất thời lặng đi, không biết nói cái gì cho phải. Lúc đại hán nhìn lại, thần sắc hàn lập vẫn như thường, chỉ là sau khi đem túi chữ vật đang đung đưa trong tay thu lại, hướng mọi người mỉm cười mà thôi. Lúc trước khi Hàn Lập mỉm cười như vậy, nhưng người khác vốn không cảm thấy cái gì, nhưng bây giờ sau khi diệt sát một gã tu sĩ Nguyên Anh, thấy lại nụ cười của Hàn Lập, mọi người đồng thời lại có một cảm giác cao thâm khó lường. Ý khinh thị vốn trong lòng, hiện tại không còn sót lại chút gì. Lần này, Hàn Đạo Hiếu đã giết được một gã pháp sĩ cao cấp của đối phương, thật sự là rất đáng mừng khi trở về lục mẫu chắc chắn sẽ đối với liên minh báo cáo việc này bổn minh chắc chắn sẽ trọng thưởng cho đạo hữu đại hán trọng mi chúc mừng cười nói lão giả họ mã cùng cốc xong bồ lúc này cũng đi tới tươi cười nói vài câu khen ngợi nhưng ánh mắt đối với hàn lập so với lúc ban đầu có chút khác hơn trong lời nói mơ hồ toát ra vẻ kính sợ hàn lập phảng phất không chút để ý cũng khách sáo vài câu chỉ là đang lúc nói chuyện đồng thời mắt hàn lập lại nhìn thấy ánh mắt một người trong đó Lúc không ai chú ý tới thì vẻ mặt hiện lên một tia cười châm chọc. Chờ sau khi thân ảnh đại quân pháp sĩ biến mất không thấy, đại hắn chọc nghi từ trong vụ hải mở ra một cái thông đạo, mấy người nhanh chóng đi vào bên trong, vụ hải một lần nữa khép lại. Phụ cận Hoàng Long Sơn một lần nữa yên tĩnh trở lại, chỉ để lại xương mù minh mông bắt ngát, vô thanh vô tức bình yên bất động. Đám người hàn lập trở lại trong đại điện, thực cũng không có gì để bàn. Sau khi nghị luận một chút về đại chiến hôm nay, mọi người đều cáo từ rời đi quay về chỗ ở nghỉ ngơi. Đặc biệt lão giả họ mã, chẳng những bảo vật bị hủy, hơn nữa nguyên khí lại tổn hao không ít, càng cần phục dược tính tỏa, khôi phục pháp lực cho tốt. Trong nháy mắt, mọi người trong đại điện tản đi, chỉ còn lại đại hán chọc nghi. Hắn ngồi ở chỗ chủ tòa cúi đầu xuống, mặt lâm vào trầm tư, không biết suy nghĩ gì. Qua trong chốc lát, hai hàng lộng mày đột nhiên nhảy dựng lên, dị sắc trên mặt chợt lóe thấp giọng quát. Ai ở đó, ra đi. Ha ha. Đạo pháp lục huynh quả nhiên cao thâm, tại hạ mới vừa tiến đến liền bị phát hiện. Trách không được cửu quốc minh lại để đạo hữu một mình chấn tại một phương. Lối vào đại điện vốn không có bóng người, quang hoa chợt lóe, hiện ra thân hình của một người đang mỉm cười. Là ngươi, đạo hữu không đi nghỉ ngơi, vì sao lại ẩn nặc thân hình quay lại? Đại hán chọc mi nhướng mày, sắc mặt cổ quái hỏi. Không có gì, chỉ là tại hạ đột nhiên phát hiện một cái bí mật, cảm thấy nên cùng đạo hữu thương lượng một chút mới được. Bí mật, bí mật gì? Đại hán trọng mỹ nghe vậy liền ngẩn ra, đánh giá người này trên dưới vài lần, mặt lộ ra một tia nghi sắc. Lạc phân tông hàn đạo hiếu, rất có thể là gian tế người mộ lan. Người này không chút trần chờ nói, cũng chậm rãi tiến lên. Gian tế, thần trí đạo hiếu chẳng lẽ còn không rõ. Hàn đạo hiếu hôm nay vừa mới diệt sát một gã pháp sĩ Nguyên Anh Kỳ, lời này thật sự rất buồn cười. Đại hàn chọc nghi nghe vậy, trên mặt khựng lại một chút, cảm thấy rất buồn cười, hoàn toàn ra vẻ không tin. Ta biết Lục Huynh không tin chuyện này, nhưng ta có chứng cớ, đạo hữu nhìn sẽ biết tại hạ không nói bậy. Người nọ thở dài một tiếng, mặt lộ vẻ cười khổ. Sau đó nắm tay vừa lộn, quang mang chợt lóe, một cái lục sắc ngọc giản xuất hiện trong tay, lại tiến lên vài bước, tới gần đại hán. Mắt đại hán lộ ra vẻ kinh ngạc, sau khi trần chờ một chút, cũng đứng dậy đưa tay tiếp nhận. Người đối diện nọ thấy vậy, thân sắc bình thản khoát tay, bộ dáng như muốn đưa qua. Ngay lúc ngón tay đại hán sắp sửa chạm được ngọc giản, thần sắc người nọ đột nhiên khẽ biến, vẻ hung ác chợt hiện lên, lục quang ngọc giản chợt lóe, đột nhiên hóa thành một con tiểu xà màu xanh, thế như xét đánh cắn ngay cổ tay của đại hán. Đại hán họ lục mặt đầy kinh ngạc, mở miệng muốn hô cái gì, nhưng trong nháy mắt gương mặt từ đen chuyển sang tím, tiếp theo cả người vô thanh vô tức sụi lơ trên mặt đất không nhúc nhích. Song vĩ phỉ thúy xà quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ nói về độc tính, sợ rằng so với thập đại tuyệt độc trong truyền thuyết cũng không hề kém hơn sau khi bị cắn, ngay cả Nguyên Anh cũng không có lực độn ra. Nếu là có cánh để bay, thì sẽ trở thành một sát thủ tu sĩ cực kỳ sắc bén. Vẻ vui mừng trên mặt người nọ chợt lóe, thì thao nói, tiến lên từng bước, cẩn thận đánh giá thi thể bắt đầu dần dần tan chảy. Mà bích lục tiểu sàn nọ, khi hàm răng độc vừa buông thi thể ra, liền lộ ra hai cái đuôi giống nhau bên dưới. Sau đó hai cái đuôi đánh trên mặt đất, vù một tiếng bay về trên tay chủ nhân, sau đó vươn cổ phun ra nọc độc màu tím đen, con mắt màu xanh cực kỳ âm độc. Người đánh lén lúc này một tay nâng tiểu xà, tay kia nhẹ nhàng vẫy một cái. Túi chữ vật trên thi thể trực tiếp bay đến trên tay hắn, sau đó lộ vẻ kích động đem thần thức hạ xuống, dường như muốn tìm cái gì. chương 733, bại lộ, không có khả năng, lệnh bài đâu, rõ ràng ta đã nhìn thấy hắn thu vào trong túi chữ vật. Một lát sau, người này nhẹ hô một tiếng, sau đó hắn không cam lòng cầm túi chữ vật trong tay hướng mặt đất ném ra một mảnh khó trắng từ trong miệng túi phun ra, một đống pháp khí thấp kém cùng rất ít linh thạch bậc thấp xuất hiện trên mặt đất. Vừa thấy rõ những vật này, sắc mặt người này liền trở nên vô cùng trắng bệch, lục quang trên người đột nhiên phát ra, không nói lời nào liền hóa thành một đạo kim hồng, hướng cửa điện bay độn đi. Trong đại điện vang lên một tiếng thở dài, theo sau ngân quang trên bốn vách tường bỗng nhiên chớp động, quang mạc màu bạc tầng tầng hiện lên, hình thành một cái quang cháo thật lớn, đem người nọ bao vào bên trong. Người này hừ lạnh một tiếng, Độn quang cũng không có ý dừng lại, ngược lại nắm tay hướng một cái túi bên hông vỗ một cái, một con linh thú xuyên sơn rác bản màu đen từ trong túi linh thú bay ra, một đầu đánh lên cái lồng trên vách. Một tiếng phanh phát ra, ngân sắc cháo cũng không lung lay chút nào, đem con linh thú nọ đánh văng ngược trở lại. Người này thấy vậy trong lòng liền phát lạnh, nhưng lập tức cắn răng một cái, há mồm phun ra một cái lam sắc phi xoa, pháp bảo trong nháy mất hợp làm một với độn quang, hóa thành một đạo lam hồng to lớn, hung hăng đánh tới lồng tường một tiếng ầm ầm lại truyền đến lam quang không chút khách khí bị bắn ngược lại mấy trượng sau khi xoay vòng một cái thiếu chút nữa rơi xuống đất cốc huynh không cần phí tâm chỗ đại điện này kỳ thật mới là trung tâm đại trận của cả tòa hoàng long sơn này cũng là nơi lợi hại nhất của cấm chế nếu rơi vào trong này thì đừng nghĩ muốn thoát ra trong đại điện vang lên một giọng nói thản nhiên cực kỳ quen thuộc tựa như thanh âm của đại hán người quả nhiên thật sự không chết người chết vừa rồi chính là một con khôi lỗi Ta đã sớm nghe nói, cửu quốc minh có một vị tu sĩ thần bí, giỏi về luyện chế huyết nhục khôi lỗi thế thân giống bản thân như đúc, khiến cho mọi người không thể nhận ra thật giả. Không nghĩ tới việc này lại là sự thật, quang hoa trong lam cháo nội liếm, một bóng người hiện ra, đúng là ngự linh tông cốc song bồ. Chỉ là hiện tại sắc mặt hắn tái nhợt, hai mắt âm trầm, nhưng vẫn miễn cưỡng duy trì chấn định. Cốc huynh quả nhiên đối với chuyện của cửu quốc minh chúng ta biết rất nhiều, ngay cả chuyện khôi lỗi thế thân cũng biết một ít. Không sai, thứ ngươi mới diệt sát vừa rồi, chính là một cái thế thân mà tại hạ vừa rồi mới thao túng. Ngay cả một vị tu sĩ nguyên anh như ngươi, cũng không thể phát hiện sự khác nhau trong đó, qua đó cho thấy đích xác có thể lấy giả thay thật. Bạch quang ngoài điện chớp động, thân hình đại hán chọc mi lộ ra, hắn ở bên ngoài nhìn cốc song bổ trong quang cháo, lại nhìn sang thế thân đã hóa thành một bãi máu đen, thản nhiên nói. Hừ, bề ngoài có giống đi nữa thì có ích lợi gì, nếu không phải vì sợ ngươi nghi ngờ, nên không dám dùng thần thức cẩn thận quét qua khối thế thân của ngươi chứ bằng một bộ vỏ trống rỗng mà cũng có thể giấu giếm được ta sao huống hồ ta sớm đã nghĩ đến song vĩ phỉ thúy xà trải qua trăm năm bồi dưỡng tỉ mỉ của ta hiển nhiên độc vô cùng nhưng cũng không có khả năng dễ dàng diệt sát một vị tu sĩ nguyên anh ban đầu ta chỉ định dùng tiểu xà này đánh trọng thương ngươi nhưng một kích này không ngờ lại đắc thủ khi đó ta tưởng rằng là do mình đã xem nhẹ độc tính của linh xà xem ra ta quả nhiên có chút tự đại Cốc song bồ âm trầm như nước nói, trong mắt hiện lên một tia hối hận. Hắc hắc, lục mỗ thỉnh người luyện chế một khối thế thân như vậy, cũng chỉ là nhất thời cao hứng mà thôi. Đương nhiên cũng không tin rằng một khối đồ vật chết như vậy, lại có thể cùng cái loại thân ngoại hóa thân so sánh. Chẳng qua chính là một khối khôi lỗi như vậy, hiển nhiên có thể lôi ra một gã phản đồ cấu kết với người mộ lan như cốc huynh đây. Cũng không phí công ta bỏ ra nhiều linh thạch như vậy. Đại hán họ lục không giận mà cười nói, ra mặt cốc song bồ hơi co rút, Nhất thời im lặng, nhưng sau một lúc lâu, lại lạnh lùng hỏi: "Nghe khẩu khí của ngươi, tựa hồ sẽ biết ta tới tìm ngươi, nên đã sớm chuẩn bị thế thân. Chẳng lẽ ta vừa đến Hoàng Long Sơn, liền bị ngươi phát hiện ra điều không ổn?" "Cái này không phải, ta như thế nào lại vô duyên vô cớ hoài nghi trưởng lão Ngự Linh Tông, ta chỉ là nhận được sự cảnh báo của người khác." Vốn Lục Ngỗ đối với chuyện này bán tính bán nghi, nhưng hiện tại thì không hề nghi ngờ. Hàn Đạo Hiếu, Mã huynh cũng ra đi. Đại hán chọc mi lắc đầu nói, tiếp theo hướng hai bên hô to một tiếng. Cốc song bồ nghe được lời ấy, cũng không thể bảo trì vẻ âm trầm, sắc mặt liền đại biến. Kết quả tại hai bên thạch bích, hoàng quang chợt lóe, mỗi bên đều đi ra một người. Đúng là hàn lập thần sắc lạnh nhạt cùng lão giả họ mã vẻ mặt âm trầm. Thật không nghĩ tới, cốc đạo hữu người lại làm ra chuyện tình như vậy. Không biết người mộ lan rốt cuộc cho người bao nhiêu chỗ tốt, mà lại có cuồng tâm như thế. Vẻ mặt lão giả họ mã đau lòng, trong giọng nói tràn đầy oán thán. Hừ, cuồng tâm, ta vốn là người mộ lan, tính cái gì cuồng tâm? Cốc song bồ nhìn lão giả chầm chầm, lạnh lùng nói. Ngươi là người mộ lan, lần này, bọn người đại hán Trọc mi liền ngạc nhiên, có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, ngươi cho rằng lấy chỗ tốt gì mà có thể mượn sức một tu sĩ nguyên anh như ta. Tu sĩ thiên nam các ngươi, làm sao biết được tư nguyên tu luyện của người mộ lan chúng ta thiếu hụt như thế nào? hàng năm cũng không biết có bao nhiêu pháp sĩ cấp thấp vốn có thể tiến cấp nhưng cũng bởi vì không có đan dược cùng linh thạch phụ trợ mà không thể không bỏ qua cơ hội tu luyện tốt nhất chỉ có thể hóa thành đống bạch cốt sau hơn trăm năm dựa vào cái gì tu sĩ các người thì có thể chiếm cứ một địa phương tốt như thế mà pháp sĩ chúng ta thì nhất định phải tính toán sử dụng từng khối linh thạch chỉ cần cho chúng ta tư nguyên của thiên nam để tu luyện người mộ lan chúng ta không tới trăm năm bảo đảm số lượng pháp sĩ có thể tăng nhanh chóng có thực lực hùng hậu như thế Chúng ta có thể đánh tan đám tiên sư của người đột ngột xưng bá cả thảo nguyên mộ lan. Cốc song bồ vừa nói, đồng thời trong mắt hiện lên một tia điên cuồng. Nghe cốc song bồ nói, đám người đại hán chọc nghi không khỏi hai mắt nhìn nhau. Đánh bại người đột một, ta nghe được, hình như là chủ lực của người mộ lan các ngươi. Tại trong quyết chiến cùng người đột một bị thất bại, hôm nay hơn phân nửa thảo nguyên mộ lan cũng đã bị người đột một chiếm cứ. Cho nên các ngươi mới được ăn cả ngã về không mưu đồ thiên nam chúng ta. Hàn Lập đột nhiên mặt không chút thay đổi mở miệng nói. Ngươi, ngươi như thế nào lại biết việc này? Ngươi nghe trộm truyền âm của ta cùng nhạc thượng sư. Cốc song bồ vừa nghe Hàn Lập nói, đầu tiên là cả kinh, nhưng nghĩ đến cái gì liền lập tức có chút hiểu ra. Vẻ mặt hung ác nhìn Hàn Lập chầm chầm, bộ dáng như hận không thể nuốt sống hắn. Xem ra Cốc huynh hiểu ra rất nhanh, nhưng việc này cũng không thể trách Hàn Mỗ. Ai biểu ngươi cùng vị pháp sĩ ẩn giấu kia, lại không kiêng nể tại trước mặt Hàn Mỗ sử dụng truyền âm thuật, mà thần thức của hàn mỗ so với tu sĩ cùng cấp thì cường đại hơn một chút, lời các ngươi truyền âm, vừa lúc để cho tại hạ nghe được, nên hiển nhiên cần thức tỉnh lục đạo hữu một chút. Vẻ mặt hàn lập không thay đổi, bất động thanh sắc nói. Tốt, tốt lắm, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, uổng cho ta tại thiên nam ẩn núp lâu như thế, nhưng trước khi phát động lại bị rơi vào cảm bẫy, nhưng thật ra cốc mỗ bị cũng không oan. Thần thức so với tu sĩ cùng cấp chỉ mạnh hơn một chút. Hừ, các hạ cũng quá khiêm tốn, truyền âm mật thuật của ta cùng người nọ, người cho rằng là truyền âm bình thường sao? Ngoại trừ thần thức cường đại của tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ, cốc mố cũng không biết, lại còn có phương pháp gì mà thần không biết quỷ không hay nghe trộm được chúng ta nói như vậy. Cốc song bồ gắt gao nhìn Hàn Lập chằm chằm, sắc mặt xám trắng, trong lòng không cam tâm nói. Nguyên Anh Hậu Kỳ, lão giả họ mã nghe vậy, nhất thời bị hù dọa. Đại hán trọng nghị cũng đồng dạng cả kinh, kinh hãi hướng Hàn Lập liếc mắt một cái. Hàn Lập thì nhướng mày, thật không ngờ, vì việc này mà vô ý lộ ra thần thức cường đại. Nhưng sau đó hai hàng lông mày lại giãn ra, thần sắc rừng rưng, làm cho người ta không nhìn ra nông sâu. Điều này làm cho đại hán chọc nghi cùng lão giả họ mã có chút nửa tin nửa ngờ. Dù sao một gã tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ, lại dĩ nhiên có được thần thức không dưới tu sĩ học Kỳ, nghĩ như thế nào cũng có chút khoa trương. Một khi ngươi đã thừa nhận thân phận gian tế, vậy đừng trách ta lòng dạ độc ác. Mặc dù lục mỗ muốn lưu lại tánh mạng của tại hạ, giao cho người chấp pháp trong liên minh xử lý. Nhưng là trước mắt sắp tới đại chiến, nên cũng chỉ có thể cho ngươi hình thần câu diệt. Đại hán chọc nghi thật vất vả mới từ chỗ hàn lập bên kia thu hồi vẻ khiếp sợ, sau khi quay lại, hướng cốc song bổ trong quang cháo băng hàn nói. Theo sau, hắn cũng không chờ đối phương nói thêm điều gì, nắm tay vừa lột, một cái lệnh bài ngân quang lấp lóe xuất hiện trong tay. sơ cao lệnh bài này, nhẹ nhàng phất lên quang cháo. Phốc suy một tiếng, một đám khói lớn màu bạc bắn nhanh ra, đánh tới trong lồng không thấy bóng dáng. Ngân quang trong quang cháo chấp động, sinh ra vô số ngân hoa diễm lệ dị thường, phiêu lãng từ bên trên bay xuống. Cốc song bổ nhìn đám ngân hoa này như nhìn đám độc hạt, thần sắc cực kỳ khó coi. Hai tay không chút nghĩ ngợi nhanh chóng hướng trên người phủ xuống, một cái quang cháo hiện lên trên người. Đồng thời lại điểm chỉ vào lam sắc phi xoa trước người, xoay tròn một trận, hướng đỉnh đầu độn tới, hóa thành một cái màn chắn màu xanh, che ở bên ngoài. Đi thôi, không có cái gì để xem cả. Cho dù tu vi của hắn có cao tới đâu, cũng không có khả năng chống đỡ lâu trong cấm chế. Không lâu sau, sẽ hình thần câu diệt. Chúng ta hãy thượng lượng một chút về chuyện phía sau. Người này mặc dù là gian tế người mộ lan, nhưng dù sao cũng là trưởng lão ngự linh tông, có một số việc cần phải giải thích với liên minh mới được. Tại ngân hoa bạo liệt ra, sau khi tràn ngập cả quang cháo, đại hắn chọc nghi tựa hồ không có nhiều hứng thú để nhìn, quay đầu hướng hai người hàn lập ngưng trọng nói chương 734, Phụ Linh xà quái. Thấy đại hán đối với cấm chế này rất tự tin, ánh mặt hàn lập chớp động vài cái, không nói gì thêm. Mà lão giả họ mã thì cùng đại hán cũng có sự băn khoăn giống nhau, nghe những lời ấy cũng cau mày. Kỳ thật việc này mặc dù có chút phiền phức, nhưng ta cũng không cần quá lo lắng. Hàn lập đột nhiên cười, không thèm để ý nói. Ồ, ý của Hàn huynh là, hôm nay, đại hán hiển nhiên không dám bỏ qua lời nói của Hàn lập, có chút trần chờ hỏi. Lão giả họ mã nghe vậy, cũng hướng hàn lập lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Chuyện gian tế mộ lan lẫn vào thiên nam, quý minh chủ người không có khả năng một điểm cũng không biết. Nói vậy hẳn trước kia cũng đã bắt qua được một ít. Nhưng gian tế lại là tu sĩ cao cấp, nên cũng rất khó bản giao cho ngự linh tông. Tuy nhiên thế lực ba người chúng ta bất đồng, nếu nói có chủ tâm hãm hại tu sĩ ngự linh tông, đại bộ phận người cũng sẽ không tin. Bởi vậy chỉ cần đem mọi chuyện nói rõ, cũng đem một ít tin tức liên quan đến người mộ lan truyền về, để cho bọn họ kiểm chứng một phen, theo đó cũng sẽ không phát sinh ra sự tình gì lớn. Ta nghĩ bản thân ngự linh tông, nói không chừng đối với vị cốc trưởng lão này cũng sớm đã hoài nghi. Dù sao nhiều năm như vậy, nếu nói một tia chân tướng của vị cốc đạo hữu này chưa từng bị lộ qua, ta cũng không tin. Huống hồ cho dù trước đây không có hoài nghi qua, hiện tại suy nghĩ một chút về hành động trong quá khứ, cũng có thể tìm ra chỗ khả nghi. Hàn lập sờ sờ cầm, không chút hoang mang nói. Lời nói của Hàn đạo hữu ta thấy cũng có chút đạo lý. Ta cũng dùng bí thuật, đem đoạn đối thoại mới vừa rồi phục chế trong ngọc giản. Đến lúc đó cũng xem như là một chứng cớ, chân mày đại hán chọc mi giãn ra, đột nhiên không biết từ khi nào trong tay đã xuất hiện một cái ngọc giản màu trắng, mặt lộ vẻ quỷ dị nói. Vậy được rồi, đáng tiếc bởi vì thương thế bạc đạo hữu quá nặng, bây giờ đang thời điểm trong bế quan chữa thương, nếu không cũng đem hắn ra làm chứng, vậy càng không có vấn đề. Lão giả họ mã nghe hàn lập nói, lại thấy ngọc giản trong tay đại hán, liền thở ra một hơi. Lo lắng trong lòng mất hơn phân nữa. Tiếp theo, ba người lại thương lượng chi tiết vài câu. Đột nhiên trong bạch sắc quang cháo truyền đến một tiếng tê tê quỷ dị. Ba người liền cảm thấy kinh ngạc, kinh nghi bất định nhìn nhau liếc mắt một cái. Đại hán chọc nghi đang muốn làm cử động gì đó thì một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Một cái lợi chảo màu xanh biếc từ trong lôi hỏa truyền ra, nhanh như tia chớp kích trên quang bích trước mặt ba người ngân sắc quang cháo run rẩy một trận. Đây là cái gì? Hắn còn có thực lực dung chuyển cấm chế. Đại hán chọc nghi thất kinh, có chút khó tin nói. Hàn lập cùng lão giả họ mã cũng cảm thấy bất an. Sau đó đại hán ngưng trọng hai tay bắt quyết, một đạo bạch quang đánh tới cái lồng trên vách. Lôi hỏa vốn dày đặc trong quang cháo nhất thời dừng lại, hiện ra tình hình bên trong cấm chế. a à, thấy rõ tình cảnh bên trong, đại hán chọc nghi cùng lão giả họ mã liền hấp một ngụm lương khí, thần sắc hàn lập cũng âm trầm xuống tung tích của cốc song bồ hoàn toàn biến mất, nhưng lại có một con quái xà nữ người nữ yêu xuất hiện. Thứ này người không giống người, yên không giống yêu, mặt quần áo của cốc song bồ, chỗ lộ ra trên mặt cùng tứ chi, toàn bộ đều là lân phiến màu xanh biếc, hai mắt âm u lạnh như băng, mười đầu ngón tay nhọn hoắt, hai cái đuôi rắn dài vài thước quấy đánh trên mặt đất. Nhìn khuôn đầy lân phiến, rõ ràng chính là cốc song bồ. Nhưng trong lúc môi khẽ nhếch lên, lại lộ ra một cái lưỡi rắn đen thui phát ra tiếng tê tê, khiến cho người ta cảm thấy không rét mà run. Đây là phụ linh thuật, hắn cùng song vĩ phỉ thúy xà hợp làm một, lão giả họ mã thấy rõ hình dáng của quái vật, sắc mặt liền trắng bệch, có chút bối rối hét lớn. Phụ linh thuật, không phải là bí thuật đã thấy truyền sao, hắn sử dụng thuật này, chẳng lẽ không sợ không thể tiến vào luân hồi sao? Đại hán chọc mi hiển nhiên cũng từng nghe qua lời đồn huyết tinh về phụ linh thuật này, vừa nghe lão giả nói, thần sắc cũng đại biến hiện ra vẻ kinh sợ. Sau đó hắn như lâm vào đại địch, nhìn chằm chằm vào quái xà, nắm tay vội vàng hướng túi chữ vật vỗ một cái. Quang mang chợt lóe, lệnh bài cấm chế phát ra ánh sáng màu bạc liền hiện ra trong tay. Đại hán phun một ngụm tinh khí lên lệnh bài, đem lệnh bài hướng đỉnh đầu ném đi, tiếng chú ngữ vang lên dồn dập. Mà lúc này, yêu vật trong màn hào quang đã hành động. Nó âm trầm nhìn ba người bên ngoài lồng bích liếc mắt một cái, miệng đột nhiên hé ra, một cổ chất lỏng màu đen phun ra, hướng vị trí đám người hàn lập vào tới. Đại hán chọc nghi thấy tình hình này, chú ngữ liền dừng lại, vội vàng hướng lệnh bài điểm chỉ. Ngân mang lệnh bài bắn ra bốn phía, từ bên trên bắn ra hơn 10 đạo pháp quyết, bay vào trong màn hào quang không thấy bóng dáng. Một tiếng rồng ngâm vang lên, sau khi ngân quang trên quang bích chợt lóe lên, liền dày thêm ba phần. Cùng lúc đó, vô số ngân sắc lôi hoa càng lớn hơn so với lúc trước bắt đầu ngưng tụ hiện hình. Phốc suy, chất lỏng màu đen đã phun lên trên lồng bích. Ngân quang mê huyễn, trong nháy mắt liền biến thành đen thui nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn sau một chút công phu liền lây nhiễm ra tới một trường nét mặt quái xà chợt lóe lên dữ tợn hai đôi phía sau liền đánh mạnh lên mặt đất hóa thành một đạo lục quang bắn mạnh ra sau một cái hô hấp quái xà liền tới ngay chỗ quang bích bị nhiễm đen cánh tay vừa động lợi chảo màu xanh biết không chút khách khí hung hăng đánh tới bịch một tiếng quang bích vô cùng cứng rắn giống như mảnh giấy liền bị phá ra một cái lô to quái vật thấy vậy trong lòng liền mừng rỡ, thoáng một cái muốn từ lỗ hồng chui ra. Đại hán chọc mi thấy vậy, mặt lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng há miệng, một cái pháp bào hình cây gậy màu trắng bắn ra, hoán thành một đạo quang mạc bảo vệ toàn thân. Cử động của lão giả họ mã cũng không sai biệt lắm, mặt cũng lộ vẻ khẩn trượng phun ra giới xích pháp bảo nọ. Sau khi quang mang chợt hiện, một mảnh sáng mở dâng lên, che ở trước người. Hai người biết rất rõ ràng về sự đáng sợ của một vị tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ khi thi triển phụ linh thuật, thần thông công pháp không nói, cơ hồ liền có thể cùng tu sĩ trung kỳ phân tranh. Hai vị này vừa thấy quái vật thoát thân ra, tự nhiên có ý kéo dài chiến đấu, không cầu có công, trước cầu vô sự. Nhưng lúc này, một tiếng thở dài bất đắc dĩ từ một bên truyền ra, hàn lập lại chủ động ra tay. Vốn hắn cách chỗ bị phá vỡ gần của cái lồng trong gang tắc, hai chân có chút vừa độc, người liền chắn tại phía trước lỗ hồng. Quái xà nọ vừa lúc đi tới, thậm chí phân nửa thân thể đã lộ ra, vừa thấy hàn lập chắn ở trước người, vẻ độc ác trong mắt chợt lóe lên, không chút dấu hiệu liền há mồm, một cổ độc dịch màu đen một lần nữa được phun ra. Cẩn thận, đạo hữu mau tránh, vừa mới thấy qua sự lợi hại của độc dịch, đại hán chọc nghi cùng lão giả thốt nhiên biến sắc, lên tiếng nhắc nhở. Cũng không phải hai người này cùng Hàn Lập có cái gì thân tình, nhưng đối mặt với yêu vật là kẻ thù chung, bất giác cùng lo nhắc nhở. Huống hồ đại quân Pháp sĩ còn chưa chính thức tấn công đại trận, hai người cũng không muốn tổn thất một vị đồng bản cao cấp. Nghe tiếng kinh hô của hai người, Hàn Lập vẫn bình tĩnh nhìn chất lỏng màu đen đang phun tới, dị sắc trên mặt chợt lóe. Nắm tay vừa nhấc, năm ngón tay dương ra, toàn bộ bàn tay bỗng nhiên có thêm một tầng quái diễm màu xanh, trực tiếp hướng độc dịch nọ chộp tới. Điều này làm cho hai người đại hán chọc nghi bị hù dọa, mà quái vật phụ linh thì sửng sốt, nhưng sau đó không chút do so dự tiếp tục phun tới. Khóe miệng Hàn Lập nổi lên một tia cười lạnh như có như không, làm mang trói mắt tại giữa Hàn Lập và quái vật liền bộc phát. Một tiếng soạt lớn vang lên, quang hoa cuồn cuộn vừa hiện ra trong nháy mắt lại biến mất đại hán chọc nghi cùng lão giả họ má vội vàng chớp chớp hai mắt kinh nghi nhìn lại tình huống tiến vào trong mắt làm cho hai người ngây ra chỉ thấy quái vật phụ linh xả yêu nọ vừa cực khổ thoát ra ngoài màn hào quang trên khuôn mặt yêu dị còn tràn đầy vẻ mừng như điên nhưng tinh quang cả thân hình hiện tại lại lập lòe đã hóa thành một pho tượng băng màu xanh trông rất sống động chất dịch được phun ra khỏi miệng nọ thì hóa thành một mảnh băng dài từ miệng vươn dài ra một cách cổ quái mà hàn lập không biết khi nào đã ở sau lưng quái vật bàn tay có ma diễm màu xanh từ trên cổ quái vật chậm rãi thu hồi lại quả nhiên là quái vật sinh ra từ phụ linh mặc dù linh trí không thấp nhưng kinh nghiệm chiến đấu quá ít cũng không đáng sợ hàn lập nhìn chằm chằm tượng băng thản nhiên nói sau đó hai tay hắn vừa nhấc một đạo kim hồ từ trong lòng bàn tay bắn ra đánh tới trên băng điêu trong nháy mắt hóa thành kim võng đem băng điêu bao vây vào bên trong lam mang cùng kim quang đan vào nhau âm thanh phá liệt vang ra, băng điêu liền toái vỡ. Tại trong lúc băng tinh phát ra ánh sáng màu xanh đầy trời, một thứ màu đen cỡ nắm tay bỗng nhiên hiện ra, lập tức hướng bên ngoài bay đi. Nhưng kim võng đã sớm chuẩn bị liền đánh lên, nhất thời một tiếng kêu không giống tiếng người trượt phát ra. Nét tàn khốc trên mặt hàn lập trượt lóe, năm ngón tay phun ra kim hồ liền hợp lại. Trong nháy mắt kim võng đang thu nhỏ siết chặt đột nhiên liền bạo vỡ ra. Kim quang trói mắt nổi lên, đem thứ màu đen nọ bao phủ bên trong, chương 735, tương kế tựu kế. Sau một tiếng thét vang lên, Nguyên Anh xà quái trong kim mang hóa thành một đám khói xanh, phiêu phiêu tán đi. Lại nói tiếp phụ linh thuật này, cũng là một loại thượng cổ bí thuật cực kỳ ác độc trong ma đạo, nên hiển nhiên bị ích tà thần lui khắc chế mạnh mẽ. Ngay cả thuật thuấn gì cũng chưa có cơ hội thi ra, liền biến mất vô ảnh vô tung. Đại hán chọc mi phía xa, miệng mở to, hồi lâu sau cũng không thể đóng lại. Lão giả họ mã thần sắc coi như chấn định, nhưng vẻ khiếp sợ trong mắt hiển nhiên không cần phải nói thấy hai người kinh hãi như vậy trong lòng hàn lập sớm đã đoán trước cũng không có lộ ra dị sắc thân thủ hướng túi chữ vật rơi xuống trên mặt đất cùng phi xoa màu xanh nọ sau khi dùng thần thức quét sơ qua đột nhiên đem hai vật ném cho đại hán mặc dù người là chúng ta giết nhưng cũng nên để pháp bảo cùng những thứ bên trong túi chữ vật còn nguyên giao cho ngự linh tông như vậy ngự linh tông càng không thể nói cái gì hàn lập nhìn hai người chậm rãi nói lời hàn huynh rất có lý vậy thì y theo đi có lẽ biểu hiện thuấn sát phụ linh xà mới vừa rồi của hàn lập làm cho tinh thần đại hán chọc nghi từ trong hoảng sợ vẫn chưa phục hồi nên không có chút nào phản đối theo tiềm thức liền gật đầu đồng ý còn mã lão giả thì sau khi đánh môi qua lại vài cái cũng không có gì phản đối mà xấu hổ đem pháp bảo giới xích thu lại lúc đầu hàn lập diệt sát tên hắc bảo nhân kia còn có thể nghĩ là do đối phương khinh thường cùng một chút vận khí tốt nhưng lần này tay không tiêu diệt một con quái vật phụ linh tu vi có thể so với Nguyên Anh trung kỳ, đã đả kích hai người rất lớn. Hai người cơ hồ không hẹn mà cùng đoán, vị trưởng lão Lạc Vân tông mới tiến vào này, chẳng lẽ thần thông không hề dưới Nguyên Anh hậu kỳ. Khi loại ý nghĩ này hiện ra, cũng khó trách hai người thất thố như vậy. Nếu chuyện này đã giải quyết, vậy Hàn Mỗ xin về trước nghỉ ngơi. Khi pháp sĩ đến, đạo hữu cứ gọi ta, thần sắc trên mặt Hàn Lập như thường, bình tĩnh nói. Hàn huynh xin cứ việc nơi này ta cùng mã đạo hữu sẽ thu xếp, trong giọng nói của đại hán bất giác mang theo một tia kính sợ. Hàn lập nghe vậy cười cười, chắp tay, xoay người hướng bên ngoài điện đi ra. Mới vừa rồi dùng kiềm lam băng diếm cùng ích tà thần lôi đánh hạ xà quái phụ linh nọ, hàn lập cũng là bất đắc dĩ. Trong lòng hắn biết nếu không chủ động ra tay, chỉ bằng vào đại hán chọc nghi cùng lão giả cũng sẽ rất khó ngăn cản quái xà thoát phây. Dù sao quái vật sau khi phụ linh tu vi rất cao, nếu đào tẩu được, khẳng định sẽ vô cùng hâu hoạn huống hồ sau khi hắn ngưng kết nguyên anh thật sự cũng không cần phải giấu giếm toàn bộ thần thông bản thân hiện tại cùng tình hình ở loạn tinh hãi cũng không giống nhau khi đó tu vi hắn thấp thân ở chỗ xa lạ hiển nhiên phải giấu giếm thực lực để phòng ngừa những ánh mắt chú ý mà mang phải họa sát thân nhưng hôm nay nguyên anh đã thành bản thân nằm trong đám tu sĩ cao cấp của cả một giới chứ rất ít vài người còn những người khác đều không thể tạo thành uy hiếp quá lớn sự lo lắng hiển nhiên cũng sẽ giảm huống hồ bây giờ nhìn tình hình đại quân pháp sĩ xâm lấn dù là hắn muốn tiếp tục giấu giếm thần thông cũng là chuyện không có khả năng ít nhất sau cuộc tầm bảo tại thảo nguyên mộ lan quỷ linh môn cùng đám người nam lũng hầu cũng đều biết thực lực của hắn không phải chuyện đùa theo đó tốt hơn hết là đem bộ phận thực lực bản thân sớm lộ ra cho tốt như vậy có thể đe dọa kẻ khác một chút bằng không nếu thực sự bị tu sĩ cung cấp khác cho rằng thần thông của mình yếu ớt thì khó tránh sẽ xuất hiện một ít chuyện ức hiếp Đương nhiên vài chiêu sát thủ dùng để cứu mạng, Hàn Lập sẽ không dễ dàng hiển lộ trước mặt người khác. Hàn Lập một bên suy nghĩ, một bên cảm ứng cảm giác kỳ dị tử la cực hỏa bao lấy nguyên anh trong thân thể. Mới vừa rồi bởi vì đối mặt quái vật phụ linh nọ, hắn đã đem toàn bộ kiềm lam băng diễm trong đám lửa này phóng ra hết, khó khăn lắm mới có thể trong nháy mắt đóng băng yêu sàn này. Hiện tại lửa này một lần nữa hóa thành tử la cực hỏa trở lại, nhưng lại có chút không ổn. Xem ra thúc dục uy lực ma diễm lớn như thế, quả nhiên là cùng cảnh giới tu vi có liên quan. Trên mặt hiện ra một tia tự diễu, Hàn Lập hướng tiểu lầu chậm rãi đi đến. Lục huynh, hai người chúng ta thật sự là có mắt không tròng. Thần thông vị Hàn đạo hữu này sâu không lường được, thực lực ta xa xa cũng không thể sánh bằng. Lão giả họ mã chờ Hàn Lập đi ra khỏi đại điện, thân ảnh dần dần biến mất, lúc này mặt mới mang vẻ cười khổ nói. Không sai, mặc dù Tu Vi chỉ có nguyên anh sơ kỳ, nhưng bằng vào kim sắc điện hồ cùng Lam Diễm không biết tên nọ, dù là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ gặp phải, e rằng cũng phải tránh lui ba thước. Đại hán chọc mi hiện lên một tia hâm mộ, bất quá chuyện này đối với chúng ta mà nói cũng là một chuyện tốt. Có một vị đồng đạo cường đại như vậy, bọn pháp sĩ từ bên ngoài đến xâm phạm này, nói không chừng sẽ lãnh đủ. Lão giả họ mã vừa cười vừa nói, nói thế cũng đúng, bất quá mặc dù cái loại lam băng diễm này một điểm ấn tượng cũng chưa từng nghe nói, nhưng cái kim sắc điện hồ này dường như đã từng mơ hồ nghe qua, nhưng nhất thời lại không cách nào nhớ tới. Mã Huynh có cái gì ấn tượng hay không? Đại hán chọc nghi hơi gật đầu, lại nhướng mày hỏi. Không có, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy kim sắc điện hồ, rốt cuộc là tu luyện cái công pháp gì, lại sắc bén như thế. Ngay cả Nguyên Anh gần như vô hình bị vây trong đó cũng không thể thuấn di ra. Lão giả họ mã thì thào nói, nhớ lại tình hình vừa rồi, trong lòng mơ hồ có một tia hàn ý. Được rồi, mặc kệ hàn đạo Hiếu tu luyện cái loại thần thông gì, đối với chúng ta mà nói cũng là chuyện tốt hay là chúng ta thương lượng một ít chuyện ngày mai đi. Đại hán chọc mi nhân mặt, tựa hồ không muốn nói tiếp về chuyện này, nhẹ nhàng nói cho qua. Chuyện ngày mai, Lục Huynh nói thế là có dụng ý gì? Lão giả ngẩn ra, có chút ký quái hỏi. Một khi người mộ lan đã cho gian tế động thủ phá hư đại trận, chúng ta cũng sẽ tương kế tự kế. Hàn quang trong mắt đại hán chợt lóe, âm âm nói. Ý của Lục Huynh là, lão giả họ mã lập tức có điều giác ngộ nói. Rất đơn giản, chúng ta, thanh âm của lão giả cùng đại hán trong đại điện đột nhiên thấp đi ba phần, thoáng một chút đã nói ra cái gì đó. Một lát sau, trong điện vang lên tiếng cuồng thiếu của đại hán trọng nghi, tựa hồ đối với kế hoạch của mình có chút đắc ý. Giữa trưa ngày thứ hai, đang lúc mặt trời đứng bóng, nhiệt độ rất khó chịu, tiếng chống trận ầm ù vang lên, đại quân pháp sĩ đông đúc từ xa tiếp cận tới đây. Chính là lúc này đây, tại vị trí giữa đội ngũ có thêm một con quái vật lớn. Đây là một con cửa thú màu giám nắng dài 20 trượng, cao 30 trượng. Vừa nhìn thấy, tựa như là một con cự tê phóng đại lên mấy chục lần, tại trước mũi cự thú, một cái sừng lớn dài cỡ một trượng nhô lên khiến người khác chú ý. Trên thân hình to lớn kia có khoác một tầng chiến giáp đen thui phát sáng, bên trên mơ hồ có các loại chú văn chấp động, vừa nhìn đã biết giá trị xa xỉ. Đừng nhìn cự thú này khổng lồ như thế, nhưng lại tinh thông phi hành thuật, dưới bốn chân đều đạp trên các đám mây quái dị màu xanh, khiến cho thân hình cực kỳ linh hoạt, không hề có vẻ chậm chạp vụng về. Tại trên người cự thú, có một nữ tử xinh đẹp tuổi chừng đôi mươi đang ngồi xếp bằng. Chân tay nữ tử để trần, khuôn mặt thanh tú, nhưng trong đôi mắt đẹp lại có một gỗ sát khí như ẩn như hiện. Trong đôi mắt sáng lưu chuyển thỉnh thoảng có lãnh quang chấp động, một thân quần áo màu xanh ngắn gọn. Mà pháp sĩ cao gầy cùng quật rượu xuất hiện hôm qua thì một trái một phải đứng ở hai bên sườn cự thú, phảng phất đối với nữ tử này rất cung kính. Ô, chưa tiếp cận khoảng không trên Hoàng Long Sơn, mặt nữ tử áo xanh trên cự thú hiện lên vẻ kinh ngạc khẽ ô một tiếng. Như thế nào, nhạc thượng sư phát hiện cái gì chăng? Quật diệu không khỏi mở miệng hỏi, ừm, có chút cổ quái, dị sắc trong đôi mắt nữ tử chấp động, chậm rãi nói. Chẳng lẽ sự tình có biến, người nọ không có đắc thủ, pháp sĩ cao gầy ngơ ngác, có chút lo lắng nói. Cái này không nhất định, các người tự mình xem một chút đi. Nữ tử này thản nhiên nói, sau đó hai mắt nhắm lại, không hề nói gì thêm. Pháp sĩ cao gầy cùng quật diều nhìn nhau liếc mắt một cái, có chút kỳ quái đồng thời thả ra thần thức, hướng phía trước chậm rãi tìm kiếm. Một lát sau, hai người hiện lên biểu tình ngạc nhiên. Quật diệu giật mình nói, chuyện gì đã xảy ra, sương mù này đã tản ra. Chẳng phải là đã cùng người nọ nói rõ ràng, chờ chúng ta đến công kích được một nửa thì mới đột nhiên phá đi cấm chế, đem toàn bộ tu sĩ giết hết sao. Hiện tại cấm chế này lại mở rộng ra, chẳng lẽ phát sinh ra chuyện gì? Không biết, Đợi một lát, chúng ta nhìn kỹ lại rồi nói. Pháp sĩ cao gầy trần chờ nói, nghe lời nói của hai người, mặt nữ tử trên cự thú không chút thay đổi, không nói một lời. Vì thế đại quân pháp sĩ tiếp tục đi tới, dưới tiếng nói của pháp sĩ cao gầy, tất cả pháp sĩ đều lập tức đề cao 12 phần cảnh giác. Lộ trình ngắn ngủi còn lại cũng không có cái gì khác thường. Các pháp sĩ thuận lợi đi tới chỗ trên không hôm qua, chỉ là lúc này đây, chứng kiến tình hình phía dưới, tất cả pháp sĩ cũng không nhịn được dao động một trận. Vụ hải màu xanh vốn tồn tại chỗ này, đã không còn sót lại chút gì, lộ ra Hoàng Long Sơn và một đám đình đài lầu các trên đỉnh núi. Chỉ là kiến trúc vốn tinh xảo dị thường, tất cả đều trở nên nát vụn đen thui, cũng có mấy chỗ có khói xanh lượn lờ dâng lên, phảng phất như bị đại hỏa thiêu đốt, thoạt nhìn cực kỳ thê lương. Mà cả đỉnh núi yên tĩnh không tiếng động, tựa như không có ai. Đại quân pháp sĩ phải trái chia ra, nữ tử áo xanh vội vàng điều khiển cự thú đi về phía trước, tất cả các pháp sĩ khác đều cung kính nhìn về thân ảnh xinh đẹp trên cự thú, dao động nhất thời bị dẹp yên xuống. Hai người quật diệu cũng đồng thời theo sát nữ tử này đi tới. Nữ tử nhìn thấy tình hình trước mắt, đôi mắt sáng lưu chuyển, sau khi im lặng trong chốc lát, bàn tay khẽ phất mái tóc, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Không được, mặc dù sương mù đã tan đi, nhưng bên trong còn có cấm chế cách ly thần thức của chúng ta, nên không cách nào cẩn thận dò xét tình hình bên trong. Mặt pháp sĩ cao gầy mang vẻ kinh nghi nói không sai tình huống chúng ta chứng kiến hiện tại cũng có thể chỉ là huyễn tượng mà thôi bằng không nếu người nọ thật đã đắc thủ như thế nào đến bây giờ còn không liên lạc với chúng ta quật diệu cũng nghi ngờ nói vậy theo ý tứ của hai vị thượng sư chúng ta đành chỉ đứng ở chỗ này chuyện gì cũng không làm sao thanh âm nữ tử trong trẻo nhưng lạnh lùng nói đương nhiên không phải chỉ là chúng ta muốn cẩn thận một chút cũng có thể là người nọ thành công một nửa sau khi bị người ta phát giác đuổi giết liền thoát khỏi nơi đây mà những tu sĩ khác đã dứt khoát buông tha cho nơi đây, vì vậy bỏ đi." Pháp sĩ cao gầy phán đoán nói. "Chương 736, phá trận đại chiến phần 1. Ở đây đoán lung tung cũng không có tác dụng gì, dựa theo tu vi của người này lại không có đề phòng thì hẳn là có 7, 8 phần nắm chắc mới đúng. Bất quá cũng không phải là không thể nghĩ theo hướng xấu hơn. Cũng có thể là đã bị thất thủ, bị giết hoặc bị bắt, hoặc đây bất quá chỉ là một cái bẫy thôi." Nữ tử áo xanh khóe miệng khẽ nhếch lạnh lùng nói ý nhạc thượng sư là quật rượu có chút nghi hoặc mặc kệ là có bẫy hay không chúng ta cứ đến phá trận cứ dựa theo kế hoạch ban đầu mà hành động cho dù mất một ít nhân thủ nhưng có thể khám phá ra hư thật trong đó thì cũng đáng giá chúng ta bây giờ tệ nhất là không có nhiều thời gian theo tin tức mới nhận được thì xem ra viện quân từ các thế lực khác ở thiên nam đang tụ tập cùng nhau việc tăng viên cử quốc minh chỉ cần 2-3 tháng thời gian là có thể làm được chúng ta trong vòng một tháng phải dọn sạch đại trận của tu sĩ chủ lực ở Điền Thiên Thành. Như vậy mới có thể chiếm được tiên cơ, nếu để cho viện quân cùng cửu quốc minh tu sĩ liên hợp cùng nhau, cho dù chúng ta vẫn có thể đánh bại bọn họ nhưng nguyên khí cũng sẽ đại thương nữ tử không nhanh không chậm nói. Như vậy hết thảy theo ý nhạc thượng sư pháp sĩ cao gầy sau khi trần trừ một chút, cuối cùng cũng đồng ý. Về phần quật diệu đối với sanh tử của thấp giai pháp sĩ càng không thèm để ý đến nên đồng dạng không có ý kiến gì. Nữ tử này gật gật đầu, Môi khẽ mấp máy vài cái, không biết hướng người nào truyền âm vài câu. Nhất thời từ trong tu sĩ đại quân lập tức bay ra gần trăm tên pháp sĩ phục sức giống nhau do một gã kết đan pháp sĩ chỉ huy, chậm rãi bay tới đỉnh Hoàng Long Sơn. Hơn trăm pháp sĩ này hóa thành một điểm đen tiến dần vào vụ hải nhưng cũng không có gì dị thường phát sinh. Vì vậy những người này đều tự lấy ra pháp khí, bắt đầu lớn mật hướng phía đỉnh núi bay đi. Đoạn đường này đi không hề gặp trở ngại gì. Mắt nhìn thấy trăm tên pháp sĩ này dễ dàng lên đến đỉnh núi mà vẫn không có chuyện tình gì phát sinh. Cao gầy pháp sĩ thở phào một hơi, mặt mang vẻ vui mừng nhìn nữ tử áo xanh nói: "Xem ra bọn họ đã từ bỏ nơi này, chúng ta sai những người khác cũng đi vào tìm tòi một chút đi." Bọn họ chạy vội vàng như thế khẳng định là có không ít đồ vật không kịp mang đi. "Đừng vội vàng như thế, xem thêm một chút nữa đã." Nữ tử này không chớp mắt lãnh đạm nói cao gầy pháp sĩ nghe thì cũng ngẩn ra không tiếp tục nói thêm cái gì lúc này hơn trăm pháp sĩ bắt đầu tập trung tìm kiếm tại ngôi lầu bị thiêu cháy hơn một nửa cũng tìm ra một ít linh thạch tài liệu tốt đám pháp sĩ này mỗi người đều vui vẻ ra mặt không chút khách khí đem mấy thứ này chiếm làm của riêng bỏ vào trong túi chữ vật pháp sĩ đại quân nguyên vốn là các bộ lạc lớn nhỏ của người mộ lan hợp thành từ khi đại chiến đến giờ ngoại trừ một ít kho tàng và quạng mỏ cướp được trở thành của công gia thì thu hoạch còn lại tự nhiên là thuộc về người đoạt được. Thấy tình hình này, đám pháp sĩ đại quân bên ngoài lập tức dao động. Cơ hội không cần đại chiến liều mạng nhưng lại kiếm được chiến lợi phẩm thật sự khó mà có được, điều này tự nhiên làm cho mọi người còn lại ngo nghe muốn đi vào, không khỏi lòng tham nổi lên. Nhiều kiến trúc lớn như vậy, ai biết còn có thể giấu bao nhiêu thứ tốt. Nhạc thượng sư, người xem, sau khi trần chờ một lát, Pháp sĩ cao gầy cùng quật diệu hai người đều có chút đứng ngồi không yên. Quật diệu cũng trần chờ mở miệng, hai người bọn họ có mặt ở đây thì tự nhiên đại đa số pháp sĩ cũng có xuất xứ từ bộ lạc hai người. Mộ Lan Thảo Nguyên là nơi rất thiếu thốn tư nguyên tu luyện nên tự nhiên các pháp sĩ không muốn bỏ qua cơ hội này. Thấy hơn trăm tên pháp sĩ nọ thuộc về một tiểu bộ lạc thực lực không mạnh mà lại kiếm được nhiều đồ vật thì tâm lý cũng cay cú. Nữ tử áo xanh thần sắc bất động tựa hồ không nghe thấy hai người nói gì, đôi mắt đẹp lơ đáng khép hở có chút mông lung mê ly. Quật rượu hai người sau khi nhìn nhau liếc mắt một cái thì trần trừ không nói gì. Sau độ một chén trà nhỏ công phu, hơn trăm tên pháp sĩ này bay qua đỉnh núi và đi được gần một phần ba khu vực đại trận, lúc này nữ tử rốt cục mở miệng. Hai người phái thêm một trăm người gia nhập vào trong đó. Thuận tiện đem cấm chế lưu lại bên trong phá đi, chỉ sau khi dùng thần thức dò xét hết cả tòa núi thì ta mới có thể cho những người khác tiến vào. Vâng, hết thảy theo ý nhạc thượng sư. Hai người mừng rỡ vội vàng đồng thời truyền âm cho bộ lạc mình và đệ tử thân tín. Kết quả lại có 200 tên pháp sĩ cùng vào trong núi. Tự nhiên lại tìm kiếm một trận như lang sói. Xem ra cũng chỉ có những người này, pháp lực của ta cũng không thể chống đỡ được nữa. Đem cấm chế phát động thôi. Tại một chỗ trong Hoàng Long Sơn chợt vang lên tiếng của lão giả họ mã. Khụ, thật sự là đáng tiếc. Không có một mộ lan nhân đại thượng sư nào tiến vào bẫy. Chọc nghi đại hán cất tiếng thở dài, phảng phất có chút tiếc nuối. Nhưng nói này vừa nói xong thì vang lên tiếng ngầm u u to dần vang vọng cả tòa núi, đỉnh núi các nơi run rẩy từng đợt. Lần này, 300 tên pháp sĩ đang tìm bảo vật trên đỉnh núi tất cả đều sắc mặt đại biến, căn bản không cần người nào chỉ huy lập tức giải tán, tỏa ra bốn phương tám hướng mà chạy. Trong đó có ba gã kết đan kỳ pháp sĩ tự nhiên tốc độ độn quang nhanh nhất, cơ hồ trong trước mắt đã bay ra xa hơn 10 trường nhưng cho dù bọn hắn có độn quang mau hơn nữa thì cũng không có khả năng một lúc bay ra khỏi phạm vi đại trận. Chỉ thấy khoảng trời phía trên ngọn núi xuất hiện đủ các sắc linh quang, hải vụ bốn phía ảo ạt tuôn ra, trong nháy mắt lục vụ quay cuồng rồi một lần nữa đem Hoàng Long Sơn che phủ, phạm vi trung tâm rộng lớn hóa thành một mảnh vụ hải. Nhìn thấy cảnh này, cao gầy pháp sĩ cùng quật rượu sắc mặt khó coi cực kỳ, thậm chí có chút xanh mét. Mà nữ tử áo xanh ngồi trên cửa thú ánh mắt vẫn lạnh như băng, mắt cũng không có chớp một cái. Thực sự là bẫy, thật đáng tiếc. Nếu cốc đạo hữu không bắt buộc phải động thủ thì có thể tiếp tục ẩn núp, phát huy tác dụng lớn hơn nữa nữ tử họ nhạc sau khi xem trong chốc lát thì trong miệng thốt ra lời nói lãnh khốc vô tình. Nhạc thượng sư, người ở bên trong, quật rượu hai tay nắm chặt, nhìn vụ hải chằm chằm, hai mắt phun hỏa nói. Đái lĩnh đội pháp sĩ đi vào vừa rồi là một gã kết đan tu sĩ là hậu nhân trực hệ được hắn phi thường coi trọng. Không nghĩ tới lại thất thủ trong đại trận của đối phương vì lo âu nên vị pháp sĩ này không khỏi có ý định xông vào cứu người. Không cần uổng phí tâm cơ, lấy thần thông của tu sĩ Nguyên Anh bên đối phương lại ở trong trận thì việc đối phó vài tên kết đan kỳ chẳng phải là việc dễ như trở bàn tay sao. Bọn họ sợ rằng đã bị tiêu diệt rồi, nữ tử áo xanh nhìn quật rượu liếc mắt một cái lạnh lùng nói. Nếu nói như thế, nhạc thượng sư, để ta đi đầu phá trận. Ta sẽ phóng thích hỏa linh tinh nguyên, một hơi phá đại trận này sau đó đem đám tu sĩ bên trong đốt thành cho bụi. Quật diệu trên mặt ánh thanh hồng chuyển biến vài lần thì hiện ra vẻ tàn nhẫn nói. Hỏa linh tinh nguyên, được rồi, ngươi đã có quyết tâm này thì ta sẽ để cử tê thú phối hợp với ngươi. Bất quá hỏa linh tinh nguyên của ngươi hay là nên chờ thời điểm mấu chốt vận dụng cho thật tốt. Hơn nữa phải chú ý đến vị thanh niên tu sĩ đã tiêu diệt thiên khốc tiên sinh. Ta hoài nghi hắn chính là kẻ đã phá hủy nhục thể của mục thượng sư thiên phong bộ lạc. Nếu đúng như thế thì thần thông của đối phương cũng không phải là nhỏ lại còn có thể sử dụng lam sắc ma diếm cực kỳ cổ quái. Nên cẩn thận một chút nữ nhân này khẽ nhíu mày nói. Hủy diệt thân thể của mục thượng sư, lời đồn hắn có lôi độn thuật cũng là thật sao. Cao gầy pháp sĩ nghe vậy thì biến sắc, trong mắt lộ một tia sợ hãi. Ấm thượng sư, công pháp của người sợ nhất loại cận chiến tu sĩ. Cẩn thận một chút thì ngàn vạn lần không nên cùng hắn giao thủ. Để hắn cho ta đối phó, ta tu luyện như phong quyết, nói về tốc độ quyết sẽ không dưới lôi độn thuật của đối phương. Cho dù đối phương có ma diếm cùng kim hồ lợi hại nhưng không cho hắn tiếp cận gần người thì cũng không có chút tác dụng nào. Về phần các thần thông khác mà nói, hắn chỉ là một gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, làm sao có thể thực sự cùng ta so sánh nữ tử trong mắt hàn quang chợt lóe, hơi hãnh diện nói. Cũng tốt, người này cũng chỉ có thể do nhạc thượng sư đối phó. Nhạc thượng sư là người có thể cùng với đột ngột nhân thiên lan thánh nữ so sánh. Người nọ tự nhiên sẽ không phải là đối thủ. Cao gầy pháp sĩ vừa nghe lời ấy, tâm lý lập tức buông lỏng, xem ra đối với vị nữ tử áo xanh này cực kỳ tin tưởng. Hừ, thiên lan thánh nữ, khuôn mặt vốn vẫn thản nhiên của nữ tử khi vừa nghe đến tên thiên lan thánh nữ này thì ánh mắt lập tức lộ vẻ âm trầm. Nghe thế tiếng hử lạnh, cao gầy pháp sĩ cả kinh, hắn lúc này mới nhớ tới, vị nhạc thượng sư này mới gần đây bại dưới tay thiên lan thánh nữ, vốn, vẫn hết sức chán ghét người khác nói tới chuyện này. Này, kỳ thật cao gầy pháp sĩ thì thào muốn đổi giọng nói cái gì đó thì nữ tử đột nhiên vung tay lên trên mặt một lần nữa khôi phục thần sắc lạnh nhạt thôi phá trận quan trọng hơn chuyện khác không cần phải nói triển khai công kích đại trận vâng cao gầy pháp sĩ trong lòng nhẹ đi cùng quật rượu trong miệng đáp ứng trong đám hải vụ không nhìn thấy năm đầu ngón tay tại một nơi nào đó thân thể một gã kết đan pháp sĩ không có đầu xoay người ngã xuống đất cách đó không xa trong sương mù bóng người chợt lóe Hàn lập trong ánh thanh quang chợt xuất hiện nơi đây nhìn thi thể phía xa xa liếc mắt một cái, khẽ đảo tay. Một đạo thanh hồng từ thi thể sau khi xoay quanh một cái thì bay vụt kia về. Bình tĩnh tiến lên vài bước, Hàn lập đem túi chữ vật của pháp sĩ này nhặt lên, sau khi xem qua một chút thì mặt lộ vẻ thất vọng. Bên trong chỉ có vài thứ đồ rách nát, không có liên quan gì đến linh thuật. Hàn lập nhíu mày sau một lúc lâu mới thở dài một hơi. Đang lúc này, bên ngoài hải vụ đột nhiên tiếng chống trận vang lớn cùng với luồng linh khí ba động kinh người từ chỗ chống trận xé trời vọt lên. Sau đó có tiếng thú giống trầm thấp phảng phất như sấm rền chấn động thiên địa truyền đến, hải vụ trong trận như bị chấn động, lục vụ cũng có chút tự động quay cuồng. Hàn lập thần sắc không thay đổi, lạnh lùng nhìn bốn phía một chút rồi mới ngẩng đầu nhìn ra ngoài hải vụ, trong mắt hiện lên một tia trầm ngâm. Nhưng một lát sau, hắn khẽ nhếch miệng cười lạnh một tiếng, vung tay thả ra một viên xích hồng hỏa cầu đem thi thể dưới chân hóa thành cho bụi sau đó xoay người bay vào trung tâm hải vụ, trong nháy mắt, thân hình hắn biến mất trong sương mù không thấy bóng dáng. Tại trung tâm hải vụ, cả ngọn núi bị phân thành hai một cách quỷ dị, nửa trước vẫn là cảnh nhà cháy tường đổ mà nửa sau thì tình cảnh khác biệt lớn, các tòa lầu các vẫn nguyên vẹn không sức mẻ gì. Thì thoảng cũng có tu sĩ từ bên trong bay ra hướng đến các nơi trong hải vụ phân tán đi. Lão giả họ mã cùng chọc mi đại hán đứng trên một tòa lầu cao hơn 10 trượng, sóng vai nhìn về hướng pháp sĩ đại quân, nét mặt đều lộ vẻ ngưng trọng. chương 737, phá trận đại chiến phần 2. Nghĩ không ra mộ lan nhân lại cẩn thận như vậy, mặc dù diệt được một số pháp sĩ nhưng xem ra căn bản không có tổn thất gì lớn. Sau đây chỉ có lấy cứng đối cứng, mã huynh mới vừa rồi vận dụng nặc thiên kỳ che khuất nửa đỉnh núi. Pháp lực liệu có còn chi chỉ được không chọc mi đại hán đầu tiên là than nhẹ một tiếng rồi có chút quan tâm hướng lão giả hỏi ta tận lực bảo lưu lại một bộ phận pháp lực, đến lúc đó phá địch có lẽ không đủ nhưng nếu muốn cầm chân một vị mộ lan đại thượng sư thì không thành vấn đề lão giả vê vê tròm dâu, không thèm để ý nói. Thế thì tốt, địch nhân còn lại giao cho ta cùng hàn đạo hữu đối phó ba. Bạc đạo hữu cũng có thể hồi phục một chút nguyên khí. Ta đã phân phó cho tu sĩ dưới tay nếu tình hình nguy cấp sẽ gọi bạc huynh đang tính dưỡng ra. Trọc nghi đại hán ngưng trọng nói, cũng chỉ có thể như thế, chỉ là đầu cửa thú này sợ rằng có chút khó giải quyết, chúng ta đều không thể phân tâm được. Kết đan tu sĩ sợ rằng đối phó không được, lão giả dùng thần thức cảm ứng đầu bàng nhiên cự thú xa xa phía ngoài đại trận, mặt lộ vẻ một tia trần trừ. Khổ, cũng không có cách nào khác, dù sao nhân thủ không đủ, chỉ có thể để cho hai huynh đệ mộ dung hỗ trợ cấm chế đại trận một chút. Bọn họ có lôi thuộc tính công pháp cùng tu vi kết đan tu sĩ trung kỳ xem như cũng có lực sát thương cực mạnh, cự thú cho dù da dày thịt béo thì hẳn là vẫn có chút hiệu dụng đại hán chính mình cũng có chút không tự tin. Dù sao hai người bọn họ cũng nghe những người bại trận nói qua sự đáng sợ của con thú này. Cũng chỉ có thể như thế, lão giả có chút lo lắng gật đầu tán thành chủ ý này. Lúc này trong đám lục vụ thanh quang trượt lóe một đạo kinh hồng từ trong bắn ra sau khi xoay quanh một vòng tựa hồ phát hiện ra hai người thì bay đến. Hai vị đạo hiếu, xem ra mộ lan nhân thực sự muốn tiến công. Hai vị đã an bài đối sách cự địch chưa? Thanh Hoa thu liếm lộ ra thân hình Hàn Lập nhìn hai người mỉm cười nói. Hàn Huynh tới vừa đúng lúc, chúng ta mới vừa mới thương lượng một chút, chuẩn bị. Trọc nghi đại hán tươi cười đem lời nói mới vừa rồi lặp lại lần nữa. Cự thú này đích xác có chút khó giải quyết, nguyên vốn là thượng cổ dị trùng, cũng không biết mộ lan nhân từ chỗ nào tìm được. Hết thảy theo lời lục đạo hữu nói Hàn Lập đầu tiên là nhíu mày rồi lập tức giãn ra nói. Lần tranh đấu này còn muốn dựa vào thần thông của Hàn Huynh nhiều. Chọc nghi đại hán cười hắc hắc, trong miệng có chút kinh ý nói. Sự tình liên quan đến an nguy của cả thiên nam, hàn mỗ nhất định sẽ hết sức. Nhưng chỉ sợ địch nhân thế mạnh, tại hạ tâm có dư mà lực không đủ hàn lập nghe lời này, sau khi sờ sờ mũi bình tĩnh nói. Một khi đã hiển lộ thực lực, hàn lập giờ phút này cũng không có khiêm nhường cái gì. Nếu là hàn huynh cũng không phải địch thủ thì còn ai nữa. Nói vậy chứ trong lòng những người khác cũng đều cho là như vậy. Lão giả họ mã sau khi cười thì nói lời khen tặng. Mã Huynh thật sự là đánh giá cao hàn mỗ rồi, thần thông của tại hạ cũng không phải là cao thâm như hai vị tưởng tượng đâu. Hai vị cũng đừng kỳ vọng quá nhiều hàn lập nhìn lão giả liếc mắt một cái. Khóe miệng lộ ra vẻ như cười như không, ha ha, mặc kệ nói như thế nào, hàn huynh cũng không phải là tu sĩ sơ kỳ bình thường. Thần thông hơn xa ta cùng mã đạo hiếu, đại chiến lần này, ô, oh, mộ lan nhân bắt đầu tiến công. Chọc nghi đại hán đồng dạng muốn cùng Hàn Lập nói chuyện kết giao tình một chút nhưng vừa nói được một nửa thì đã biến sắc rồi đột nhiên đổi giọng, vội vàng nhìn ra xa. Hàn Lập cùng lão giả nghe vậy, thần sắc vừa động mà nhìn theo. Chỉ thấy phương hướng pháp sĩ đại quân mơ hồ có ánh hồng quang phát khởi. Một phiến hỏa vân tựa như đám mây đỏ trải rộng trên bầu trời xa xa. Mà ở trong mây đỏ có hơn 10 cái hỏa cầu chó trang như mặt trời đang ngưng tụ thành hình. Đây là cái gì? Lão giả họ mã hiển nhiên lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh này, ngạc nhiên mà kinh ngạc nói. Đây là pháp sĩ linh thuật đại trận, có thể do sử dụng nhiều pháp sĩ thay thế cho trận kỳ trận bàn, rất nhanh tạo thành pháp trận linh thuật. Bất quá phải có một vị cao giai pháp sĩ chủ trì đại trận mới được. Xem này hỏa cầu này lớn như thế chỉ sợ là do tên pháp sĩ sử dụng hỏa thuộc tính công pháp chủ trì. Chọc nghi đại hán thần sắc âm trầm giải thích, linh thuật đại trận, lão giả họ mã trong miệng lẩm bẩm nói, nét mặt có chút kinh ngạc. Mặc dù hắn còn muốn hỏi rõ chi tiết hơn một chút nhưng biết bây giờ cũng không phải là thời điểm thích hợp, cũng im lặng không nói gì nữa. Chúng ta ba người tiến vào trong trận hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tại hạ trước tiên cùng Nguyên Anh tu sĩ đối phương giao thủ, có thể diệt được càng nhiều thấp giai pháp sĩ thì càng tốt. Hàn Lập sau khi đem ánh mắt thu hồi, thần sắc không thay đổi lên tiếng nói. "Được, lão giả cùng đại hán tự nhiên không có ý kiến gì." vì vậy chọc nghi đại hán gọi vài tên kết đan tu sĩ khác nhất nhất phân phó sau đó mang theo bọn họ đều bay vào trong vụ hải, anh chữ cũng ở trong đó. Hàn lập tự nhiên âm thầm truyền âm dặn dò vài câu. Sau đó hàn lập thân ảnh biến mất trong màn sương mù. Lúc này phía ngoài vụ hải ngọa, mộ lan pháp sĩ chia làm hơn 10 tiểu đội, xếp thành trận hình huyền ảo thần diệu, cầm trong tay hồng sắc lập lè hỏa thuộc tính pháp khí, sơ lên cao trên đỉnh đầu, làm phép tụ tập hỏa thuộc tính linh khí xung quanh mà ở hơn trăm trường trên đỉnh đầu bọn họ, hơn 10 khỏa hỏa cầu thật lớn đang quay cuồng thành hình, tản mát ra nhiệt độ cực nóng, làm cho đám pháp sĩ người nào cũng miệng khô lưỡi rát, tai ù hoa mắt. Nhưng đám người đầm đìa mồ hôi chịu đau khổ cố gắng chống đỡ. Lúc này trong linh thuật đại trận, quật rượu tóc tai bù xù ngồi khoanh chân không nhúc nhích, hai tay bắt pháp quyết kỳ quái, sau cái lục diện hồng cự phiên vây quanh phía ngoài chậm rãi chuyển động, mà con hỏa xà dài hơn 10 trượng đang ở trên đỉnh đầu bay lượt, trên người hồng quang cực kỳ chói mắt, từng phiến hỏa vân quay cuồng không ngừng. Mà ở ngoài cách đó không xa, nữ tử áo xanh không biết khi nào từ trên cự thú bước xuống, lạnh lùng nhìn nhất cử nhất động của quật diệu. Mà phía ngoài sau nửa bước, cao gầy pháp sĩ cũng cực kỳ quan tâm nhìn tình hình trước mắt. Đi, quật diệu đột nhiên hai mắt trợn tròn, trong miệng khẽ quát một tiếng. Lục diện hỏa phiên đồng thời ông ông Minh Thanh đại hưởng, sáu đạo quang trụ màu đỏ từ trong kỳ phiên nghiêng bắn ra, vừa lúc trên không trung sáu khỏa hỏa cầu đã thành hình, thể tích mỗi cái chừng hơn 10 trường. Nhất thời một quang trụ hút vào, sáu khối hỏa cầu tất cả đều rung động một chút rồi tiếp theo hỏa diễm mặt ngoài bỗng nhiên bùng lên đi tới. Sau đó tiếng ầm oanh oang long long của chống trận vang lên, hỏa cầu giống như cự đại lưu tinh hướng vụ hải bay tới thành một, đường thẳng tắp, phảng phất cường hành mở ra một cái thông đạo. Nhiều pháp sĩ cùng làm phép như vậy nên hỏa cầu ngưng tụ thành uy lực thật sự không phải chuyện đùa. Cho dù cấm chế hải vụ trên hỏa Long Sơn trải qua sự bố trí tỉ mỉ của cửu quốc minh trận Pháp Đại Sư nhưng khi tiếp xúc với hỏa cầu thì đồng thời có vài tiếng nổ long trời lở đất truyền đến, một hỏa trụ cao hơn 10 trượng sông vào phá vụ. Một trận nhiệt phong quét qua, sương mù xung quanh trong chớp mắt đã bị càn quét không còn. Bốn phía mặc dù vẫn còn lục hoàng lưỡng sắc cấm chế quang hoa phát sáng nhưng giống như châu chấu đá xe, căn bản không có cách nào ngăn cản được. Trong chớp mắt, nếu từ trên trời nhìn xuống phía dưới thì thấy trong khu vực vụ hải này đồng thời hình thành 6 cái vòng tròn thật lớn. Bên trong sương mù toàn bộ tiêu tan, chống trải cực kỳ. Nữ tử áo xanh trong mắt hàn quang chợt lóe, ngọc thủ vừa lộn, một một viên quyển màu vàng hiện lên ở trong tay. Tay dương lên, viên quyển này hóa thành một đạo kim quang, bắn về phía cự tê thú sớm tiếp cận đến vụ hải. Tiếng thanh minh đại hưởng, kim sắc quyển chuẩn xác choàng lên sừng màu xanh của cự tê. Sau một giây lát căng thẳng, kim sắc quyển trên chiếc cự sừng chợt phát ra kim quang chói mắt. Không biết là bị kim quang kích thích hay là do nữ tử áo xanh này động tay chân gì mà hai con ngươi màu xanh của cự tê bỗng nhiên đỏ bừng như máu, trong miệng tiếng phát ra tiếng giống to như sấm. Một dẫm chân hạ xuống Lam Vân, thân hình khổng lồ hướng vào vụ hải điên cuồng phóng đi. Một lát sau, trong vụ hải tiếng thú giống phát ra liên miên, hoàng lục lưỡng sắc quang hoa nổi lên. Vào đi thôi, quật thượng sư dùng hỏa linh thuật tiếp tục phá hư cấm chế phía dưới hôm nay đánh một trận nhất định phải phá được trận này. Nữ tử áo xanh cất tiếng trong trẻo nhưng lạnh lùng ra lệnh, đại quân pháp sĩ chờ đợi mệnh đã lâu sau khi hoan hô một tiếng thì từng nhóm mười mấy người hoặc năm sáu người đều vọt vào trong lục vụ. Chúng ta cũng đi thôi, chờ quật thượng sư làm phép xong thì sẽ theo tới nữ tử áo xanh thản nhiên nói. Trên người bạch quang chấp động hóa thành một đạo bạch hồng bắn nhanh ra. Cao gầy pháp sĩ trong miệng vội vàng đáp ứng rồi hóa thành một đạo ô quang theo sát sau. Một lát sau, Phía trước hải vụ chỉ còn lại có mấy trăm pháp sĩ bày trận. Lúc này trên bầu trời hỏa cầu còn lại theo sự khiên dẫn của lục diện hỏa phiên nhất nhất rơi xuống vụ hải, tất cả đều song song theo sáu đường bay thẳng xuống. Hơn 10 cái hỏa trụ sau khi phóng lên cao thì trực tiếp đem cấm chế này phá tan tác. Sau khi cuồng tiếu vài tiếng, quật rượu quát to một tiếng lên, hướng tới pháp sĩ bốn phía ngoắc tay một cái rồi hóa thành một đoàn liệt hỏa, nhằm phía vụ hải bay vào. Các tu sĩ khác thấy cảnh này cũng ngùa lên. Nhất thời trong vụ hải chen chúc hơn một ngàn pháp sĩ cùng mấy trăm tu sĩ đang âm thầm thao túng cấm chế, tùy thời mà di chuyển. Hàn lập ở nơi nào đó trong vụ hải vẫn không nhúc nhích, phiêu phù ở trên không hai mắt khép hờ, trên người sớm đã bao phủ bởi tam sắc vệ kim trùng, chân dẫm lên một cái thanh sắc cửa kiếm. Mà trên đỉnh đầu có một đoàn trùng vân ánh vàng rực rỡ dài hơn trượng lặng yên không tiếng động, nhưng mỗi con phi trùng bên trong đều giữ tợn hung ác, mắt lộ ra hung quang tựa hồ như muốn thôn vệ người ngoài. Hàn lập mí mắt khẽ nhúc nhích vài cái, chậm rãi dương đôi mắt, mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Bên trong quả nhiên còn có nguyên anh trung kỳ pháp sư, bất quá như thế nào lại là nữ pháp sĩ. Hàn lập thì thào nói thầm vài câu sau đó ngẫm nghĩ một chút thì tay vỗ vào túi chữ vật, sau khi quang hoa chợt lóe một bộ khí cụ bầy trận hiện ra trong tay. Hàn lập thân hình chấp động, mất một chút công phu hắn đem trận khí cụ bầy ra một loại tạm thời trận pháp có uy lực lớn nhất. Ngân Nguyệt, ra đi, hàn lập trong miệng phân phó một tiếng, Phung tay áo, một con tiểu hồ từ cổ tay áo bay ra đứng trước người Hàn Lập. Tử vân đấu giao cho ngươi sử dụng, mặt khác cái giỏ hoa cổ bảo này ngươi cũng lấy đi. Đối thủ lúc này so sánh với Uyển nhi sư tỷ còn muốn khó giải quyết hơn. Nên cẩn thận một chút, nếu đối phương có thần thông thật sự lợi hại thì không cần liều mạng. Dẫn hắn đến nơi đây, lợi dụng vụ hải cấm chế cùng pháp trận của ta mà đấu một phen. Nếu còn không được nữa thì cũng không tính toán nữa, chúng ta bỏ đi thôi không có nên cùng đối phương liều mạng làm gì. Hàn lập thần sắc không thay đổi phân phó. Theo sau tay vừa lộn tử vân đấu cùng giỏ hoa cổ bảo trước sau xuất hiện ở trong tay, trực tiếp ném cho tiểu hồ ly. chương 738, phá trận đại chiến phần 3. Vâng, chủ nhân, tiểu ti lại như lần trước vậy, ẩn độn từ một nơi bí mật gần đó, tại thời cơ thích hợp ra tay tương trợ. Tiểu hồ trên người bạch quang chợt lóe sau khi lăn lộn hóa thân thành một thiếu phụ xinh đẹp nhìn hàn lập xá một cái lộ ra phong thái hồ mị nói không sai, nên làm như thế. Lần trước đối phó hiểm Nguyệt Tông đại trưởng lão, người ra tay đúng thời cơ lắm. Hàn Lập gật đầu, khen ngợi vài câu, đa tạ chủ nhân khen ngợi, tiểu tì chỉ có thể làm hết sức thôi. Cầm trong tay hai kiện bảo vật, Ngân Nguyệt hé miệng cười sau đó hoàng quang sáng ngời, người đang đứng trước Hàn Lập chợt biến thành hư không tiêu thất, hóa thành vô hình. Thấy tình hình này, Hàn Lập ánh mắt chấp động vài cái, sau đó ngẩng đầu hướng xa xa xem vài lần, trên mặt thoáng hiện vẻ tàn khốc. Thanh quang chợt lóe, người hòa vào trong sương mù không còn thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, sau khi đông đảo pháp sĩ xâm nhập sương mù không lâu, cấm chế còn sót lại đều phát động, sát khí liên tiếp phát ra. Cũng may là đại bộ phận pháp sĩ đều theo sát cự tê đi mở đường phía trước mặt mà số cấm chế này cũng không làm khó được cho con cự thú này. Vô luận là hỏa cầu hay nhũ băng, lôi hỏa thổ các loại thuộc tính công kích đánh tới trên người cự thú cũng giống như gãi ngứa, một chút hiệu quả cũng không có, bị chiến giáp đen thui bên ngoài dễ dàng giải khai. Mà con cửa tê này cũng không thèm để ý mấy cái công kích đó, chỉ buồn bực cắm đầu chạy về phía trước như điên. Vô luận loại cấm chế nào hay bình chướng gì trước mặt đều bị nó dùng thân hình khổng lồ ngạnh tiếp, thế như trẻ che một hơi vào tới nơi bị hỏa lưu tinh phá tan. Nơi này rộng hơn trăm trượng, tất cả sương mù không còn sót lại chút gì. Mà lúc này đám pháp sĩ đi theo cửa thú cũng chưa hao tổn người nào. Nhưng kỳ quái chính là trong đám pháp sĩ này tu vi cao nhất chỉ là bốn gã kết đan kỳ, nguyên anh kỳ đại thượng sư một người cũng không thấy cũng không biết ba người áo lục nữ tử sau khi tiến vào sương mù thì cũng ẩn nặc nơi nào hay là có ý định quỷ dị gì khác. Đến khu vực không còn tí sương mù này, đám pháp sĩ cũng thở vào một hơi, vài tên kết đan kỳ pháp sĩ thậm chí tụ lại cùng nhau, chuẩn bị thương lượng bước tiếp theo. Nhưng vào lúc này, đột nhiên từ sương mù phía trước bay vụt ra hai ngọn giáo ngân quang lập loè phía trên có lôi hình cung quấn quanh phát ra tiếng oanh minh không ngừng. Chúng pháp sĩ cả kinh, trong đó hai gã kết đan pháp sĩ lập tức dương tay lên thả ra một lam một đỏ lưỡng đạo kinh hồng trực tiếp bay lên đón lấy ngọn giáo. Ai ngờ hai thanh ngân qua không có trực tiếp cùng hai kiện pháp bảo của pháp sĩ tranh đấu mà ngược lại sau khi xoay quanh một cái thì tốc độ tăng lên gấp bội nghiêng bắn về phía đầu cửa tê thú nọ. Lần này vài tên kết đàn pháp sĩ đầu tiên là cả kinh, nhưng lập tức lại yên lòng ngay. Lấy lực phòng ngự của cửa thú, pháp bảo bình thường sao có thể khiến nó bị thương được. Nhưng làm cho bọn họ ngạc nhiên khi một màn xuất hiện hai thanh ngân qua cũng không có trực tiếp công kích thân thể cự tê. Ngược lại bay vụt lên trời rồi đột nhiên hai thanh ngân qua không có dấu hiệu đan vào nhau mà hỗ kích, nhất thời một tiếng tiếng sấm nổ truyền ra. Theo sau một đạo kỳ thô điện hồ từ hai thanh ngân qua nổ bắn ra, hung hăng đánh xuống đầu cự thú. Cự tê trên người hộ thể linh quang màu lam chợt lóe nhưng lập tức bị ngân hồ không chút khách khí kích nát bấy rồi đánh tới trên giáp phiến đen thui. Âm thanh ẩm ù ù truyền đến, sau khi điện quang hiện lên cự tê vẫn bình yên vô sự, nhưng cự thú này lại tựa hồ bị chọc giận, ngửa mặt lên trời giống to một tiếng rồi bỗng nhiên há mồm bắn ra một đạo tuyết trắng nhũ băng dài một trượng, hướng lên ngân qua trên không trung đánh tới. Hai thanh ngân qua không có một tia ham chiến chỉ hơi một nghiêng né qua nhũ băng rồi lại thả ra một đạo ngân hồ sau đó lại quay về hướng sương mù. Cự thú thấy cảnh này, hai con người huyết sắc càng đậm nâng chân điên cuồng đuổi theo. Vài tên kết đan pháp sĩ cả kinh vội vàng cùng các pháp sĩ đang nói chuyện phía sau phát động độn quang định đuổi theo nhưng là chưa chờ bọn hắn động thân đột nhiên từ trong sương mù bốn phía các loại ánh sáng khác nhau chấp động hơn trăm tên tu sĩ từ bốn phương tám hướng lộ ra thân hình và thả ra đông đảo pháp khí phô thiên cái địa hướng tới chung pháp sĩ điên cuồng tấn công mộ lan pháp sĩ tự nhiên cực kỳ kinh sợ đồng dạng tế pháp khí phóng ra linh thuật nhất thời loạn thành một đoàn chỉ cần trì hoãn một chút cự tê thú cũng đã truy vào trong sương mù không còn thấy bóng dáng vài tên kết đan pháp sĩ này bị vài tên cao giai tu sĩ nhất thời ngăn đón gắt gao cũng không có biện pháp gì. Lần này bọn họ tự nhiên đột nhiên giận dữ đang muốn dựa vào lợi thế nhiều người đem đám tu sĩ này tiêu diệt hết thì đám tu sĩ này lại đồng thời đem pháp khí thu lại rồi không chút do dự xoay người trốn vào trong hải vụ. Thấy tình cảnh này, chúng pháp sĩ hai mắt nhìn nhau, không biết là có nên đuổi theo không, có chút trần chờ Người có nhiều lắm, tất cả tách ra hành động, đại bộ phận cấm chế đã bị phá rồi chỉ cần lưu tâm một chút thì cũng không xảy ra đại sự gì. Bọn họ nếu có chủ tâm làm phiền chúng ta thì đuổi theo một hơi đem đám tu sĩ đó toàn bộ diệt sát. Về phần cự thú, bằng kết đan tu sĩ căn bản không có cách nào đả thương nó. Chúng ta sau khi diệt sát hết đám tu sĩ này chúng ta đi tìm về cũng được một gã kết đan hậu kỳ lão giả, hiển nhiên là nhân vật cầm đầu đám người, đánh giá qua tình hình một chút sau đó tỉnh táo phân phó. Sau đó hắn dẫn đầu hóa thành một đạo kinh hồng, trực tiếp bay vụt vào trong hải vụ, hướng phía một gã kết đan tu sĩ vừa rút lui đuổi theo. Các pháp sĩ khác nghe vậy, thì lập tức phân mấy người thành một tổ mà giải tán đuổi theo. Sương mù sau một trận quay cuồng thì một lát sau đã bình tĩnh trở lại, nơi này nhất thời không còn một bóng người. Nhưng chỉ chốc lát sau, trong lục vụ bóng người chợt lẽ, một người vung hai tay tiêu sái tiến vào, vẻ mặt thong rong. Nhìn bộ dáng tiên phong đạo cốt thì đúng là lão giả họ mã. Giờ phút này hắn sắc mặt hơi có chút tái nhợt nhưng hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, không chút nào cho thấy pháp lực bị hao tổn. Sau khi đi tới trung tâm chỗ trống trải, lão giả hướng bốn phía đánh giá vài lần rồi trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ cổ quái. Nếu ta cũng đã đi ra thì đạo hữu cần gì phải trốn trốn tránh tránh nữa. Ẩn nặc độn pháp này không có cách nào giấu giếm được lão hủ lão giả không nhanh không chậm nói, ánh mắt dừng lại ở một chỗ không có một bóng người, nét mặt cực kỳ bình tĩnh. Hừ, nghĩ không ra, thần thức của ngươi không kém chút nào. Bản thượng sư vốn định cho các ngươi ngạc nhiên một chút nhưng xem ra không có cách nào được rồi. Từ vị trí kia truyền đến một tiếng nam tử hư lạnh, tiếp theo ô quang chợt lóe pháp sĩ cao gầy thân hình hiển lộ ra. Chỉ là người này sau khi lộ ra thân hình thì không nói gì, hai tay trà sát rồi đột nhiên nhìn lão giả dương lên. Nhất thời hơn thập đạo mẫu chỉ hắc mang, giống như mưa rào bắn nhanh ra, đem lão giả họ mã bao ở trong đó. Cách lão giả họ mã cùng cao gầy pháp sĩ hơn trăm trượng, trong sương mù, chọc nghi đại hán mặt không chút thay đổi chừng mắt nhìn người trước mắt, một thân toàn liệt hỏa chính là quật diệu. Người này mang trên người hỏa diễm chi cường đem sương mù phụ cận dần dần hóa thành hư không làm cho phạm vi 30 trượng rõ ràng trong sáng. Hư, người cho rằng có thể ngăn được ta là có thể cứu được vị đồng bạn kia ư. Âm thường sư linh thuật lợi hại, tu sĩ các ngươi làm sao mà biết quật diệu nguyên vốn định len lén lẻn ra phía sau lão giả để cùng cao gầy pháp sĩ hợp công đánh lén không nghĩ rằng lại bị chọc mi đại hán trước mắt nửa đường ngăn lại, tự nhiên trong lòng cực kỳ căm tức. Các hạ có lòng quan tâm người khác, tốt hơn hết là ngẫm lại làm thế nào để tự cứu đã. Hôm qua đánh một trận, mã đạo hữu nguyên khí chưa hồi phục ngươi chỉ sợ cũng hao tổn không ít linh lực. Chỉ sau một buổi tối hơn nữa mới vừa rồi chủ trì linh thuật đại trận đồng dạng tiêu hao đại lượng linh lực. Trừ phi có nghịch thiên bảo vật giúp ngươi nếu không ngươi hẳn là cũng suy yếu không ít. Đại hán căn bản không dao động, ngược lại hai mắt mị mị nói sau đó há mồm, một cây bạch đoàn côn từ trong miệng phun ra, sau khi xoay quanh người một cái thì có chút run lên. Từ bảo vật này bạch quang đại phóng bắt đầu sáng chói mắt. Quật diệu thấy cảnh này, mặt hiện lên vẻ khinh thường đang muốn thi triển thần thông ứng địch thì sắc mặt đột nhiên đại biến. Chỉ thấy linh quang đối diện nhan sắc lại bắt đầu thay đổi, bạch quang lại dần dần hóa thành kim hoàng chi sắc, đồng thời một đạm kim sắc quái thú ảnh tử hiện ra trên đoàn côn cấp, xem hình tượng lại phảng phất như một con cự đại kim hoàng cự hầu thân hình mặc dù không có khoa trương như cử tê nhưng cũng cao năm sáu trượng. Hơn nữa nhìn kỹ dưới thì con vượn này có bốn cái lỗ tai mau nhung nhung. Tướng mạo xấu xí hung ác dị thường hiện hình đi ra. Hai tay đấm ngực ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, tiếp theo cúi đầu hung hăng chừng mắt nhìn quật rượu đối diện. Khí linh, pháp bảo của ngươi đúng là khí linh chi bảo. Quật rượu sau khi thấy rõ bóng dáng quái thú này thì rốt cuộc thất thanh kêu lên hắc hắc, đây là lần đầu tiên từ khi lục mỗ có được tứ nhĩ kim viên khí linh trước mặt người khác hiển lộ. Các hạ nếu bị mất mạng vì bảo vật này thì cũng không có gì phải oán giận đại hán họ lục trên mặt sát khí chợt lóe, hai tay bắt quyết. Cự viên thân hình càng lộ rõ, cây đoàn côn nọ cũng trong nháy mắt cao vọt hơn 10 trường. Cự viên này lại giống như yêu thú thật sự tồn tại không chút nào trần chờ đem cây đại côn ôm ở trong tay, sau đó người hóa thành một đoàn kim quang hướng đại hán đối diện hung tợn đánh tới nữ tử áo xanh không cùng cao gầy pháp sĩ và quật diệu ở cùng một chỗ. Mục tiêu của nàng rất đơn giản là bằng vào từ thân thần thông lao thẳng vào trong trung tâm đại trận, đem pháp trận phá đi thì đại trận này tự nhiên dễ dàng bị phá. đương nhiên trước đó nàng phải giải quyết một gã tu sĩ mới được. Từ khi vừa tiến vào sương mù, nàng cảm thấy rõ ràng có một tia thần thức như có như không quấn quanh trên mình, bằng thần thức cơ hồ cường đại không dưới nguyên anh hậu kỳ của nàng, cường đại thần thức này cũng không thể hoàn toàn che đậy được điều này làm cho nữ nhân này dùng mình đồng thời đối với tên thanh niên tu sĩ kia sát khí đại thịnh loại tu sĩ thân hoài nhiều loại quỷ dị thần thông này nếu không diệt trừ sớm thì rất có thể trong đại chiến sau này làm phát sinh ra nhiều chuyện ngoài ý muốn cũng may tên tu sĩ kia tựa hồ đối với thần thông của chính mình tựa hồ cũng có chút tự tin nên dĩ nhiên không che giấu vị trí của mình hiển nhiên là muốn thu hút chú ý của pháp sĩ nguyên anh trung kỳ như nàng điều này làm cho nữ nhân này trong lòng cười lạnh vài tiếng rồi hướng đến người này phi độn đi cảm ứng được tên thanh niên tu sĩ kia cách mình không tới trăm trượng áo lục nữ tử trên người bạch quang nội liếm đột tốc thong thả tiến đến mặc dù nàng đối với chính mình tin tưởng mười phần nhưng có chút không rõ đối phương trong tình huống không có bẫy dập gì lại mạo muội có ý cùng đối phương giao chiến nữ nhân này giơ tay hướng túi chữ vật nhẹ nhàng vỗ một khỏa thanh châu to cỡ nắm tay bỗng nhiên hiện lên ở trong tay chương 739, phá trận đại chiến phần 4 đem thanh sắc viên châu ném lên trên đỉnh đầu rồi tiện tay đánh một đạo pháp quyết lên trên nhất thời bảo vật này quang mang bắn ra bốn phía vô số thanh sắc quang ti phun ra xa trong nháy mắt đem sương mù trong phương viên hơn trăm trượng hóa thành một luồng gió xanh sau một hồi quay cuồng sương mù dày đặc bị thổi tan ra khu vực phụ cận trở nên rõ ràng quang đáng nữ tử áo xanh khẽ nhíu đôi mi thanh tú chỉ thấy cách xa hơn 10 trượng có một gã thanh bào thanh niên yên lặng đứng ở nơi đó không ngừng nhìn nàng từ trên xuống dưới, trên mặt không lộ chút biểu tình. Đúng là Hàn Lập đã chờ từ lâu, nữ nhân này trên mặt Hàn Quang chợt lóe, song mục lưu chuyển cùng thần thức hướng chung quanh đảo qua, theo sau mày mặt nhăn nhó nhìn lên trời. Chỉ thấy trên cao hơn 10 trượng có một đoàn sán sán kim vân vô thanh vô tức trôi nổi lơ lửng. Nữ nhân này sau khi ngưng thần nhìn kỹ rõ ràng chân diện mục đám kim vân thì thần sắc đại biến. Phệ kim trùng, tên tu sĩ có được linh trùng dĩ nhiên cũng là người nữ tử áo xanh nhẹ thở ra một hơi, anh khẩu thì thào nói. Nhưng sâu trong đôi mắt đẹp vẻ băng hàn càng đậm đặc. Tu sĩ mộ lan nhân có thể biết được kim trùng này nhiều như vậy thực làm cho hàn mỗ có chút ngoài ý muốn. Hẳn là tu sĩ thoát khỏi tay ta lần trước nói cho các hạ. Hàn lập trong lòng ngẩn ra, nhưng mặt ngoài bất động thanh sắc thản nhiên nói. Thiên phong bộ ngục thượng sư nhục thân bị hủy ở trong tay ngươi sao? nữ tử không có trực tiếp trả lời hàn lập mà hỏi ngược lại mục thượng sư có phải là tên pháp sĩ lần trước sử dụng ngự phong xa truy đuổi ta không nếu là người này thì đúng là nhục thân bị ta hủy diệt nếu không phải nguyên anh chạy trốn rất nhanh thì ta nguyên bản còn muốn làm cho hắn hình thần câu diệt nữa chẳng lẽ ngươi muốn thay hắn báo thù hàn lập nét mặt không tức giận trong miệng bình thản trả lời nhưng trong lòng lại lập tức nâng cao phần cảnh giác nữ nhân này nếu biết sự tồn tại của kiềm lam băng diễm cùng phong lôi xí thì xem ra không có cách nào dùng phương pháp kỳ tập đối phó với nữ nhân này có vẻ có chút khó giải quyết nếu không dựa theo kinh nghiệm đối phó đã sử dụng với vài tên nguyên anh tu sĩ thì hắn có thể xuất kỳ bất ý dùng phong lôi xí áp sát đối phương sau đó sử dụng kiềm lam băng diễm đem đối phương nhất cử đóng băng lại mục thượng sư nhục thân bị hủy là do tu vi không tinh việc này có cái gì là oán giận Bất quá các hạ có thể khu xử phệ kim linh trùng hơn nữa thần thông nhiều như thế thì hôm nay nói gì đi nữa cũng không thể thả ngươi rời đi được. Nữ tử áo xanh khuôn mặt tú lệ trầm xuống, hai tay múa nhanh bắt quyết, trên người bạch quang chấp động, một cái bạch địa đoạn mang trạng pháp bảo từ trên người hiện lên nghinh phong mà động. Theo sau nữ nhân này khẽ nhích tay, một cái đạm hoàng sắc tiểu đỉnh xuất hiện ở trong tay. Cái đỉnh này tựa hồ là do một loại linh mộc nào đó luyện chế thành, to cỡ ba bốn tấc, cổ sắc cổ hương, mặt ngoài có điêu khắc một số ký hiệu chú ngữ khó hiểu hàn lập thần thức sau khi cảm ứng được thì trên mặt khẽ biến phệ kim trùng tuy là thượng cổ kỳ trùng một khi bồi dục thành thục cơ hồ không cách nào bị diệt có khả năng cắn nuốt vạn vật nhưng lại có thể bị loại bảo vật mộc ngọc cấm chế vây khốn trùng hợp chính là bản thượng sư trước kia có giao hảo với một vị đột một tu tiên giả cũng khu xử phệ kim trùng nên đã cố ý tìm được cái hoàng linh đỉnh này để chuẩn bị ứng phó với khu trùng thuật nhưng tuyệt đối không nghĩ tới tránh chủ lại không có động tới mà lại hết lần này tới lần khác động với vị thiên nam tu sĩ cũng khu xử vệ kim trùng này nếu không vệ kim trùng của ngươi mặc dù còn chưa chuyển hóa thành thục nhưng số lượng đông đúc như thế thì thật đúng là khó có thể đối phó nữ tử áo xanh trong miệng lạnh như băng nói tay đang khiên dẫn bảo vật lại không trần chờ chút nào hướng tới cái đỉnh màu vàng lắng tai nghe một đỉnh nhất thời linh quang đại phóng một hoàng quang sắc cháo như ẩn như hiện từ trên đỉnh hiện lên đem thân hình nữ nhân này bao ở trong đó còn có người có phệ kim trùng, vừa nghe nói thế Hàn Lập trong lòng chấn kinh, khóe miệng sau khi mím lại thì thần sắc bắt đầu ngưng trọng. Các hạ không biết ư, phệ kim trùng là tử địch của Mộ Lan nhân chúng ta đồng thời là thánh trùng của người đột ngột, tổ tiên bọn họ tốn hao bao năm tháng mới cuối cùng bồi dục ra được hơn 10 con thành thục. Từ trước chỉ có những tu sĩ kiệt xuất nhất của người đột ngột mới có tư cách kế thừa loại trùng này. Từ khi có kim trùng thành thục tới nay, không biết có bao nhiêu pháp sĩ chúng ta bị thôn phệ nên sớm bị Mộ Lan Nhân chúng ta hận thấu xương. Người cũng có được về Kim trùng nhưng lại nhiều thế này, mặc dù còn chưa thành thục nhưng tuyệt không cho phép ngươi đem chúng phát tán rộng rãi. Nữ tử áo xanh mặt không chút thay đổi nói xong thì hướng Tiểu Đỉnh cầm trong tay hướng lên đỉnh đầu một cái. Tiểu Đỉnh sau khi quay tròn trên đỉnh đầu một trận thì hoàng quang chợt lóe, đại phiến hoàng hà mờ mờ từ trong đỉnh điên cuồng phun ra, trực tiếp hướng tới đám trùng vân đánh tới. Hàn Lập sau khi nghe nữ nhân này nói rằng trên đời đã có thành thục vệ kim trùng thì có chút trợn mắt há hốc mồm. Nhưng sau khi nghe được khẩu khí bất thiện thì lập tức bình ổn tâm thần, đem mọi phiền não vứt bỏ. Thấy đối phương khu sử đỉnh trung một linh khí sáng mở trực tiếp công kích vệ kim trùng, hắn trong lòng trầm xuống nhưng lập tức nét mặt sát khí chợt lóe hướng đám kim trùng trên đầu điểm chỉ. Chỉ nghe tiếng ông minh nhất hưởng, kim sắc trùng vân lập tức giải tán hóa thành vô số đóa kim hoa hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh ra. Trong nháy mắt, phệ kim trùng hóa thành vô số tiểu con biến mất trong hải vụ tứ phía không còn thấy bóng dáng. Hoàng sắc hà quang tự nhiên đánh vào khoảng không, nữ tử áo xanh thấy màn này đầu tiên là ngẩn ra, rồi đột nhiên nhớ tới cái gì thần thức vội vàng hướng về sương mù bốn phía quét tới. Một lát sau, nàng nhíu mày trên mặt như phủ một lớp xương lạnh. Người dĩ nhiên chỉ huy phệ kim trùng công kích các pháp sĩ khác. Người nghĩ rằng ta cho người phân thần làm việc này ư. Nữ tử lời còn chưa dứt lời thì đem bạch sắc đoạn pháp bảo trên người ném tới hàn lập. Bạch mang pháp bảo sau khi xoay quanh một cái thì chợt hóa thành một con chim lớn vỗ hai cánh lớn chừng mấy trượng, hai mắt như hỏa hồng, lợi chảo đen thui. Hai cánh vỗ một cái, sau khi bạch quang chớp động tuyết điêu trong nháy mắt đã biến mất, nhưng sau một khắc đã xuất hiện trên đầu hàn lập. Sau khi kêu lên một tiếng the thẻ yêu cầm này bỗng nhiên hạ xuống, đôi lợi chảo nhằm thẳng thiên linh cái hàn lập hung hăng đánh xuống. Tốc độ cự điêu nhanh như vậy làm cho hàn lập cả kinh không kịp suy nghĩ nhiều nâng tay lên. Tiếng sấm chợt khởi, hơn 10 tinh tế kim hồ từ lòng bàn tay bắn ra hóa thành kim sắc đại võng hướng lên không trung nghênh đón, đem Bạch Điêu bao vây ở trong đó. Bạch Điêu thấy vậy, trong mắt hung quang chợt lóe, hai cánh rung lên, tiếng xé gió truyền ra, vô số phong nhận màu trắng từ trên cánh bắn ra đánh tới kim võng. Ầm ầm âm, âm thanh bạo liệt phát ra, kim quang cùng bạch mang đan vào nhau, phong nhận uy lực dĩ nhiên không phải chuyện đùa, vừa tiếp xúc với kim võng mặc dù đại bộ phận phong nhận bị phá thành mảnh nhỏ nhưng vẫn còn hơn 10 cái phong nhận phá võng bay ra, hướng hàn lập bắn nhanh đến. Con ưng khổng lồ cũng theo phong nhận mãnh liệt đè xuống. Ô, hàn lập trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng trên mặt không chút biểu tình. Mười ngón tay liên tiếp búng, hơn 10 đạo thanh sắc kiếm khí rời tay bắn ra, đem phong nhận đó chặn lại. Theo sau bàn tay vừa lộn, một mặt lam sắc tiểu thuẫn hiện ra trên tay, sau khi thoáng đong đưa một cái tiểu thuẫn trong ánh lam quang lập tức lớn gấp mấy lần, hóa thành một tấm cự thuẫn rộng mấy trượng. Cự thuẫn này mặt ngoài có lam sắc ánh quang lưu chuyển không ngừng, như nước chảy, phảng phất như do chất lỏng ngưng hình mà thành, thoạt nhìn phi thường kỳ lạ. Sau khi đánh nát phong nhận thì thanh sắc kiếm khí không khách khí hướng cự điêu chém tới. Tuyết điêu không chút sợ hãi, hai cánh vỗ một cái đem thanh sắc kiếm khí đánh cho nhộn nhạo ra. Theo sau mạnh mẽ lao xuống, lợi chảo hung hăng bắt lấy lam sắc cự thuẫn. Hàn Lập hư lạnh một tiếng, tay chỉ cự thuẫn điểm một cái. Quang hoa đại phóng lợi chảo giống như đánh lên mặt nước tạo nên một làn sóng gợn gợn lan truyền ra xa. Cự điêu chợt lóe lên thân hình vọt nhanh đi, nhưng chỉ trong phút chốc công phu trì hoãn này, Hàn Lập trong mắt Hàn Quang chợt lóe, tay kia dương lên, một đạo đoàn hắc quang từ miệng bắn ra rồi lập tức hóa thành một đại hắc hồng sắc cự thủ to hơn một trượng như sét đánh không kịp bưng tay chụp xuống. Bàn tay nó đem than hình mạnh mẽ của cự điêu bắt được trong tay phốc suy âm thanh của âm hỏa trong nháy mắt từ năm ngón tay trên bàn tay khổng lồ đại khởi hắc sắc hỏa diễm đem cự điêu bao vào trong cự điêu cất tiếng gáy thê lương cô ngừng liều mạng mà chống cự lại thiết câu cũng mỏ nhọn phảng phất như quáp như mổ không ngừng hàn lập thấy màn này trong lòng hơi có chút buông lỏng ngẩng đầu nhìn nữ tử đối diện liếc mắt một cái chỉ thấy nữ tử áo xanh đối với việc cự điêu bị bắt coi như không nhìn thấy ngược lại sắc mặt ngưng trọng thấp giọng đọc một loại thượng cổ chú ngữ nào đó Hàn Lập lắng nghe hồi lâu thấy chú ngữ cực kỳ tối nghĩa khó hiểu thì trong lòng không khỏi ngẩn ra. Theo sau lại thấy nữ nhân này mười ngón tay tách ra tạo bình như hoa sen, bên trên có một đoàn bạch quang chớp động không thôi, mơ hồ nhìn như có nụ của một đóa hoa muốn phóng ra, rõ ràng một đóa bạch liên đang chậm rãi thành hình. Đây là cái gì? Hàn Lập trong lòng cả kinh, mặc dù không biết đối phương đang làm cái quỷ gì, bất quá có thể khiến cho một gã nguyên anh trung kỳ tu sĩ cần thời gian dài như thế để đọc chú ngữ thúc dục thì khẳng định không phải là chuyện đùa nói cái gì đi nữa cũng không thể để cho đối phương thuận lợi làm phép thành công như thế. Nghĩ tới đây, Hàn lập sắc mặt âm trầm vung tay áo, hơn 10 thanh sắc phi kiếm từ cổ tay áo như ngư du bay ra, sau đó liên kết cùng nhau hóa thành một mảnh thanh sắc hà quang kiếm khí, kiếm khi như bao trùm thiên địa siêu nhiên hướng phía đối diện bay tới. Thưa dịp này, Hàn lập lại khoát tay nhìn cự điêu đang rằng co với bàn tay khổng lồ, nhẹ nhàng đánh ra. Hắc hồng cự đại bàn tay lúc này năm ngón tay nắm lại, dùng sức đem con chim khổng lồ túm kéo xuống, trong chớp mắt đem tới ngay trước mắt Hàn Lập. Hàn Lập không chút nghĩ ngợi há mồm, một đoàn lam sắc băng diễm phun ra bắn tới trên người cự điêu đang không ngừng dẫy giụa. Phục một tiếng vang lên, băng diễm vừa tiếp xúc với cự điêu thì trong nháy mắt trên người một tầng lam quang hiện lên đem phía ngoài như ngưng kết thành băng nhưng vẫn duy trì điêu mục trợn tròn, ra sức dẫy giụa trông rất sống động. Hàn Lập nét mặt vui mừng, ngay lúc đó đang muốn có cử động khác thì đột nhiên nghe thấy một trận tiên nhạc rõ ràng từ đối diện truyền đến, tiếp theo một đạo bạch mang cực kỳ trói mắt bộc phát, một màn bạch sắc quang mạc như thật đem phương viên hơn trăm trượng bao lấy. Hàn lập thấy cảnh này, thầm kêu bất hảo vội vàng xoay đầu nhìn lại. Nhìn thấy một màn kỳ dị phía đối diện, nữ tử áo xanh trong miệng đã ngừng niệm chú ngữ nhưng vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ là bạch sắc quang liên trong tay chẳng những đã triển khai xong mà còn đang phiêu đáng ở phía trên cách đỉnh đầu nữ nhân hơn một trượng, phát ra bạch sắc linh quang trói mắt. Mà Thanh trúc phong vân kiếm hắn thả ra biến thành thanh hà giờ phút này đang dừng lại ở trước người nữ nhân này hơn 10 trượng, liều mạng bay múa xung quanh nhưng phảng phất như bị một cái vô hình bình chướng chặn lại, căn bản không có cách nào tới gần. Hàn Lập hai con ngươi không khỏi co rụt lại. Chương 740, phá trận đại chiến phần 5. Bạch Liên nọ thoạt nhìn cũng không phải do bảo vật nào đó biến thành, mà hoàn toàn do tự thân pháp lực ngưng luyện hình thành, lại có uy lực như vậy thật sự làm cho Hàn Lập cảm thấy kinh ngạc bất quá ý niệm kinh ngạc chỉ chợt lóe lên trong đầu hắn rồi sắc mặt trở nên âm trầm hít một hơi, cánh tay phải bỗng dựng thẳng lên, phía ngoài bao phủ bởi một tầng đạm đạm hắc khí. Hắc khí cực kỳ sống động, tiến lui không ngừng dần dần trở nên dày đặc, khi nó trở nên đen nhánh như mực thì Hàn Lập trên nét mặt hiện ra vẻ trịnh trọng. Toàn bộ cánh tay nhanh chóng bành trướng, trong nháy mắt trở nên lớn gấp 2 3 lần, mặt ngoài thậm chí hiện ra một tầng huyết quang chói mắt đi ra lại được hắc khí bao phủ nên trông có vẻ quỷ dị vô cùng đúng là công pháp do Hàn Lập tu luyện âm ma chảm. Lúc này Hàn Lập lạnh lùng liếc nữ tử áo xanh một cái. Nói đến cũng khéo, nữ nhân này cũng vừa làm phép xong, đồng dạng ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lưu động nhìn lại đây, ánh mắt nàng cùng Hàn Lập trực tiếp gặp nhau rồi rơi vào cánh tay yêu dị của Hàn Lập. Trong mắt Hàn Quang chợt lóe, đi Hàn Lập không trần chờ, trong miệng quát khẽ một tiếng. Cánh tay vừa rơi xuống, hướng lên hư không vung lên. Một đạo nửa hình tròn hắc hồng quang phiến từ cánh tay bắn nhanh ra. Sau khi rời tay biến lớn hơn đến mấy trượng, âm thanh phá không chợt vang lên, quang phiến phát ra một đạo trường vĩ mang ngay lập tức đánh tới Bạch Liên Linh Quang. Nữ tử áo xanh đôi mi thanh tú giật mình lập tức há mồm, một đoàn bạch khí trong suốt phun lên trên Bạch Liên, nhất thời một tầng hoa sen ảo ảnh trống rỗng từ Bạch Liên biến ảo ra như thực đem nữ nhân này bao ở trong đó. Quang mang chợt lóe, quang phiến hắc trảm thủ bắn đến liên ảnh ngay từ đầu dễ dàng xâm nhập vào trong nhưng chỉ được mấy trượng thì độn tốc giảm đi rồi bị nhốt ở trong đó không cách nào nhúc nhích mảy may nữ tử trên mặt hiện ra một tia đắc ý nhưng sau đó trong mắt lại đột nhiên biến đổi bởi vì hàn lập đối diện không nói gì mà tung ra một vật đồ vật này sau khi rời tay thì nghinh phong cuồng trướng trong nháy mắt hóa thành một tòa hắc sắc sơn phong cao hơn trăm trượng khí thế hung hung nhằm hướng liên ảnh nện xuống thiên trọng phong nữ tử này vừa thấy cự sơn này hạ xuống thì trong miệng bật kêu lên cái này trong giới pháp sĩ cũng xem như đại danh đỉnh đỉnh cổ bảo, hắn như thế nào lại không biết. Cho dù nàng có tu vi nguyên anh trung kỳ nhưng bây giờ đối phương thi triển Phật môn bí thuật thì cũng tuyệt không có dũng khí đón đỡ. Nữ tử áo xanh không kịp suy nghĩ nhiều, hai tay bắt quyết bạch liên và hoàng sắc tiểu đỉnh trên đầu trong ánh bạch quang liên kết cùng nhau rồi trong nháy mắt hóa thành một đoàn thanh phong từ trong liên ảnh biến mất. Sau một khắc, ngoài chỗ xa hơn 20 trượng có ánh quang hoa chấp động rồi hiện ra thân hình nữ tử yểu điệu. Bóng đạm sắc liên ảnh chỗ cố mặc dù không còn được pháp lực của nữ tử duy trì nên ảm đạm đi nhưng vẫn chưa lập tức biến mất. Sau khi hắc sắc cửa sơn đè xuống thì không chống được chút nào, bị phá thành từng mảnh nhỏ tan ra. Phong độn thuật, hàn lập trên mặt không có chút vui mừng nào, ngược lại sau khi thì thào một tiếng thì trong lòng âm thầm kêu khổ. Không nghĩ tới nữ nhân này lại có loại quỷ dị độn thuật không dưới lôi độn thuật. Trừ phi có thể đem đối phương bao vây trong tuyệt địa còn thì cơ hồ không có bất cứ biện pháp gì có thể đánh bại đối phương. Bất quá cho dù như vậy, Hàn Lập vẫn có ý định thử một lần. Hắn không quá tin tưởng đối phương thi triển phong độn thuật có thể so với hắn thi triển phong lôi xí đã đến mức vì tâm sở dục. Chỉ cần hắn có thể áp sát đối phương thì bằng vào kiềm lam băng diễm uy lực đáng sợ cho dù bạch liên quỷ dị cũng có thể rất dễ dàng đánh trọng thương đối phương. Trong lòng suy nghĩ một chút nhưng hàn lập trên tay không trần chờ chút nào, sai khiến hắc hồng quang phiến cùng hơn 10 đạo thanh trúc phong vân kiếm đã được giải vây điểm chỉ nhất thời mấy thứ này như ảnh phụ tùy lập tức bắn nhanh đến nữ tử áo xanh. Đồng thời sau lưng hàn lập chợt vang lên tiếng sấm, một đôi màu ngân bạch sắc xí chợt hiện ra ở sau người. Hai tay vung lên, lam quang thuẫn trước người nhanh chóng thu nhỏ bay vụt vào trong tay áo hàn lập đồng thời hắc hồng sắc cự thủ trên đỉnh đầu vồn đang bắt giữ cự điêu cũng lập tức buông cự điêu đã bị biến thành băng ra rồi hóa thành một đoàn hắc quang lao thẳng tới hướng nữ tử. Hàn lập ánh mắt chấp động, hai quả quả đấm vừa nhất xuất hiện một cái lam hỏa trên bàn tay nhất thời thủ lam này phát sang trói mắt rất yêu dị. Ngân sắc điện hồ chợt cuồng thiểm, Hàn Lập trong tiếng oanh minh chợt biến mất không thấy. Thấy hành động liên tiếp của Hàn Lập bên này, nữ tử áo xanh thấy các loại bảo vật không ngừng được xuất ra thì cũng cảm thấy đau đầu. Nàng nguyên bản cảm giác được một gã nguyên anh sơ kỳ lợi hại bất quá là do ỷ vào vài loại thần thông quỷ dị. Mà các loại thần thông này cũng có hơn nửa là bị nàng khắc chế, hẳn là rất thuận lợi đem đối phương bắt được mới đúng nhưng không nghĩ tới trong nháy mắt công phu đối phương tranh tiên xuất ra bốn năm kiện thần thông bảo vật không nhỏ mà nàng trừ việc vừa mới bắt đầu phóng xuất ra pháp bảo biến thành cự điêu ra thì vẫn bị đối phương ngăn chặn công kích điều này làm cho một mộ lan pháp sĩ vốn được tôn sùng như nàng trở nên giận dữ nhưng nữ nhân này cũng biết đối phương có nhiều bảo vật hộ thân nếu chỉ dựa vào công pháp cùng pháp bảo bình thường thì sợ rằng rất khó đả thương đối phương chứ đừng nói đến diệt sát lúc này nàng thấy hàn lập sau lưng mọc ra hai cánh rồi biến mất trong không trung sau khi hừ lạnh, rốt cuộc quyết định tổn hao chút nguyên khí để thi triển đòn sát thủ nhất cử đánh gục đối phương. Bất quá lúc này nàng tự nhiên không thể để cho Hàn Lập thi triển lôi độn thuật dễ dàng áp sát. Nghĩ tới đây, nàng tâm niệm vừa động bạch liên trên đỉnh đầu vừa rơi xuống đột nhiên nhập vào thiên linh cái không còn thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, thân hình Hàn Lập trong âm thanh oanh oang long long như xét đánh, điện hồ nhất thiểm đã di động đến bên cạnh nữ tử áo xanh khoảng 3-4 trượng xa xa. Thân hình sau khi thoáng một cái, người đã đến bên nữ tử cách khoảng một trượng làm diễm chấp động rồi một bàn tay chứa tia chấp lộ ra không một tiếng động áp vào hoàng sắc hộ cháo trước người nữ tử tiểu đỉnh phát ra một thuộc tính quang cháo hàn lập có tám phần nắm chắc bằng vào kiềm lam băng diễm một kích là có thể phá mắt thấy công kích dễ dàng đắc thủ như thế trong vòng bảo hộ nữ tử áo xanh vẫn lơ lửng ở trên không trung không nhúc nhích cũng không có thi triển phong độn thuật tránh né hàn lập trong lòng dùng mình cảm thấy không ổn đang lúc này từ người nữ tử trong quan cháo bỗng nhiên toát ra nhu hòa nhũ bạch quang mang. Phiến phiến cánh hoa sen trắng noãn từ trên chán nàng phóng ra. Hàn lập mới vừa kích phá một tầng hoàng sắc quang cháo thì đã bị một mảnh cánh liên hoa ngăn trở. Kết quả bạch quang làm diễm mới vừa tiếp xúc, hàn lập chỉ cảm thấy cánh tay chấn động, trong nháy mắt trước mắt chỉ thấy bạch quang hoa mịt mờ một mảnh. phảng phất như bị cánh hoa sen nọ nhẹ nhàng đảo qua. Rõ ràng động tác của nữ tử rất thong thả không nhanh, nhưng mà hắn lại vô pháp tránh ra, trơ mắt nhìn phiến liên hoa nọ đánh tới trên người. Hàn lập trong lòng hoảng hốt, bịch một tiếng, trước ngực hắn nổi lên một trận đau nhức, cả người một chút bị đánh bắn bay ra. Sau khi bị bắn ra hai ba mươi trượng thì hàn lập mới miễn cưỡng điều chỉnh được thân hình, có chút lay động dừng lại. Một tay ấn trước ngực, vẻ mặt khiếp sợ nhìn nữ tử. Chỉ thấy trên tay áo lục nữ giờ đã nở rộ một đóa hoa sen to cỡ mấy trượng. Một mảnh phiến bạch sắc liên hoa, bao bọc phía ngoài thân thể bốn phía chậm rãi chuyển động. Nữ tử áo xanh mặt không lộ vẻ gì đứng bên trong lạnh lùng nhìn Hàn Lập. Rồi sau đó các loại bảo vật công kích theo sau như thanh trúc phong vân kiếm tất cả đều bị cánh hoa này dễ dàng đánh bay, cũng lúc đó biến thành ảo ảnh hoa sen, tựa hồ rất lợi hại. Lúc này Hàn Lập chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, không nhịn được há mồm phun ra một khẩu tiễn huyết. Hàn Lập trong lòng âm thầm nhếch miệng, đòn này thật không nhẹ, nghĩ tới đây, hắn thở ra một hơi, tay đặt tại ngực chỗ bị trúng đòn và cũng cúi đầu nhìn lại. Trường bào trước ngực đã bị kích nát bấy lộ ra tam sắc quang trạch bên trong. Cái này mặc ngoài để cố ý ẩn nạc chiến giáp bên trong. Chiến giáp này đã thâm lõm vào trong một miếng lớn, lại còn bị nứt ra mấy chỗ to cỡ bằng ngón tay cái. Hàn lập hít một hơi lương khí, chỗ đau nhức trước ngực tựa hồ càng lúc càng đau. Hắn nghiêm mặt ngẩng đầu nhìn nữ tử áo xanh liếc mắt một cái kết quả vừa lúc hắn nhìn thấy ánh mắt nữ tử rơi trên chiến giáp đảo qua trên mặt lộ ra một tia thất vọng cùng kinh ngạc sau khi hừ lạnh một tiếng hàn lập giơ tay xé đột nhiên đem thanh bào trên người xé rách lộ ra đầy đủ trùng giáp uy vũ bất phàm theo sau thanh quang chợt lóe tay hướng tới chỗ tổn hại trên chiến giáp năm ngón tay nhẹ nhàng đảo qua một màn khó tin xuất hiện chiến giáp nguyên bổn có mấy chỗ lõm cũng nứt dưới ánh thanh quang chiếu qua lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sửa chữa đột khởi trong nháy mắt lại khôi phục nguyên trạng, giống như mới tinh. Nữ tử áo xanh sắc mặt khẽ biến một chút, ánh mắt lộ ra vẻ giật mình. Nhưng lập tức lại khôi phục vẻ lạnh như băng, trong lòng sát ý đối với hàn lập tăng lên mấy phần. Nàng không hề suy nghĩ nhiều, tố thủ hướng trước ngực, năm ngón tay xòe ra rồi trong miệng phát ra tiếng chú ngữ tối nghĩa và một đoàn thanh quang từ cổ tay áo bay ra, sau khi xoay quanh người một cái thì bay lên lòng bàn tay. Quang hoa thu liếm hiện lên một cái thanh đồng đăng trông vô cùng cổ xưa, thậm chí quá cổ xưa đến mức mơ hồ biến thành màu đen. Nữ tử áo xanh nhìn ngọn đèn này liếc mắt một cái, trên mặt mơ hồ hiện ra một tia không cam lòng nhưng rồi lập tức hung hăng nhìn Hàn Lập một cái, trong mắt hiện lên một tia tàn khốc. Chứng kiến vẻ mặt này, Hàn Lập mơ hồ cảm thấy không ổn. Mặc dù không biết cổ bảo thanh đồng đăng này lợi hại ra sao, nhưng loại bảo vật là ngọn đèn thì là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, cũng là lần đầu tiên nghe được. Trong lòng sau khi các loại ý niệm chuyển động không ngừng, Hàn Lập trên người thanh quang chợt lóe, Hóa thành một đạo thanh hồng mãn thiên phi vũ đem tất cả bảo vật thu về, sau đó sau lưng hai cánh rung lên, bóng người biến mất trong tiếng sấm. Sau một khắc lại xuất hiện trước cự điêu đang bị hóa thành băng. Hàn Lập không chút khách khí vươn tay, cả người đang trong tiếng oanh minh phi hành nhằm phương hướng xương mù dày đặc bên cạnh, không chút do dự tiến vào. Nữ tử áo xanh cái miệng nhỏ nhắn mở to, mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Nàng từ khi thu vi đại thành đến nay không biết đã cùng bao nhiêu đối thủ lợi hại đấu pháp qua nhưng chưa từng thấy cao giai tu sĩ nào chưa bại đã không chút do dự xoay người mà chạy, nàng thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá nữ nhân này nhìn thấy Hàn Lập đem cự điêu chạy đi thì lập tức kinh sợ, tỉnh táo lại sau khi trong miệng quát lớn thì cước dẫm bạch liên, tay cầm cổ đăng, người hóa thành một cỗ khinh phong đuổi sát theo sau. Đồng dạng cũng tiến vào sương mù đặc không thấy bóng dáng. Nhất thời ở trong vụ hải, ngân hồ thanh quang trước sau chấp động không ngừng, mà tiếng sấm cùng tiếng kình phong cũng không dừng hỗ trợ nhau. Trong nháy mắt, bị Hàn Lập dẫn dụ nữ tử áo xanh đã được dẫn tới một địa phương xa lạ. Ở một nơi khác, Hàn Lập trên người ngân quang chợt lóe, thân hình dừng lại. Sau khi cúi đầu xem làm sắc băng điêu trong tay một lát, hắn cười lạnh một tiếng trong bàn tay đột nhiên kim hồ chợt lóe, băng điêu bị phá vỡ ra. Chương 741, phá trận đại chiến phần 6. Thân hình tuyết điêu cùng băng tiết, cùng nhau vỡ thành vô số phiến mới từ trong gió nhẹ hiện hình đuổi theo, nữ tử áo lục vừa thấy cảnh này, sắc mặt ngẩn ra, nhưng lập tức cười lạnh vài tiếng, chân ngọc dẫm trên bạch liên, nhất thời trên hoa sen, cuồng phong khởi, đem sương mù phụ cận thổi tán không còn một mảnh. Hàn lập hai tròng mắt khép hờ, dương ánh mắt bất thiện nhìn đối phương, bình tĩnh hỏi. Đạo hữu không đau lòng vì bảo vật bị hủy, hay là đạo hữu cho rằng hành động của tại hạ, căn bản không cách nào hủy diệt bảo khố này nói xong lời này, hàn lập chậm rãi hướng ở không trung, nhìn màu lam băng thiết quỷ dị rơi xuống ngươi nói gì áo lục nữ tử thản nhiên trả lời tiếp theo đến bên người hàn lập điểm một chỉ nhất thời tảng băng bên cạnh hàn lập vỡ ra đồng thời vô số ánh sáng màu trắng từ trong băng tiết ra hàn lập ngẩn ra nhưng lập tức giương tay một mảnh thanh hà rời tay bắn ra hướng đến điểm quang mang Phục, vừa bắt đầu ánh sáng màu trắng từ lam băng ra đều hóa thành linh quang màu trắng sữa hướng nữ tử bên kia xông đến thanh hà trôi qua không thu hoạch được gì. Hàn lập thấy một kích không có đắc thủ, sắc mặt trầm xuống, cũng dừng tay không làm chuyện vô công. Chỉ là thờ ơ lạnh nhạt nhìn qua, linh quang vào tới trước người nữ tử, lập tức hội tụ lại, trong nháy mắt ngưng kết thành một đạo ánh sáng trắng to bằng cái đầu. Nữ tử áo lục thần sắc thản nhiên, một đạo pháp quyết đánh tới bên ngoài. Bạch quang trói mắt chấp động, một tiếng điêu minh từ trong quang đoàn lập tức truyền ra. Tiếp theo quang đoàn biến dài, tuyết sắc cự điêu sống lại trong mắt Hàn Lập. Hàn Lập thấy vậy, Nhướng mày, nhưng lập tức chú ý tới cự điêu khí sắc không giống như ban đầu, tinh thần mười phần, ngược lại có vẻ có chút huệ hoài. Thấy vậy, Hàn Lập lộ ra vẻ suy nghĩ, xem bộ dáng, mới vừa rồi hành động diệt sát khí linh, cũng không phải là không có hiệu quả. Cự điêu cũng không phải là bất tử thân, tin tưởng chỉ cần nhiều lần diệt sát, cự điêu đủ để cho tan thành mây khói. Cô gái thấy Bạch điêu có chút suy yếu, không nói hai lời mà ngoắc lại. Nhất thời hai cánh tuyết điêu triển khai, phóng lên cao trên không trung lăn lộn một cái, hóa thành một mảnh vải trắng, nhẹ nhàng hạ xuống. Khi rơi xuống trên người nữ nhân, biến mất không thấy bóng dáng. Người đột nhiên nghỉ chân không trốn, cũng muốn dựa vào khí linh đánh nát pháp bảo ta, chọc giận ta. Xem vậy, hẳn là có chuẩn bị ở phía sau nữ tử một tay đưa ra, vất mái tóc trên đầu vai, lạnh lùng hỏi một câu. Vừa nghe vậy, hàn lập có chút ngoài ý muốn. Nhưng sau khi im lặng, ánh mắt chấp động nói. Đạo hữu một khi đã biết, còn đuổi theo, xem ra trong tay đúng là bảo vật, tin tưởng 10 phần. Chẳng biết có thể chỉ giáo lai like lịch cái đèn này, cổ bảo dạng đèn, tại hạ thật đúng là lần đầu tiên nghe nói qua. Nói xong lời này, hàn lập mắt cũng không chấp nhìn chầm chầm vào nữ tử này. Không thể, hay là làm cái quỷ hồ đồ đi, nữ tử trầm xuống, không chút khách khí nói. Sau đó, một đoàn anh hỏa từ trong miệng phun ra, phun lên trên đồng đăng. Một đốm lửa phát ra, từ từ phát sáng trên đèn. Hàn lập thở dài một hơi, hai tay thong dong lật ra. Sớm đã chuẩn bị cho tốt, một trận kỳ màu xanh biếc cùng một trận bàn hai màu xanh đỏ, đồng thời hiện lên ở trong tay. Thâm ý sâu sắc, nhìn mặt nữ tử một cái, hàn lập, trước đem tiểu kỳ hướng trời cao một tế, bay nhanh bắt ra một đạo pháp quyết đánh ra, chú ngữ trầm thấp truyền ra. Trận kỳ quang mang chợt lóe trong nháy mắt bạo hé ra, một đoàn lục vụ đột nhiên xuất hiện, cao hơn 10 trượng. Một trận gió cuốn mây tan, vụ đoàn chợt hóa thành một cái màu xanh biếc vụ giao dài 10 trường hơn, hướng xuống nữ tử hung hăng đánh tới. Mà cùng lúc đó, Hàn Lập bàn tay giữ trận bàn cũng thả ra quang mang hai màu xanh hồng, hướng xuống chân mà áp xuống, lập tức hóa thành một cổ xương trắng, chui vào dưới chân biến mất. Lập tức, tứ phía vụ biển một trận quay cuồng bắt đầu khởi động, từ đó bắn ra vô số đạo quang ti xanh hồng, hướng phía nữ tử áo lục cuốn tới. Hàn Lập vung tay áo, một tiểu trung màu bạc đón gió cuồng trướng, hóa thành một cái cự trung, vù vù xé gió vang lớn. Một bên thả ra sóng âm màu bạc, một bên bị Hàn Lập thúc dục, hướng đỉnh đầu nữ tử áo lục độn tới. Nếu không cách nào gần nữ tử, vậy lợi dụng ngân trung tiến hành vô hình công kích. Nói không chừng lại hiệu quả, đương nhiên đối mặt nữ tử áo lục với thần thông khó lường là hoa sen màu trắng, cùng đồng đăng cổ bảo không rõ trong tay, đòn sát thủ chính thức của Hàn Lập cũng không phải là mấy cái này. Mà là ngân nguyệt sớm đã sử dụng thổ độn thuật, lặng yên ẩn vào mặt đất. Giờ phút này Ngân Nguyệt đã đem tử vân đấu lặng yên triển khai, lấy nữ tử làm trung tâm bố trí tại bên ngoài. Chỉ chờ này nữ tử hơi chút sơ sẩy, sẽ đánh một kích chí mạng. Nữ tử áo lục mặc dù không biết bên trên có người mai phục, nhưng Hàn Lập đã phát động hết thảy cấm chế cùng công kích, cũng chỉ xòe tay để thanh quang lòe lòe yếu ớt phát ra, khóe miệng nổi lên nét cười lạnh. Nàng không chút hoang mang mà nhấc tay lên, dùng hai ngón tay ngọc hướng thanh đăng bắt lấy, một đóa hoa đăng to cỡ hạt đậu di động ngang, bị ngón tay kẹp lấy. Mà lúc này, bầu trời vụ dao, từ phía quang ti xanh hồng, một mảng sóng màu bạc cơ hồ đồng thời đánh tới phụ cận bên ngoài. Nữ tử nhưng lại không chút nào lo lắng, chỉ là một cái chân ngọc nhẹ nhàng điểm xuống Bạch Liên. Nhất thời Bạch Liên bạch quang chợt lóe, bay nhanh xoay tròn, cánh hoa Bạch Liên dần dần co rút lại, trong nháy mắt đem này nữ tử bảo hộ vào trong. Cấm chế biến thành vụ dao màu xanh biết trước hết bổ nhào vào quang mạc, không chút khách khí há mồm, một đạo màu xanh biết vụ trụ cuồn cuộn ra khỏi miệng, đánh tới Bạch Quang kết quả cánh hoa sen bị quang mạc nhẹ nhàng đảo qua đã bị kích tan thành mây khói. quang ti xanh hồng theo sau đánh tới nhưng cũng bị chặn bên ngoài. chỉ có sóng âm tựa hồ không được bạch liên cánh hoa ngăn cản lại trực tiếp không có vào trong đó về phần hiệu quả như thế nào nhưng lại cũng không có cách phán đoán. hàn lập thấy tình cảnh này không chút khách khí trong tay vội bắt quyết thanh hồng quang ti không hề phát tác nữa ngược lại quấn lấy nhau tạo thành một cái vòng đem bạch liên bao ở trong đó cũng trong phút chốc bao vây một tầng vừa lại một tầng. Vụ giao cũng chống giống đại biến, hóa thành tảng lớn lục vụ đem bạch liên quang tơ tầng cũng bao phủ ở trong đó. Về phần ngân chung cũng phi độn đến trên bạch liên, được hàn lập toàn lực thúc dục ngân sóng bỗng nhiên tăng lớn ba phần, một sóng tiếp một sóng xuyên thấu qua cấm chế, tiến công áo lục nữ tử. Trong lúc nhất thời, phảng phất áo lục nữ tử trong bạch liên bị chế trụ. Nhưng hàn lập thấy vậy, sắc mặt không có vui mừng, ngược lại cao mày phảng phất cái mà Hàn Lập lo lắng cũng không phải là không có, nguyên bổn bạch liên đóng chặt co rút lại chỉ hơn trượng, không chút dấu hiệu đã từ bung ra. Một mảng bạch liên màu trắng giống như một lưỡi dao sắc bén, chỉ là nhẹ chuyển vài vòng, lục vụ quang ti ở bên ngoài đã bị phá thành từng mảnh nhỏ. Hàn Lập thấy thế, sắc mặt u ám, mà nữ tử áo lục đứng ở trung tâm bạch liên, trên mặt không buồn không vui. Một tay nâng đồng đăng, tay kia thì đang cầm cái nhìn như đang hoa màu xanh bình thường, lạnh lùng liếc mắt nhìn Hàn Lập một cái, ánh mắt đột nhiên rơi xuống đỉnh cự trung màu bạc đang ở bên ngoài. Nó phóng thích sóng âm, vừa lúc đem nữ tử giữ lại. Đôi mắt đẹp lãnh sắc chợt lóe, nàng đột nhiên khoát tay, đem thanh đăng hoa đưa đến cái miệng nhỏ, nhẹ nhàng thổi một cái. Phi một tiếng, đăng hoa khẽ rung lên, chợt lóe, lướt qua bàn tay nữ tử biến mất gặp. Sau một khắc, màu bạc cự trung trong không trung, trống rỗng bị này một cái quang cầu màu xanh, quỷ dị bao ở trong đó. Nữ tử thấy vậy, trong miệng lẩm bẩm, ngân trung mặt ngoài liền bốc cháy một màn ma diễm không biết tên ngân trung gào thét một tiếng bộc phát ra trói mắt ngân mang nhưng trong nháy mắt công phu ngân trung đã bị ngân diễn hòa tan màu xanh hào quang theo sau tự nghiền nát biến mất vô tung vô ảnh chứng kiến cổ bảo bị hủy hàn lập sắc mặt có chút trắng bệch mà lúc này áo lục nữ tử duỗi tay một cái vừa lại từ đồng đăng thuần thục tháo xuống một quả đăng hoa màu xanh sau đó không có hảo ý liếc hàn lập một cái hàn lập trong lòng thầm kêu bất ổn không chút nghĩ ngợi, sau lưng phong lôi xí mở ra, tiếng sấm xé gió vang lên, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Nữ tử thấy tình hình vậy, nhưng không thèm để ý, vẫn đem thanh đăng hoa xoa bóp, môi anh đào hé ra, phun ra linh khí. Đang lúc này, nữ tử tử quang chấp động, hé ra một cái lưới chừng 10 triệu màu tím, hướng trên mặt đất hiện ra. Ngay lúc nữ tử sửng sốt, trong tiếng cười nhẹ của nữ tử, tử võng với thế đánh không kịp bưng tay đem nữ tử giữ lại. Đạo hữu một khi đã thích chơi lửa như vậy, không bằng nếm thử tử vân đấu ngọc dương chân hỏa tư vị như thế nào. Một thiếu phụ tươi đẹp, tại hoàng quang chấp động, từ phụ cận mặt đất hiện ra, cười hì hì nói. Nhưng trong tay không chút nào trần chờ dương lên một đạo pháp quyết đánh vào tử võng. Tử võng quang diếm chợt lóe một tầng thanh bạch nhị sắc dị hỏa, trải rộng khắp tử võng, thậm chí có vài thanh bạch hỏa xà đã hiện ra trong võng, hung hăng đánh về phía bạch liên nữ tử. Thanh bạch hỏa, một chút đem bạch liên bao phủ lại. Lúc này, Hàn Lập đã cách áo lục nữ tử 10 trượng hơn. Thấy tình hình này, trên mặt mừng rỡ, hắn vung hai tay áo, 72 khẩu thanh trúc phong vân kiếm từ trên người bay tận trời, suốt đạo pháp quyết theo sát đánh ra. Phi kiếm tại trời cao phát ra một trận rồng ngâm xé gió, hướng trung gian tụ lại, trong thanh quang hóa thành một bả cửa kiếm chừng 6 bảy trượng trượng. Hàn Lập tâm niệm vừa động, tiếng sấm xé gió nổi lên, màu vàng điện hình cung, thô to từ mặt ngoài kiếm bắn ra, kim hình cung quấn quanh, hóa thành một tiếng sấm nhưng Hàn Lập còn không chịu bỏ qua, đột nhiên hấp khí một cái, trong miệng phun ra một lũ kiểm lam băng diễm, vừa lúc bắn nhanh đến cự kiếm trên. Lập tức, cự kiếm biểu hiện ra, trừ nhìn như kinh người điện hình cung, là quang diễm màu lam nhạt nhiều tầng như có như không. Hàn Lập trong mắt hàn quang chợt lóe, trùng kiếm này điểm một chỉ. Cự kiếm run lên, hóa thành một đạo thanh hồng tiến đến Bạch Liên trong tử võng. Đang lúc này, áo lục nữ tử đang bị tử thành đâu bao lại, cũng rốt cục phục hồi tinh thần lại nàng tức giận cực kỳ, đột nhiên cầm trong tay thanh đăng hoa hướng đỉnh đầu đánh xuống. chương 742, phá trận đại chiến phần 7. Thanh sắc đăng hoa từ ngọc thủ nữ tử phát ra thanh mang chói mắt. Tiếp theo sau khi quay tròn trên đỉnh đầu một trận thì một màn kinh người xuất hiện. Bên ngoài bạch liên nguyên bổn thanh bạch hỏa diễm đang hung hung thiêu đốt nhưng vừa thấy đăng hoa xuất hiện, lập tức hóa thành lũ lũ hỏa ti như vạn xuyên quy hải chảy vào trong đó. Trong nháy mắt, ngọc dương chân hỏa trên tử vân đấu đã bị hấp thu không còn một mảnh, trong khi đăng hoa vẫn bình tĩnh phiêu phù ở trên không chỉ là thanh quang bên ngoài càng thêm trói mắt. Áo lục nữ tử không chút hoang mang nhằm đăng hoa điểm một chỉ, nhất thời đăng hoa nhộn nhạo rồi đột nhiên hướng Ngân Nguyệt khinh phiêu bay tới. Ngân Nguyệt sắc mặt đại biến, không kịp suy nghĩ nhiều nhằm tử vân đấu điểm một chỉ, nhất thời tử võng quang mang đại phóng tạo thành một cái võng ti che ở trước người. Đồng thời bàn tay vừa lộn, hoa lam cổ bảo cũng xuất hiện ở trong tay. Lúc này, thanh sắc cửa kiếm mang theo tiếng sấm tiếng xé gió bay tới trên đầu nữ tử, theo sự thúc giục của pháp quyết lúc này từ trên không hạ xuống. Mà Ngân Nguyệt tự nhiên cực kỳ phối hợp, cái giỏ hoa mới vừa cầm trong tay hóa thành một đoàn bạch khí bảo vệ thân rồi hai tay bắt quyết, từ quang cháo bao phủ bạch liên đột nhiên ở trên khoảng không mở ra một cái phá khẩu thật lớn. Cự kiếm mang theo kim hồ cùng lam diễm thuận thế hướng xuống bạch liên phía dưới hung hăng chém xuống. Vừa thấy cự kiếm thanh thế kinh người như thế, áo lục nữ tử thần sắc khẽ biến. Trên mặt lần đầu lộ ra vẻ ngưng trọng, Nàng do dự một chút rồi bất chấp công kích của Ngân Nguyệt, linh lực toàn thân đột nhiên lưu chuyển, thông qua hai chân hơn phân nửa chảy vào Bạch Liên. Nhất thời cánh liên hoa vốn chỉ có một tầng này một chút tăng vọt gấp mấy lần, tầng tầng liên ảnh hướng thượng mở rộng ra, hóa thành quang mạc ngưng tụ cực dày. Lúc này nàng lại đột nhiên nhìn đang diễm đang bay bên ngoài điểm chỉ khiến chúng lập tức bay trở về trên đỉnh đầu nữ tử. Sau đó nữ nhân này cầm đồng đăng trong tay dơ lên cao huy động. Một trận thanh quang huyễn ảnh xuất hiện, hai đóa đang diễm chi hoa lớn nhỏ khác nhau cùng đóa ban đầu song song di động trên đầu nữ tử trong nháy mắt gom lại cùng nhau, hóa thành một quả đầu lâu thanh sắc hỏa cầu. Lúc này cử kiếm rốt cục chạm đến quang mạc do cánh liên hoa biến thành. Âm u u một trận nổ, âm thanh lôi minh, bạo liệt phát ra, bạch quang kim hồ, làm diễm mấy loại quang mang bất đồng đan vào cùng một chỗ. Mười mấy phiến cánh hoa sen cố nhiên cực kỳ thần diệu nhưng ích tà thần lôi cùng kiềm lam băng diễm càng không phải là chuyện đùa. Có lẽ đơn độc một loại không có cách nào chế ngự được cánh liên hoa nhưng hai người đồng thời ra tay, làm diễm phụ ra mặt ngoài cự kiếm, mượn thần thông của 72 đạo thanh trúc phong vân kiếm. Kết quả dưới một chảm, liên ảnh mặc dù đau khổ cố gắng chi trì nhưng chỉ được một lúc là băng hội tản ra. Hóa thành muôn vạn ánh tinh quang, cự kiếm không còn gặp trở ngại lập tức cường mãnh đè xuống nhưng lúc này thanh sắc hỏa cầu nọ lại chậm rãi nghênh đón. Hàn lập trong mắt hàn quang hiện lên, mặc dù trong lòng có chút sợ hãi đối với thanh diếm quỷ dị của đối phương nhưng hắn vẫn muốn thử một lần xem kiềm lam băng diếm cùng đăng diếm uy lực lớn nhỏ ra sao nhất thời cửa kiếm không chút trần chờ hạ xuống va chạm lần này lại vô thanh vô tức vô luận đạm kim sắc điện hồ hay là chí hàn kiềm lam băng diếm trong nháy mắt đều bị thanh sắc đăng diếm thôn phệ tiếp theo toàn bộ cửa kiếm cũng bị cuốn vào thanh trúc phong vân kiếm là bổn mạng pháp bảo của hàn lập tự nhiên cảm ứng cực kỳ linh mẫn toàn bộ cửa kiếm bị thanh sắc đang Diễm bao vây trong nháy mắt nhất thời trong lòng hắn chấn động, một cảm giác cực kỳ khó chịu, cực nóng từ trong lòng bỗng nhiên dâng lên. Theo sau nhiệt độ toàn thân độ tăng lên nhanh chóng, ngay cả máu cũng phảng phất sôi lên. Hàn lập hoảng hốt, không kịp suy nghĩ nhiều vội vàng hai tay bắt quyết, nhìn cự kiếm điểm một chỉ. Cự kiếm phát ra một tiếng ông minh rồi lập tức thanh quang chợt cuồng hiện, hóa thành hơn 10 khẩu thanh sắc tiểu kiếm tứ tán bay vụt ra. Nguyên tưởng rằng bằng chiêu này là hẳn là có thể thoát khỏi đăng diếm cổ quái nọ, nhưng kết quả hàn lập tập trung nhìn lại thì sắc mặt đại biến phi kiếm đồng dạng lại bị thanh diễm điểm một cái, lập tức mỗi khẩu phi kiếm lần nữa bị đang diễm bao ở trong đó. Hàn lập sắc mặt âm trầm bất định, cảm giác thân thể không khỏe càng tăng lên, toàn thân cũng bắt đầu toát ra mồ hôi. hắn trong lòng kinh hãi cắn răng một cái, mười ngón tay như sa luân ngúi nhanh bắt quyết, thần thức hóa thành hơn 10 luồng trong nháy mắt thao túng phi kiếm, hoặc phóng lên cao, hoặc xoay quanh cố gắng thoát khỏi đang diễm bao vây hắn chính mắt nhìn thấy ngân trung cổ bảo bị luyện hóa thành nước nên nói gì cũng không dám để cho bổn mạng pháp bảo bị hủy diệt. Nếu để xảy ra như thế mà nói, thì nguyên khí thần thức thế nào cũng bị tổn hao rất lớn. Lúc này, bạch liên cánh hoa nguyên bổn đã bị hủy lại một lần nữa từ liên bàn dưới chân áo lục nữ tử sinh ra, lần nữa đem nàng bảo hộ ở trong đó. Nữ nhân này vẫn lạnh lùng nhìn phi kiếm của Hàn Lập bị đang diễm bao lại cùng bộ dáng dãy ruộng chật vật của chúng, khóe miệng nổi lên một tia cười sau đó nàng cũng không cấp bách động thủ, bình tĩnh chờ bổn mạng pháp bảo của đối phương bị hủy, tình cảnh tu vi tổn hao lớn xuất hiện. Nhưng một lát sau, vẻ nhếch mép cùng thiếu dạng của nữ tử này ngưng trệ, trong mắt lộ ra biểu tình kinh ngạc. Chản đồng đăng trong tay nàng không phải là phổ thông cổ bảo, nghiêm khắc mà nói thậm chí không thuộc về nữ nhân này. Đây chính là một trong hai đại truyền thừa chi bảo của mộ lan tộc. Nữ tử họ nhạc sở dĩ có thể giữ bảo vật này vì ngoài tu vi cao thâm ra thì nàng còn là mộ lan tộc đệ nhất nữ pháp sĩ trọng yếu nhất là nàng cùng đột ngột nhân thiên lan thánh nữ không sai biệt lắm sùng có thân phận rất cao được các cao giai pháp sĩ khác tôn trọng là một trong tam đại thần sư ai thấy nàng cũng muốn lấy lễ đối xử cũng không có dũng khí có ý chậm trễ mà cái cổ bảo này từ sau khi đến tay nàng bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân nên khả năng sử dụng ngọn đăng này cũng có hạn chế số lần nàng có thể sử dụng kể ra cũng không nhiều sẽ không dễ dàng vận dụng bảo vật này một khi vượt qua số lần quy định bảo vật này nhất định phải lập tức bị thu hồi chờ giao phó cho vị chủ nhân có thân phận phù hợp hơn bởi vậy có thể thấy được mộ lan nhân đối với bảo vật này coi trọng thế nào bất quá tác dụng trọng yếu nhất của đồng đăng cũng không phải là dùng để cùng người đấu pháp mà là một loại tác dụng đặc thù khác đối với tất cả mộ lan nhân vô cùng trọng yếu đương nhiên nếu dùng bảo vật này cùng người đánh nhau chết sống cũng không có gì bất lợi lịch đại chủ nhân cầm bảo vật này trong tay kích xiết cường địch luyện hóa qua vô số bảo vật vô luận cổ bảo hay là pháp bảo cũng bị ngọn đèn này sinh ra địa thanh sắc đang diễm bao lại. Tuyệt đối không có cách nào chống đỡ được, về phần mộc thuộc tính bảo vật, tự nhiên thì bị hỏa diễm này khắc chế nên trong trước mắt sẽ bị hóa thành cho bụi. Nhưng rõ ràng nguyên bộ pháp bảo mộc thuộc tính phi kiếm của Hàn Lập đã bị đăng diễm bao lấy lâu như thế mà ngay cả một tia dấu hiệu hóa thành cho bụi cũng không có. Điều này không khỏi làm cho nữ tử ngạc nhiên một hồi lâu. Ngay lúc nữ tử này đang chấn kinh thì trên đỉnh đầu tử quang chợt lóe một mảnh tử vân không chút dấu hiệu hiện ra, nữ tử trong lòng cả kinh, quay lại nhìn thì đúng là ngân nguyệt nhân cơ hội này phát động tử vân đấu cấm chế nhằm phá khẩu một lần nữa đánh tới. Sau đó xoay tấm thân mảnh mai, đôi môi đỏ mỏng khẽ nhách lên một cổ phấn hồng sắc hương vụ từ trong miệng phun ra, trong nháy mắt đem bạch liên bao phủ bên trong. Áo lục nữ tử hư lạnh một tiếng, xem đồng đăng trong tay một chút rồi trần trừ một lúc nghĩ xem có nên tái vận dụng bảo vật này hay không. Mà tay kia dương lên một mặt đạm hoàng sắc ngọc bội hiện lên ở trong tay. Nàng đang muốn kích phát bảo vật này đánh cho Ngân Nguyệt một đòn lợi hại thì đám phấn hồng sắc hương vụ đột nhiên chấp động một trận, dị hương đại khởi huyễn hóa ra vô số tuấn nam mỹ nữ, mỗi người ôm ôm nhau, làm ra những cử động cực kỳ thân thiết, làm cho nữ nhân này đầu tiên là ngẩn ra rồi mặt đỏ tới mang tai. Yêu nữ, muốn chết, nữ tử tiếp theo sắc mặt xanh mét, hoàng mang từ ngọc bội trong tay chợt lẽ, nhất phiến hoàng hà nhi xuất. Một chút đem phấn vụ thổi bay phá thành từng mảnh nhỏ không còn thấy bóng dáng. Nhưng là chỗ nguyên bổn ngân nguyệt đang đứng sớm đã không thấy người đâu. Nữ tử họ Nhạc cười lạnh một tiếng đang muốn phát động thần thức tìm đối phương thì lại dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, biến sắc mặt vội vàng nhìn lại Hàn Lập. Chỉ cần một chút công phu ngân nguyệt quấy dày, Hàn Lập sớm đã đem chúng phi kiếm ngưng kết thành cự kiếm triệu hồi trở lại trước người. Sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm không chớp mắt một chút. Nhìn thấy phi kiếm vẫn đang không có bị luyện hóa, nữ tử họ nhạc trong lòng hoảng sợ một trận nhưng tự nhiên sẽ không tiếp tục chờ đợi. Lúc này hắn cầm trong tay đồng đăng, nàng không để hắn có cơ hội liều mạng tiếp theo nên muốn trực tiếp dùng đăng diễm đem hàn lập luyện hóa. Nhưng hàn lập lại đột nhiên hai tay hướng trước ngực hợp lại, một bàn tay úp bịt kín một tầng bạch sắc hàn quang, một bàn tay hiện lên ánh làm diễm chấp động, sau đó hé miệng phun ra một đoàn thanh khí bao hai tay lại. Phốc suy một tiếng, một đoàn tử sắc hỏa diễm to cỡ trứng gà bập bùng cháy trên hai tay hàn lập tiếp theo hắn giơ ngón tay điểm một cái. Tử diễm vốn đang rất nhỏ thì bạo liệt hóa thành một con tử diễm tiếu điểu trông rất sống động, dương một cánh nhằm thanh sắc cực kiếm đang bị đăng diễm bao vây trên không trung. Bịch sau một tiếng vang nhỏ, một màn quỷ dị xuất hiện. Tử diễm cùng thanh diễm đồng thời tại mặt ngoài cực kiếm bùng cháy lên, hai loại quang diễm sau khi chớp lên trên thân kiếm, không ai nhường ai đan vào nhau cùng liều mạng cắn nuốt nhau. Trong lúc nhất thời vô pháp xem loại hỏa diễm nào chiếm thượng phong. Hàn lập cố nhiên cao mày, sắc mặt âm trầm bất định mà nữ tử họ nhà càng lại trợn mắt há hốc mồm. Tử hỏa này có lai lịch gì mà có thể dĩ nhiên có thể không sợ cổ đăng bảo vật diễm. Nếu không tận mắt nhìn thấy nàng thật sự khó mà tin được hết thảy. Nhưng nữ tử này lập tức tỉnh táo lại, trong lòng ý niệm diệt sát hàn lập càng thêm mãnh liệt ba phần. Người này mới chỉ là nguyên anh sơ kỳ mà đã có nhiều nghịch thiên thần thông như vậy. Nếu để hắn tiến dài đến trung kỳ thậm chí hậu kỳ thì chẳng phải là hoành tảo mộ lan thảo nguyên vô đối thủ ư. Nghĩ tới đây, Ngọc Dung trầm xuống cầm đồng đăng trong tay hướng lên trên ném đi, bảo vật này vững vàng dừng lại cách trên đỉnh đầu mấy trượng. Tiếp theo sắc mặt trịnh trọng khoanh chân ngồi xuống, hai tay bắt quyết, mắt nhắm lại trong miệng lẩm bẩm. Dưới thân Bạch Liên lập tức phát ra bạch quang chói mắt, trên đầu đồng đăng tỏa ra thanh quang lập lòe, hai cái như cảm ứng trên hô dưới ứng. Nữ tử họ Nhạc lần này thực sự sinh ngoan tâm, cho dù một lần sử dụng tất cả số lần có thể sử dụng đồng đăng sau này cũng nhất định phải đem Hàn Lập xóa sổ khỏi giới Thiên Nam tu sĩ hàn lập đồng dạng chú ý tới cử động của áo lục nữ tử lúc này trong lòng trầm xuống âm thầm kêu khổ rốt cục sinh thổi ý hắn mặc dù còn có chiêu sát thủ tử la cực hỏa và huyết ma kiếm nhưng cũng không có chút ý tứ cùng nữ nhân này liều mạng ở đây áo lục nữ tử trước mắt cũng không phải là phổ thông nguyên anh trung kỳ tu sĩ hắn cũng không nguyện thực sự cùng đối phương đồng quy vô tận ngay lúc hàn lập mới nảy sinh ý niệm này trong đầu thì đột nhiên trong hải vụ đột nhiên có một nhân ảnh lóe lên rồi một người xông ra Hàn Lập cùng nữ tử vừa thấy người này cũng không khỏi ngẩn ra. Khi hai người vừa phân thần thì trên đỉnh đầu tử vân đấu biến thành tử vân đột nhiên tả hữu chia ra, một đạo bạch quang như xét đánh không kịp bưng tai nhằm đồng đăng bay đi, bạch hà chợt lóe thoáng một cái đem đồng đăng cuốn vào trong quang nội. Sau khi xoay quanh một cái thì bạch quang gào thét một tiếng rồi hướng tử vân bắn nhanh quay về. chương 743, phá trận đại chiến phần 8. Hàn Lập vừa thấy cảnh này thì mừng rỡ mà áo lục nữ tử kêu bá một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt theo sau lộ ra vẻ cực kỳ kinh sợ đồng thời hai tay dương lên đại phiến bạch hà quang cuốn đi đồng thời bạch liên dưới thân cuồng chuyển trong nháy mắt liên ảnh như núi tuôn trào nhưng trên đỉnh đầu tử vân quang hoa chợt lóe làm cho qua bạch quang sau khi vừa hiện ra lại gặp tử đại võng thì rơi xuống nhất thời tử quang bạch hà cùng theo tới đánh tới liên ảnh trên không truyền đến tiếng ngân nguyệt yêu kiều cười khanh khách tử võng sau khi quang hoa thu liếm thì hiện ra thân hình cao gầy của ngân nguyệt nàng cất tiếng cười dài tay nâng hoa lam cổ bảo, trên mặt bạch quang chấp động, thanh đồng cổ đăng bị nhốt trong bạch quang không cách nào nhúc nhích mảy may. Phải đợi sau khi trở về đánh tan một tia linh thức của áo lục nữ tử trên cổ đăng thì cổ bảo này ai cũng có thể khu xử. Hàn lập tự nhiên đồng dạng cực kỳ mừng rỡ nhưng hắn còn chưa kịp lộ ra vẻ hưng phấn thì người lão đảo vừa mới xông vào nơi đây cũng thấy rõ trận đấu pháp giữa Hàn lập cùng áo lục nữ tử. Lúc này xoay đầu nhìn Hàn lập bối rối hô to lên. Hàn đạo Hữu chạy mau. Mộ lan nhân thần sư đến rồi, lục đạo hữu đã bị giết rồi. Nếu không chạy ngay thì không kịp nữa. Người này đúng là lão giả họ mã, chỉ là bây giờ phút này mặt tái nhợt, một cánh tay không còn thấy đâu, vẻ mặt đầy sợ hãi. Mộ lan nhân thần sư, Hàn Lập vừa nghe lời ấy thì bị hù dọa giật mình. Vừa muốn cẩn thận hỏi lại thì lão giả cả người bạch quang chấp động rõ ràng có ý định phi độn chạy trốn, không dám dừng lại chút nào. Nhưng vào lúc này, một tiếng thanh âm nam tử thản nhiên theo sát truyền đến muộn rồi bổn thần sư đã tìm tới nơi này mới vừa rồi hy sinh một cánh tay mới cho ngươi cơ hội tránh được một kiếp lúc này đây ta xem ngươi còn có loại bí thuật nào chưa sử dụng không sẽ không đem cánh tay khác cũng luyện chế thành thế thân khôi lỗi chứ thật sự mà nói bổn thần sư thật có vài phần bội phục di vật này không phải là mộ lan nguyên minh đăng chúng ta hay sao tiểu hồ ly này lá gan không nhỏ dám cầm truyền thừa chi bảo của mộ lan nhân chúng ta đây là vật há để một gã yêu nghiệt như ngươi có thể chạm vào sao nam tử nọ mà tốc độ thật nhanh lời nói vừa mới bắt đầu tựa hồ còn đang chỗ cũ nhưng trong nháy mắt đã phảng phất như ở gần trong gang tắc mà từ cuối cùng tỏ vẻ hơi kinh ngạc chính là lời nói khi mắt thấy bạch hồ yêu thân của ngân nguyệt theo sau một đạo ngân mang từ vụ hải bắn ra nhìn như không nhanh nhưng trong nháy mắt đã đến trước người ngân nguyệt ngân nguyệt khuôn mặt xinh xắn trắng bệch vội vàng vung tay lên nhất diện tử sắc đại võng bằng không di động trước người đồng thời thân hình không chút nghĩ ngợi ngã bắn ra. Nhưng đạo ngân hồng nọ thoáng bỗng hóa thành ngân sắc đại thủ, một tay bắt lấy tử thành đâu. Đồng thời cách xa phía ngoài hơn 10 trượng, ngân thủ ngũ chỉ ác quyền, hư không hướng tới ngân nguyệt đang bỏ chạy nhẹ nhàng đánh một kích. Ngân nguyệt đang biến thành hoàng sắc độn quang thì bị một đoàn ngân sắc quang đoàn đi sau mà đến trước kích chúng. Lập tức kêu thảm thiết một tiếng, độn quang tán đi rơi xuống. Bất quá nàng cũng cực kỳ thông tuệ, cắn răng một cái cố nén cơn đau kịch liệt cầm cổ bảo trong tay hóa thành một đạo bạch khí ném cho hàn lập phía xa xa. Muốn chết, thanh âm nam tử trong ngân thủ có chút tức giận, quang mang chấp động, ngân thủ phân thành hai, trong đó một cái hướng hoa lam cổ bảo mang tất cả đi. Một cái khác thì trực tiếp hướng lên trời cao rồi hạ xuống đầu ngân nguyệt hung hăng chộp tới, muốn đem nữ nhân này đánh nát bấy. Hai người động tác giống như điện quang hỏa thạch, ngân nguyệt cực kỳ hoảng sợ vội vàng muốn vận chuyển linh lực thi triển độn thuật mà chạy nhưng trên người ngân quang chợt lóe dĩ nhiên không cách nào vận chuyển chút pháp lực nào. Hư không nhất kích của đối phương không chỉ làm nàng thương nặng mà còn đồng thời trên người đơn giản thiết hạ một cái tiểu cấm chế. Mặc dù cấm chế này phá giải rất dễ dàng nhưng lúc này lại căn bản không có thời gian đi làm việc này. Mắt thấy ngân sắc cửa thủ như cái núi nhỏ hạ xuống. Ngân Nguyệt trong lòng phát lạnh, mỹ mục nhắm chặt chờ chết. Nhưng đang lúc này, tiếng sấm chợt vang, một cánh tay từ phía sau nàng xuất hiện ôm lấy nàng. Chạy! Hàn Lập hô to tiếng trong trẻo nhưng lạnh lùng, sau đó tiếng oanh minh tái khởi, Ngân Nguyệt cùng Hàn Lập đồng thời biến mất. Ngân sắc cự thủ khổng lồ xui xẻo một chút lại chụp hụt. Sau một khắc, Hàn Lập một tay ôm Ngân Nguyệt mảnh mai, một tay dẫn theo khẩu thanh tử lưỡng sắc cự kiếm, di động vào trong đám sương mù đặc hơn 10 trượng xa, vẻ mặt trầm trọng, di. Lôi độn thuật, trong ngân sắc cự thủ truyền đến âm thanh kinh ngạc sau đó một cái ngân thủ trong chớp mắt bay trở về hai cái bàn tay khổng lồ đụng vào cùng nhau rồi bộc phát ra ngân mang chói mắt. Quang hoa thu liếm, một gã pháp sĩ bộ dáng nho sinh xuất hiện trong ngân mang, một tay cầm tử thành đâu, một tay dẫn theo hoa lam cổ bảo, thần sắc thản nhiên đánh giá hàn lập xa xa. Lão giả họ mã vừa thấy người này xuất hiện, mặt xám như cho tàn, trên người linh quang mặc dù chấp động không ngừng, nhưng dĩ nhiên không dám phá không mà chạy. Hàn lập thì ánh mắt chấp động, cẩn thận đánh giá, lần đầu tiên nhìn thấy nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Người có tu vi bực này, trừ trường hợp đặc biệt căn bản sẽ không hành tẩu tại thế tục, họ chính là hóa thần kỳ tu tiên giả cơ hồ có thể xem như những người đứng đầu tu tiên giới. Trung niên pháp sĩ đánh giá bốn phía một chút, ánh mắt sau khi nhìn qua nữ tử họ nhạc một rừng thì khoát tay đem hoa lam cổ bảo cùng đồng đăng bên trong toàn bộ ném cho nữ nhân này. Đa tạ trọng thần sư ra tay tương trợ, không biết trọng huynh như thế nào lại tới đây, áo lục nữ tử đem thanh đồng cổ đăng tưởng mất mà lấy lại được, trong lòng tự nhiên cực kỳ vui mừng lẫn sợ hãi, thở phào một hơi liên thanh tạ ơn. Cho dù nàng bản tính lãnh ngạo như thế nào nhưng đối mặt với một trong tam đại thần sư của bản tộc thì thần sắc không dám có chút chậm trễ. Không có gì, ta chỉ nghe nói thiên nam nhân vừa phái một nhóm tu sĩ tăng viên cho các địa phương có đại trận. Mà các người bên này cái tên kêu trời khóc địa lại bị chết một cách quỷ dị cho nên có chút lo lắng tới xem một cái. Tốt nhất có thể cho đại tấn quốc một cái tên, một lời giải thích hợp lý. Bây giờ chúng ta cũng chưa thể rời khỏi những tu sĩ đó. Bất quá, đối phương nếu có tên sử dụng lôi độn thuật đến ngay cả nhạc thượng sư cũng không đối phó được nho sinh thần sắc như thường bình tĩnh nói theo sau hắn vừa lại một xoay đầu nhìn hàn lập xa xa lạnh nhạt hỏi con tiểu hồ ly này của ngươi lá gan không nhỏ ngay cả mộ lan truyền thừa chi bảo của chúng ta cũng dám động vào ngươi nếu là chủ nhân của nàng như vậy đồng loạt lên đường đi hừ khẩu khí không nhỏ cho dù không động chạm vào đồng đăng thì ngươi sẽ thả ta rời đi sao muốn mạng của ta không biết các hạ có bổn sự này hay không. Hàn lập ánh mắt co rụt lại, hít sâu một hơi rồi lạnh như băng quay lại nói một câu. Nho sinh nghe vậy, ánh mắt nhìn hàn lập, đảo qua cửa kiếm thấy thanh tử hai loại hỏa diếm cùng tồn tại một cách quỷ dị thì trong mắt một tia gì xác hiện lên, nhưng lập tức coi như như không có việc ấy nói. Hắc hắc, có dũng khí tu sĩ ở trước mặt ta dám nói như thế, trọng mỗ thật đúng là nhiều năm qua chưa thấy ai. Nhạc thượng sư, tu sĩ chỉ còn một cái cánh tay bên kia giao cho ngươi vị tiểu hữu sử dụng lôi độn thuật này giao cho ta xử lý. Không biết hắn có thể chống đỡ được bao lâu, nho sinh trên mặt vẻ tàn nhẫn chợt lóe qua, cũng không thấy sử dụng pháp bảo gì nhưng thân hình sau một trận mơ hồ thì ngân quang chợt lóe rồi hiện ra hai gã nho sinh giống nhau như đúc. Quần áo cùng vẻ mặt đồng dạng, ba người giống như xem người đã chết, đồng loạt nhìn Hàn Lập. Hàn Lập hấp một hơi lương khí, thần thức đảo qua nhưng lại vô pháp nhận ra hai gã hóa thân nọ cùng bản thể có cái gì khác nhau, vô luận tu vi khí tức đều hoàn toàn giống nhau. Trong lòng mặc dù khiếp sợ nhưng Hàn Lập giơ tay hướng đầu vai Ngân Nguyệt nhẹ nhàng vỗ, thấp giọng nói nhanh một câu. Ngân Nguyệt nhu thuận gật đầu đem cấm chế trong cơ thể giải khai rồi trong ánh bạch quang hiện ra tiểu hồ bản thể, vù một tiếng, nhu thuận chui vào trong cổ tay áo Hàn Lập. Lúc này ba gã nho sinh đối diện phất tay áo chậm rãi hướng Hàn Lập bay tới. Rõ ràng động tác trông thong thả thong dong nhưng chỉ cần hai ba bước là đã đến cách Hàn Lập chỉ có hơn 10 trượng hơn hàn lập sắc mặt đại biến không chút nghĩ ngợi sau lưng ngân xí vỗ một cái người bỗng nhiên biến mất không thấy còn muốn chạy người có thể chạy trốn tới nơi nào nho sinh cười hắc hắc một tiếng mà nói rồi theo sau đồng thời ngân quang chấp động thong thả cất bước đuổi theo sau hai bước trên không bọn họ đồng dạng biến mất vừa thấy này cảnh lão giả nguyên bổn sắc mặt như người chết đột nhiên động tác kỳ khoái cả người nhảy lên không nói một lời hóa thành một đạo bạch hồng nhằm hướng trái ngược phá không bắn ra nữ tử họ nhạc thấy màn này cười lạnh một tiếng hai tay bắt quyết rồi hóa thành một cổ gió nhẹ đuổi theo có thần sư đuổi theo hàn lập nàng còn lo lắng gì nữa mà tên thiên nam tu sĩ này với cái gì lôi độn thuật cũng quyết trốn không thoát khỏi lòng bàn tay nàng về phần cái đại trận này khi không có nguyên anh kỳ tu sĩ thì bài trừ nó tự nhiên dễ như trở bàn tay tại một nơi sắc trời có chút u ám nhìn như nơi hoang dã không người trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một tiếng sét đánh chuyển đến ngân hồ chấp động rồi hàn lập sắc mặt tái nhật hiện ra. Sau khi hắn ổn định thân hình vội vàng hướng ra phía sau nhìn vài lần, thần sắc có vẻ tức giận. Ngân Nguyệt, chúng ta trốn được bao nhiêu ngày rồi? Đại khái 4 ngày 4 đêm, người này không hổ là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Chủ nhân một khi dừng lại nghỉ ngơi không tới nửa khắc là lập tức bị người nọ cảm ứng thấy. Thật sự không cách nào thoát khỏi thần thức của hắn nên rất nguy hiểm. Mặc dù có vạn năm linh dịch duy trì pháp lực nhưng ích tà thần lôi trong cơ thể đã không còn đủ không có lôi độn thần thông, người căn bản không cách nào tránh được thuật truy tung của đối phương. Loại thần thông cao thâm này có một điểm không thể so với thuấn di, thậm chí một mặt nào đó mà nói cũng không đủ lực. Nếu không phải chủ nhân đủ cơ trí, căn bản không cùng người này chính diện giao thủ một lần mà đã cắm đầu chạy. Một khi bị áp sát cuốn lấy thì chỉ sợ dùng lôi độn cũng không chắc đã thoát thân được. Ngân Nguyệt trong lòng lo lắng trả lời, Nguyên Anh hậu kỳ thần thức có thể cảm ứng được khí tức trong phạm vi mấy trăm dặm. Ta mặc dù tự hỏi thần thức hơn xa nguyên anh trung kỳ tu sĩ nhưng nếu cùng chính thức hậu kỳ tu tiên giả so sánh với nhau thì vẫn có tranh lệch nhất định. Dù sao đại diễn quyết cũng chưa có học hoàn toàn, còn có mấy tầng công pháp chưa tới tay. Chuyện tình lần này một khi chấm dứt ta lập tức đi tới cực tây đem mấy tầng khẩu quyết sau cùng lấy bằng được. Trước kia thần thức trung quy cường đại hơn so với đối thủ, thật không có cảm giác được gì. Bây giờ không bằng đối phương, lập tức bị bó tay bó chân. Có rất nhiều thủ đoạn cũng không thi triển được hàn lập sau khi cười khổ một tiếng oán hận nói. mươi 744, danh thanh tiệm khởi. Vậy làm sao mới tốt? Chủ nhân dù thi triển huyết ảnh độn một lần cũng chỉ có thể chạy ra xa được hơn trăm dặm như vậy thì chúng ta vẫn nằm trong phạm vi thần thức bao phủ của thần sư, không có cách nào thoát được cả. Ngân Nguyệt cũng giàu dĩ thì thầm nói, đối với ân cứu mạng của Hàn Lập, Ngân Nguyệt mặc dù không nói ra nhưng trong lòng lại có chút xúc động. Nàng cũng chưa phát giác ra sự quan tâm lo lắng thêm vài phần trong lời nói của mình một lần đương nhiên không được nhưng nếu liên tiếp thi triển hai ba lần huyết ảnh đột, lại dựa vào ích tà thần lôi còn dư để thi triển lôi độn thuật thì hẳn là có bảy tám phần nắm chắc chạy thoát. Nếu làm như vậy thì cho dù ta so với tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ pháp lực cao thâm hơn một chút nhưng mất nhiều tinh huyết như thế thì nhất định gặp nguy hiểm, nếu bình yên vô sự cũng không tránh được một đoạn thời gian cực kỳ hư nhược. Nhưng hôm nay xem ra không có phương pháp nào khác có thể chạy thoát được. Không thể không dùng tới cách đó. Dường như Hàn Lập sớm đã suy nghĩ về vấn đề này, trên khóe miệng xuất hiện vẻ tự diễu như có như không. Chủ nhân người, Ngân Nguyệt tựa hồ lại muốn nói gì? Hừ, tên gia hỏa kia lại đuổi tới rồi, càng ngày càng nhanh, không thể dây dưa nữa, chỉ còn cách mạo hiểm thử một lần mà thôi. Hàn Lập đột nhiên thần sắc biến đổi, ngẩng đầu hướng bầu trời mờ mịt phía sau nhìn lại, vẻ mặt âm trầm lẩm bẩm. Ngân Nguyệt thấy cảnh này, tự nhiên không nói thêm gì nữa. Sau đó Hàn Lập hít sâu một hơi, mười ngón tay chắp lên, liên tiếp kết xuất ra một loạt thủ ấn cổ quái đồng thời thanh quang quanh thân chấp động, một cổ linh khí kinh người bỗng nhiên từ trên người phóng ra. Hàn lập hé miệng phun ra một đoàn tinh huyết màu đỏ, lập tức hòa vào trong gió, hóa thành huyết vụ hòa lẫn với thanh sắc linh quang. Linh quang trong nháy mắt biến thành vẻ thanh hồng yêu dị. Đồng thời hai tay cùng khuôn mặt hàn lập bắt đầu lộ ra màu đỏ sấm dị thường, trong nháy mắt đã trở nên đỏ tươi như máu, trên da xuất hiện vô số sợi tơ máu như đang muốn bung ra, trông cực kỳ dọa người. Nhưng hàn lập lại làm như không hề hay biết gì, tay bắt quyết càng thêm nhanh. Sau khi phun ra hai đoàn tinh huyết, Hàn Lập đã hoàn toàn bị huyết vụ bao vây vào trong, thân ảnh mơ hồ như có như không. Lúc này, phía chân trời xa xa xuất hiện quang mang chấp động, có ba đoàn ngân quang từ từ bay tới. Bên trong bóng người chấp động, đúng là trọng thần sư cùng hai hóa thân. Áo bào kiểu nho sinh của ba người cùng tung bay, không nhanh không chậm tiến về phía Hàn Lập vì vậy nhưng tốc độ rất kinh người, trong nháy mắt đã xẹt qua khoảng cách hơn trăm trượt, lấy mắt thường đã nhìn thấy tình hình của Hàn Lập. Gì, sắc mặt của một người trong số đó chợt lộ ra dị sắc, ánh mắt lóe lên rồi nhíu mày lại. Bụp, một tiếng vang nhỏ từ thanh hồng huyết vụ xa xa phát ra. Một đoàn huyết quang trói mắt xuất hiện tại nơi đó. Hàn lập đứng ở trong, lạnh lùng liếc mắt nhìn mộ lan thần sư một cái rồi đột nhiên sau lưng phát ra tiếng ầm ầm như tiếng sấm, phong lôi xí giang ra. Sau một khắc, không gian phụ cận xuất hiện một trận vặn vẹo, thân hình hàn lập thoáng một cái bỗng nhiên biến mất tại chỗ âm thanh phát ra chói tai lập tức từ xa xa mơ hồ chuyển đến trong nháy mắt đã nhỏ đến mức không thể nghe thấy dường như đã phi độn ra ngoài khoảng phạm vi gần đó ba gã nho sinh nét mặt đồng thời hiện lên vẻ giật mình rồi nhìn nhau một cái đột nhiên tụ lại sau khi ngân quang hiện lên ba người liền hợp thành một người nho sinh còn lại lập tức nhắm hai mắt phóng thần thức ra hướng về phía có âm thanh bé nhọn kia để tìm kiếm đây là độn thuật gì mà lại có thể chạy ra xa ngoài trăm dặm, nó dường như có chút tương tự với huyết độn của ma đạo nhưng khoảng cách thật sự làm cho người ta sợ hãi. Nho Sinh nhìn về phía Hàn Lập biến mất, nét mặt hiện ra một tia ngoài ý muốn. Thông qua mấy ngày truy đuổi, Hàn Lập làm cho vị trọng thần sư này giật mình không ít vì hắn có thể không ngừng không nghỉ, chạy trốn một mạch tới nơi đây. Phải biết rằng tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ phổ thông cho dù thân mang lôi độn thuật thì pháp lực cũng sớm tiêu hao hết, bó tay chịu trói xem ra tên kia hẳn là có thiên tài địa bảo gì đó giúp khôi phục pháp lực trong nháy mắt cho dù tổn hao nhiều nguyên khí mà vẫn thi triển được mật thuật mà đối phương thân mang độn thuật quỷ dị như thế bây giờ mới thi triển ra chứng tỏ lúc trước vẫn chưa dùng hết toàn lực bất quá không quan hệ mặc dù bây giờ tên kia đã phi độn ra ngoài hơn trăm dặm nhưng vẫn đang trong phạm vi thần thức của hắn cùng lắm là mất thêm một chút thời gian mà thôi nho sinh lạnh lùng tự đánh giá một chút hai mắt khép hờ một lần nữa đem thần thức giám định hàn lập đang ở phía xa xa khóe miệng khẽ nhếch một tia cười lạnh rồi bạch quang trên người hắn chợt lóe động thân đuổi theo nhưng đang lúc này nho sinh đột nhiên cảm ứng thấy khí thức hàn lập lần nữa quỷ dị biến mất điều này đã làm cho hắn ngẩn ra theo đó thân hình hơi ngưng trệ nhưng lập tức hắn nhớ tới cái gì vội vàng đem phạm vi thần thức mở rộng gấp đôi rút cuộc lại tìm được hàn lập nho sinh trong lòng cười lạnh nhưng khí thức của hàn lập chợt lóe lên rồi không thấy đâu nữa Lúc này vẻ mặt Nho Sinh ngạc nhiên, hắn thật sự giật mình. Mặc dù thần thức của hắn cường đại nhưng nhiều lắm cũng chỉ bao phủ được hơn phạm vi 200 dặm. Vượt qua phạm vi này hắn cũng có thể miễn cưỡng cảm ứng được đồ vật đại khái nhưng không cách nào trong nháy mắt xác định được. Trừ phi đối phương đứng bất động tại chỗ chờ hắn dùng thần thức đi tìm. Việc này tự nhiên là không có khả năng, mà đối phương thật sự quá xảo trá, sau khi bị thần thức của hắn cảm ứng được lại còn liên tiếp thi triển độn thuật quỷ dị nọ, thực sự đã thoát khỏi tay hắn bao nhiêu năm rồi cơ hồ chưa bao giờ bị người khác trêu chọc như thế sắc mặt nho sinh lúc hồng lúc trắng hắn đường đường là một gã mộ lan thần sư mà lại truy đuổi không nổi một gã tu sĩ nguyên anh sơ kỳ việc này một khi truyền ra thì không còn mặt mũi gì nữa bất quá hắn cũng không có lập tức động thân đuổi theo